chương 391, lục pháp tướng rất dày. Sau khi tiêu phàm kiểm tra cửa đá, nói với Tân Lâm. Cửa đá này lạnh băng, gõ vào giống như gõ vào vách núi, chắc chắn, không hề có nửa chút âm thanh trống rỗng. Có thể thấy được độ dày cực lớn. Hắc lân làm sao bây giờ? Tân Lâm lo lắng trước tiên lại không phải an nguy của mình, mà là lo lắng cho Hắc lân. Chỉ cần là ở cùng với tiêu phàm, Tân Lâm liền không có gì phải sợ tiêu phàm lắc đầu nói đừng lo hắc lân còn thông minh hơn chúng ta hơn nữa liễu sinh hùng cũng bị nhốt lại trong này rồi bên ngoài ngược lại lại an toàn hơn nếu như hắc lân đã lựa chọn lối đi này thế thì liễu sinh hùng khẳng định cũng ở bên trong về phần tiếp tục đi vào bên trong còn có lối đi nào khác hiện tại không nói trước được thế nhưng bây giờ đã tiến vào kết cục không có đường lui rồi hai người tiếp tục đi về phía trước bỗng nhiên một trận tiếng động kẹt kẹt vang lên ngay sau đó chiêu chiêu hai tiếng hai chiếc tên trúc từ hai bên của hành lang tà tà bắn ra hiển nhiên hai chiếc tên trúc như vậy không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho tân lâm và tiêu phàm mặc dù hành lang rất chật trội không gian có thể cứu vãn được vô cùng nhỏ thế nhưng tiếng động mà hai chiếc tên trúc bắn ra thật quá lớn tiêu phàm và tân lâm sớm đã có chuẩn bị nhất tề lui một bước về phía sau hai chiếc tên trúc liền đâm vào bức tường hành lang cong vẹo rơi xuống mặt đất hai hàng lông mày của tiêu phàm nhíu lại, lắc lắc đầu. Các cơ quan từ thời xa xưa này, trải qua mấy trăm năm sau, còn có thể có hiệu quả như vậy, quả thực vô cùng tài giỏi. Dùng để đối phó với sự xâm nhập của người bình thường, vậy là đủ rồi. Chỉ là lúc đầu người đông đảo thiết kế ra các cơ quan cảm bẫy này, khẳng định chưa từng nghĩ đến những mũi tên trúc hố bẫy như thế này, phải dùng để đối phó với những cao thủ siêu cấp như tiêu phàm và tân lâm thế nhưng cơ quan lực hiển nhiên cũng không đơn giản như tiêu phàm và tân lâm nghĩ. Audio điện tử võ tấn bền Sau khi hai chiếc tên trúc bắn ra, ngay sau đó là vô số các tên trúc, phi tiêu lông vũ và phi đao ngắn chừng 5-6 tấc không ngừng từ hai bên hành lang bắn ra. Cơ quan lực một khi khởi động, không đem tất cả vũ khí toàn bộ bắn ra hết là sẽ không ngưng nghỉ. Không gian chật trội như vậy, ám khí lại tập trung dày đặc, cho dù là cao thủ siêu cấp, cũng khó lòng chống đỡ. Tiêu Phàm và Tân Lâm đều không chống đỡ, nhún chân nhẹ một cái, hai người liền bay lên, thân mình dán trên đỉnh hành lang. Tuyệt đại đa số ám khí đều là song song bắn ra, ngẫu nhiên có vài cái ám khí đụng phải vách tường liền thay đổi phương hướng, hướng về phía hai người bắn ra, hiển nhiên cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì. Minh đao trong tay nhẹ nhàng vung một cái, liền bị đánh bay ra. Ước chừng trong khoảng thời gian một chén trà tiếng động của cơ quan lực kẹt kẹt, cuối cùng cũng từ từ ngừng lại, hành lang lại tiến vào yên tĩnh bình thường, không còn nghe thấy tiếng, chiêu chiêu, xé gió của tên trúc, phi tiêu lông vũ, phi đao thêm nữa. Cơ quan lực đã dùng hết. Giả sử thật sự có đại đội quân địch thực sự tiến vào nơi này, thế thì hiện tại cả phía bên trong hành lang chỉ sợ đều chất đầy thi thể. Khôi giáp bình thường tuyệt đối không thể chống đỡ nổi cơ quan lực mạnh mẽ như vậy. Càng đi về phía trước, hành lang càng rộng có thể thấy đã càng ngày càng tiếp cận giải đất trung tâm rồi bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chút ánh sáng tiêu phàm và tân lâm liếc mắt nhìn nhau nét mặt đều trở nên nghiêm trọng ở một mảng tối thui trong lối đi bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng có thể thấy chẳng phải chuyện tốt gì nếu như không phải đã ra khỏi căn phòng dưới đất nhìn thấy ánh mặt trời thế thì ánh sáng đó nhất định là do con người tạo ra liễu sinh hùng đốt đèn cho bọn họ có ý gì đây một gian điện đường không lớn hình vòm, sáu bức tượng đá đứng ở sáu phương hướng, mắt như chuông đồng, trên đầu mọc sừng, đều là làm ác quỷ, diện mạo dữ tợn đáng sợ. Trong tay mỗi con ác quỷ, đều nắm một cây đèn bằng đá, trên bắp đèn đốt ngọn lửa sáng ngời, không gian của điện đường trong lòng đất này tràn ngập mùi hương của đèn dầu đốt. Vừa nhìn thấy những bức tượng đá ác quỷ này, trong lòng tiêu phàm lại thêm một lần nữa chấn động, không kìm lòng nổi dừng bước lại. Lục pháp tướng ác quỷ đạo. Lần này tuyệt đối không sai trên điển tịch mà vô cực môn truyền lại, lục pháp tướng ác quỷ đạo chỉ còn lại 5 cái, khẩu quyết tu luyện cũng chỉ còn lại 5 đoạn. Pháp tướng tu luyện cuối cùng và khẩu quyết tu luyện đi cùng với nó đều đã thất lạc. Năm pháp tướng khác, cùng với năm bức tượng đá ở đây gần như là giống nhau như đúc. Chỉ có cái bức tượng có đầu hai chân, tướng mạo dữ tợn mẽ ngác kia, trong, luân hồi thiên, không có. Nhìn theo phong cách vẽ, không thể nghi ngờ 6 bức tượng đá này là một bộ. Đây quả thực là lục pháp tướng ác quỷ đạo không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, cái mà vô cực môn thất lạc rõ ràng chỉ là một cái khẩu quyết và pháp tướng cuối cùng, làm sao có thể ở một thế giới dưới lòng đất nơi đất khách quê người cách xa hàng nghìn vạn dặm này, nhìn thấy cả bộ lục pháp tướng ác quỷ đạo hoàn chỉnh được. Chuyện này không làm sao giải thích nổi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại chú ý đến vị trí trên ngực của mỗi bức tượng đá, dường như đều có khắc chữ. Cách tương đối xa, ánh đèn lại không phải rất sáng cho dù dựa vào nhãn lực của tiêu phàm, cũng không thể nhìn thấy một cách hết sức rõ ràng. Có lẽ chỉ là những hoa văn giống hình dạng của chữ. Bình thường loại tượng điêu khắc ác quỷ này, đều có liên quan đến thần thoại cổ đại, thần quỷ gì gì đó, một số hoa văn chạm trổ trên người, cũng có thể làm nổi bật hiệu quả đó hơn nữa. Tân Lâm, hộ pháp cho anh. Tiêu phàm thấp giọng phân phó một tiếng, liền hướng bước chân về phía bức tượng gần nhất đi tới. Lục pháp tướng ác quỷ đạo đột nhiên hiện ra trước mắt, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, tiêu phàm cũng khẳng định phải qua đó nhìn đến tột cùng. Đem toàn bộ chương sách của sách vô cực cửu tướng tìm về, là mục tiêu phấn đấu suốt đời của các đời trưởng giáo chân nhân vô cực môn. Được, Tân Lâm gật gật đầu, nắm chặt nguyễn kiếm trong tay. Lực chú ý của tiêu phàm căn bản đặt trên 6 bức tượng đá, Tân Lâm lại sớm đã đem toàn bộ tình hình trọng đại điện hình vòm thu vào trong đáy mắt, tạm thời chưa phát hiện ra cái gì bất thường. Thế nhưng Tân Lâm cũng không dám xem thường một chút nào, mấu chốt là cô chưa phát hiện ra tung tích của Liễu Sinh Hùng. Đèn ở đây nhất định là do Liễu Sinh Hùng châm lên. Cái gọi là Trường Minh đăng cũng không thể nào châm lên mấy trăm năm không tắt. Cho dù dầu đèn đầy đủ, trong một không gian biết kín, dưỡng khí cũng đã sớm không còn nữa. Nếu như ở quá khứ, khi nơi này vẫn là tổng đàn của Cửu Quỷ Lưu, tin tưởng khẳng định phải có nơi thông gió, chung quy có rất nhiều người sống ở nơi này thông gió thông khí là điều kiện tồn tại cơ bản nhất thế nhưng sau khi hoang phế lối đi thông khí kia còn có bao nhiêu thông suốt không có chướng ngại vậy thì rất khó nói dù sao kiến trúc trong lòng đất có người giữ gìn và không có người giữ gìn là hoàn toàn khác nhau liễu sinh hùng tuyệt đối sẽ không cố ý châm đèn ở nơi này lên khẳng định không sắp xếp ý gì tốt chỉ có điều tân lâm nhất thời vẫn chưa nghĩ ra mục đích của liễu sinh hùng khi làm như vậy là ở đâu càng là như vậy càng phải đề cao cảnh giác. Khẩu quyết tu luyện ác quỷ đạo. Tiêu phàm đến trước bức tượng đá kia, tỉ mỉ nhìn rõ ràng chữ viết được khắc trên ngực bức tượng, xác định không thể nghi ngờ là khẩu quyết tu luyện thức thứ hai của ác quỷ đạo. Những khẩu quyết này, tiêu phàm cực kỳ quen thuộc, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, không biết đã ôn tập bao nhiêu lần. Hơn nữa là chữ Hán, không phải văn tự đông đảo. Nhưng lại không biết năm đó là ai đem những bức tượng đá này đặt ở chỗ này càng không biết khẩu quyết tu luyện và lục pháp tướng ác quỷ đạo, làm sao lại lưu lạc đến đông đảo, ở giữa, không biết đã xảy ra chuyện lên xuống phập phòng gì. Tiêu phàm bây giờ không có sức đi suy nghĩ đến những chuyện đó, nhúng chân một chút, liền vọt về phía pháp tướng thứ sáu cũng là pháp tướng dữ tợn nhất kia. Đó là pháp tướng mà hắn chưa từng luyện qua, tiêu phàm tin rằng, đây khẳng định là pháp tướng tu luyện và khẩu quyết tu luyện hoàn chỉnh của ác quỷ đạo. Mặc dù còn chưa hề đọc văn tự khác trên ngực pháp tướng thứ sáu, thế nhưng từ phong cách vẽ thống nhất như vậy phán đoán, chắc có lẽ không thể sai được. Chính vào lúc này, tiêu phàm chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trống rỗng, dẫm vào nơi hư không. Khi hắn vừa đứng ở chỗ này, rõ ràng là thực địa, làm sao hiện tại vừa phát lực, lại trở thành trống không rồi. Không đợi tiêu phàm nghĩ ra, thân người tự nhiên nghiêng một cái, ngã sang phía bên cạnh. Phút một tiếng, một mũi tên trúc dài từ dưới nền đất bắn ra, nhằm hướng cổ họng tiêu phàm bắn tới hàn quang của mũi tên trúc lóe ra, đầu mũi tên lại là bọc bằng thép, còn chân bóng như mới, có thể thấy mức độ sắc bén như thế nào. Trong phút chốc, Tân Lâm đang ở nơi cách tiêu phàm không xa khẽ quát một tiếng, thân mình nhẹ nhàng bay lên, nguyễn kiếm thẳng tắp hướng về phía mũi tên trúc kia nhắm đến. Chỉ tiếc động tác của Tân Lâm mặc dù nhanh, so sánh với khoảng cách giữa tiêu phàm và tên trúc mà nói, rốt cuộc vẫn cách xa hơn một chút, người cô còn đang cách mấy mét, đầu mũi tên bọc thép đã đâm đến cách cổ hỏng tiêu phàm không đến ba tấc. Tuy nhiên lúc này, ngón tay của tiêu phàm đã xuất hiện trên cổ của chính mình. Đạn chỉ thần thông, mũi tên rung lên, đầu tên nghiêng qua một bên, sượt qua bên má của tiêu phàm. Một ngón tay bắn bay mũi tên trúc, tiêu phàm không dừng lại một chút nào, cánh tay trống khẽ trên mặt đất, cả người giống như một mũi tên rời khỏi cung, bay vọt về phía bức tượng đá thứ sáu thậm chí còn không kịp liếc mắt một cái xem dưới chân vì sao đột nhiên xảy ra huyễn hoặc. Chiếu chiếu chiếu, âm thanh xé gió mãnh liệt vang lên, không đếm được có bao nhiêu phi đao phi tiêu lông vũ từ trên nóc đại điện hình vòm bắn xuống dưới, trực tiếp bắn về phía tiêu phàm đang ở giữa không trung. Đại điện này chẳng qua chỉ rộng hơn 10 trượng, cao thấp không đến 3 trượng, trong khôn gian chật hẹp như vậy, hàng trăm phi đao phi tiêu chẳng chịt lao xuống, thật khó có thể chống đỡ. hai Tân lâm mềm mại kêu lên một tiếng, phi thân lên, nguyễn kiếm múa thành một đoàn kiếm hoa, trực tiếp bay về phía tiêu phàm. Phi tiêu lông vũ và phi đao từ trên đỉnh đại điện bắn xuống quả thật quá nhiều, quá mức dày đặc, dù là tân lâm võ nghệ siêu phàm, trong một quãng thời gian ngắn như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên ngoài chống đỡ, chỉ có thể đem bản thân biến thành một tấm chắn, kiên quyết ngăn đỡ cho tiêu phàm. Cùng lúc đó, đoàn kiếm trong tay tiêu phàm cũng đã vung múa lên. Tiếng, phụt phụt, không ngừng bên tai, phi đao phi tiêu lông vũ dưới sự chống đỡ của hai người, ảo ảo bắn sang bốn bên. Chỉ có điều những phi đao phi tiêu lông vũ này đều là bắn ra từ cơ quan lực, lực mạnh đến khác thường, nếu như không phải nội công của tiêu phàm và tân lâm đều cực kỳ cao cường. Người bình thường cho dù có kiếm pháp gió thổi không lọt như vậy, cũng khó lòng thi triển dưới trận mưa phi tiêu phi đao dày đặc như vậy. Căn bản đỡ không được. Dù là như vậy, thân mình của tiêu phàm và tân lâm cũng bị lực cực mạnh của những phi đao phi tiêu gần đó đụng vào bay ra ngoài, lảo đảo hai bước mới đứng vững bước chân. Nhưng đây căn bản vẫn chưa kết thúc. Hai người vừa mới đứng vững thân mình, một tiếng nổ ô ô, lớn, lại là vô số những phi tiêu lông vũ và phi đao từ trên nóc đại điện mái vòm bắn xuống dưới, dưới chân từ các hướng khác nhau cũng bắn ra năm sáu cây trông bằng trúc sắc bén. Trong phút chốc những cơ quan ám khí này tạo thành một tấm thiên la địa võng, đem tiêu phàm và tân lâm vây chặt ở bên trong. Chương 392, điên cuồng cuối cùng. Tiêu Phàm, tình hình không đúng. Tân Lâm một bên chống đỡ cơ quan ám khí từ bốn phương tám hướng bắn lại, một bên thấp giọng nói. "Ừ." Tiêu Phàm trả lời một tiếng. Cơ quan ám khí bên trong đại điện này và cơ quan ám khí trong hành lang kia hoàn toàn không giống nhau. Cơ quan ám khí trong hành lang là mù quáng, tiến hành công kích không có khác biệt gì. Thế nhưng cơ quan ám khí trong đại điện này lại có mục tiêu rõ ràng. Hai người bọn họ trốn ở đâu liền bắn theo đến đấy. Rõ ràng là có người ngầm khống chế. Nếu như trong cung điện ngầm này không có người thứ tư tồn tại, thế thì người khống chế cơ quan phóng ra ám khí, chắc hẳn là Liễu Sinh Hùng. Khó trách tên này phải châm đèn, làm như vậy để có thể chiếu sáng mục tiêu cho bản thân mình. Dập tắt đèn dầu đi, bằng không chúng ta quá chi là bị động rồi. Nguyễn Kiếm trong tay Tân Lâm múa luân phiên, đem vô số cơ quan ám khí bay ra ngoài, lại nói: khi chống đỡ một cây lao trúc bị một quán tính cực lớn đem thân mình nghiêng sang một bên thiếu chút nữa bị một cây phi đao lao nhanh đâm đến may mà tiêu phàm ở bên cạnh ra tay kịp thời ngăn cách cây phi đao này tân lâm mới tránh khỏi bị thương e rằng không dễ dàng em xem vị trí của những bức đèn kia tân lâm phát hiện không bình thường tiêu phàm sớm đã nhận ra hơn nữa đã quan sát vị trí bức đèn của những cây đèn này tân lâm theo tiếng nhìn lại quả nhiên không nhìn thấy bức đèn chiếc đèn dầu được bức tượng đá nâng trong tay bức đèn được thiết kế tương đối đặc biệt nằm ở nơi được bảo vệ một cách chặt chẽ từ dưới lên trên chỉ có thể nhìn thấy ngọn đèn lại không nhìn thấy bức đèn dưới tình hình như thế này sử dụng ám khí rất khó có thể trực tiếp làm cho ngọn đèn lụi tắt nhìn ngọn đèn thêm một lần nữa hoàn toàn được khảm trong lòng bàn tay của bức tượng đá giống như đèn và bàn tay tượng đá là một khối muốn đem ngọn đèn sốc lên trừ phi là xô đổ cả bức tượng hoặc là chặt đứt cánh tay bức tượng nhìn từ mức độ đồ sộ của bức tượng đá, chủ ý này càng không khả thi. Tiền bối thiết kế nên tất cả cái này của cửu quỷ lưu, năm đó sớm đã suy nghĩ đến những tình hình này rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tân Lâm có chút lo âu. Cũng không khó làm, từ bên dưới không đánh được chủ ý, vậy thì từ không trung tiến hành. Anh yểm hộ, em công kích. Tiêu phàm quả quyết nói, vươn tay ra, liền túm lấy một cây lao trúc vừa mới bắn đến. Đem đoạn kiếm trong tay thu lại, hai tay múa cây lao trúc, mạnh mẽ vùn vụt, ngay lập tức đem hai người hắn và tân lâm bao lại. Chiều dài của cây lao trúc này vượt xa chiều dài của đoàn kiếm, hai tay múa may, lực lớn chiêu trầm, tên trúc, phi đao và phi tiêu lông vũ bắn ra dồn dập bị đánh chúng bay loạn ra xung quanh. Chân tân lâm hạ xuống một chút, thân mình nhẹ nhàng bay lên, lúc này thân mình của tân lâm đã cao hơn tượng đá, từ trên cao nhìn xuống. Bức đèn của cây đèn dầu trong tay bức tượng cho cũng không có nơi ẩn giấu nữa, xòe, một tiếng, một đạo hàn quang bay ra. Tia sáng trong đại điện đột nhiên tối sầm một mảng, đèn dầu của bức tượng này đã bị dập tắt rồi. Làm tốt lắm, tiêu phàm tán thưởng một tiếng. Trong hoàn cảnh như vậy, đối diện với phi đao ám tiến từ bốn phương tám hướng, xuất thủ ám khí của Tân Lâm vẫn chuẩn xác như thế, quả thật là tài nghệ như thần. Cho dù là bản thân tiêu phàm, e rằng cũng khó có thể đạt đến trình độ chuẩn xác như vậy. Tân Lâm hé miệng cười, chân không hề ngừng lại chút nào nhún trên mặt đất một cái ở giữa không trung vẽ qua một đường cong nhàn nhạt, nhạt tay vừa giơ lên đã dập tắt cây đèn dầu thứ hai sau khi tân lâm một mạch dập tắt ba cây đèn dầu ánh sáng trong đại điện ngay lập tức đã tối đi một nửa có điều lúc này liễu sinh hùng nấp trong bóng tối cũng đã hồi phục tinh thần lại ngay sau đó không đếm được có bao nhiêu ám khí phi đao tên trúc phi tiến dồn dập hướng về phía tân lâm hoàn toàn đem tiêu chân nhân ném qua một bên Tân Lâm không kịp dập đèn, nhuyễn kiếm trong tay cấp tốc múa lên, đem bản thân bảo vệ bên trong. Tiêu phàm lại không hề lập tức bay qua cứu viện, mà là bay nhanh lên nửa phần trên của nóc mái vòng đại điện tìm kiếm. Liễu sinh hùng đối với hành tung của bọn họ rõ như lòng bàn tay, không thể nghi ngờ lại đang ở một vị trí tương đối cao, có thể nhìn bao quát toàn cục. Tiêu phàm không tin trong cung điện dưới lòng đất này, có lắp các phương tiện theo dõi hiện đại, trốn ở một nơi rất xa, liền có thể đem toàn bộ tình hình trong đại điện thấy một cách rõ ràng. Lần công kích phi đao phi tiến này hướng về phía tân lâm với số lượng rất nhiều. a à, tân lâm bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi, nguyễn kiếm trong tay rời ta bay đi, lại bị một cây lao vô tình hay cố ý đánh trúng nguyễn kiếm. cơ quan lực trên cây lao tiến đến gần thực sự quá mạnh, tân lâm không cầm nổi thanh nguyễn kiếm trong tay nữa rồi. tân lâm không có binh khí trong phút chốc trở nên nguy hiểm vạn phần, không nghĩ đến cái gì nữa lập tức bay ngược về phía sau. Thế nhưng dưới chân cô tốc độ có nhanh hơn chăng nữa, cũng không thể nhanh hơn ám khí phi đao mà cơ quan lực phát ra. Chính vào lúc này, tiêu phàm phi thân đuổi đến, lao trúc trong tay múa thành một đoàn hắc quang, tinh tinh tang tang, một trận đem vô số những ám khí phi tiễn đánh bay ra ngoài. Suy 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 ba tiếng vang nhỏ bên trong đám ám khí phi tiễn bắn ra bốn bên, xen lẫn ba đạo hàn quang. cục diện thật sự quá hỗn loạn, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng khó có thể phát giác ra điểm khác thường rất nhỏ này. Ba cây liếu diệp phi đao trực tiếp bắn thẳng đến đỉnh đại điện phía trên bên phải của ba bức tượng đá. Nơi đó có một lỗ hồng rất nhỏ, vô cùng bí ẩn, dưới tình huống bình thường, rất khó phát hiện. Đáng tiếc, tiêu phàm không phải người bình thường. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt truyền ra, quanh quẩn thật lâu trong đại điện hình vòm, ám khí phi tiễn bắn ra như hình với bóng không ngừng nghỉ đột nhiên dừng lại, trong đại điện phút chốc lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Tiêu phàm một tay ôm chiếc eo mềm mại nhỏ nhắn của Tân Lâm, lao trúc trong tay phải nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, hai người nhàn nhã bay lên, lắc mình tới phía sau bức tượng đá thứ ba, nấp trong bóng tối của tượng đá. Tân Lâm đứng vững gót chân, nhẹ nhàng thở phào một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, lại vẫn chưa gỡ vòng tay của tiêu phàm, chỉ đè thấp giọng hỏi, ở trong này sao? Là ở nơi này, lối đi có phải ở vị trí này hay không, còn phải tìm hiểu một chút mới biết được. Tiêu phàm đáp nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay trái đang ôm tân lâm vậy em đem mấy bắp đèn dầu còn lại dập đi nhé không cần tiêu phàm khẽ lắc đầu giọng điệu chắc chắn liễu sinh hùng cố nhiên rất giỏi trong lúc không đề phòng rất khó tránh được ba cây phi đao hiện tại cho dù không chết mắt chỉ sợ cũng không thể thuận tiện như thế được nữa trong quãng thời gian ngắn khả năng muốn tiếp tục thao tác cơ quan lực công kích bọn họ là vô cùng nhỏ nhân cơ hội này thăm dò một chút lối đi tiến vào căn phòng thao tác cơ quan lực, nghĩ cách tiến xâm nhập căn phòng thao tác này, triệt để tiêu diệt liễu sinh hùng mới là cách đúng đắn nhất. Nói xong, năm ngón tay tiêu phàm luân chuyển, chỉ gió, suy suy, không dứt trước sau đụng vào bức tường gạch xanh trước mặt. Đều là âm thanh vô cùng chắc nịch vững vàng. Không ở đây, tiêu phàm và tân lâm thay đổi vị trí một chút, lại bắt đầu thăm dò. Đại điện hình vòng này cũng không phải rất rộng lớn, dưới tình hình không có lực lượng bên ngoài can thiệp, cho dù là thăm dò dọc theo toàn bộ bức tường một lần, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Quan trọng là động tác phải nhanh. Ngộ nhớ Liễu Sinh Hùng bị thương không nặng, hồi phục trở lại, lại không biết sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao mảnh đất này là sân nhà của Liễu Sinh Hùng. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền thăm dò đến gần bức tượng thứ sáu. Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại động tác thăm dò, dưới chân nhún nhẹ một cái cả người vô thanh vô thức bay qua, đến trước bức tượng thứ sáu. Tân Lâm tùy tay nhặt chiếc lao trúc rơi xuống mặt đất, chuẩn bị bất cứ khi nào đều có thể xuất kích. Cô biết, phân tự khắc trên tượng đá này đối với tiêu phàm rất quan trọng. Bởi vậy, bất lịch quỷ đạo, bất luyện địa ngục, bất kinh luân hồi. Tiêu phàm yên lặng nhìn đoạn khẩu quyết điêu khắc trên bức tượng này, trên mặt hiện lên một chút vẻ mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, đây là khẩu quyết và pháp tướng tu luyện thức thứ sáu của ác quỷ đạo. Ác quỷ đạo luân hồi tướng, thất lạc hơn một nghìn năm, cư nhiên lại tìm thấy trong cung điện dưới lòng đất ở đảo phương Bắc trên đất nước đông đảo này. Đang lúc tiêu phàm hoàn toàn đắm chìm trong khẩu quyết trên bức tượng đá, một trận âm thanh, kẹp kẹp, nặng nề truyền ra, mãnh liệt làm cho tiêu phàm bừng tỉnh, ngay lập tức lắc mình, giơ tay giữ chặt cổ tay của Tân Lâm, đứng dính sát vào tường. Âm thanh, kẹp kẹp, ngày càng vang lên, ở nơi cách hai người đứng không xa, một đạo cửa đá rắn chắc chậm rãi mở ra. Nhìn qua, bề ngoài cửa đá này và gạch xanh giống nhau như đúc, trong hoàn cảnh mờ tối, muốn phân biệt quả thật có khó khăn nhất định. Mấu chốt là, cửa đá này đủ dày, cho dù thăm dò được rồi, không có thiết bị máy móc muốn mở ra, độ khó khăn càng không phải là lớn một cách bình thường. Thế nhưng hiện tại, cửa đá tự mình mở ra rồi. Tiêu Phàm và Tân Lâm lại di chuyển sang bên cạnh vài bước loại chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống này đột nhiên xuất hiện vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn tiếng động kẹt kẹt rầm rầm dừng lại cửa đá rốt cuộc ngừng lại trong cung điện dưới lòng đất lại khôi phục lại sự chống trải ngay cả một nửa điểm âm thanh đều không có yên tĩnh đến đáng sợ tiêu phàm và tân lâm vẫn không nhúc nhích tiêu tiên sinh bỗng nhiên trong cửa đá chuyển đến giọng nói của liễu sinh hùng nghe qua vô cùng mỏi mệt chỉ có điều nói ba chữ như vậy Liễu Sinh Hùng liền kịch liệt ho khan. Vừa nghe thấy tiếng ho khan của Liễu Sinh Hùng, Tiêu Phàm liền có thể đoán định, thương thế của Liễu Sinh Hùng cực kỳ trầm trọng, căn bản không có bất kỳ năng lực công kích nào nữa rồi. Thật vất vả mới ngừng ho khan, Liễu Sinh Hùng lại vù vù thở dốc, giống như kéo ống bế vậy. Tiêu Tiên Sinh, người thật làm cho ta thất vọng. Cuối cùng, Liễu Sinh Hùng đè nén thở dốc, lại mở miệng, trong giọng điệu, mang theo sự châm chọc và khinh thường nói không ra. Tân Lâm liền bĩu môi. Tên tiểu quỷ tử này, đã bước đến đường cùng, sắp chết đến nới, vẫn kiêu ngạo như vậy, đối với đối thủ đánh bại gã, không hề có chút kính sợ nào, thế nhưng lại có chút cách rời so với truyền thống nhất quán của quỷ tử. Bình thường, quỷ tử đều là ti tiện, người đánh nó càng độc, nó càng chịu khuất phục. Liễu sinh hùng xem là tiểu quỷ tử ngoại tộc rồi. Người rõ ràng là người thắng, thế nhưng ngươi đến bây giờ vẫn đang sợ ta. Song ta phải nói cho ngươi là, cho dù ngươi có chú ý cẩn trọng hơn nữa, ngươi cũng không đi ra được. Ngươi và thị nữ của ngươi, chỉ có thể ở thế giới dưới lòng đất hắc ám này, cùng chết với ta. Nơi này là tổng đàn trên mặt đất của cửu quỷ lưu chúng ta, ta là truyền nhân của cửu quỷ lưu, chết ở nơi này, linh hồn của ta sẽ được an nghỉ. Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi không thể. Ngươi là người hoa hạ. Nơi này là đất khách quê người. Ngươi và người phụ nữ của ngươi, nhất định phải ở nơi cách quê hương nghìn vạn dặm này, làm một đôi cô hồn dã quỷ. Linh hồn của ngươi không thể an nghĩ, chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi này phiêu lãng, không có chỗ nào quy y. Các ngươi không thể quay về. Vĩnh viễn cũng không thể quay về được nữa. Ha ha, ha ha ha. Liễu sinh hùng cười như điên, âm thanh vô cùng điên cuồng, khàn cả giọng. Tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong cung điện dưới mặt đất thật lâu cũng chưa tiêu tan. chương 393, tự hủy. Điên rồi. Tân lâm cắn răng, từ trong miệng tóe ra hai chữ như vậy. Tiêu Phàm bỗng nhiên đi nhanh về phía cửa đá. Tân Lâm hơi ngơ ngẩn một chút, lập tức theo sát phía sau, đi vào bên trong cánh cửa. Bên trong cửa đá là một không gian cũng không quá lớn, còn bày một ít dụng cụ gia đình, liếc mắt nhìn qua một cái, như là một gian phòng nghỉ. Liễu Sinh Hùng đang ngồi ở trên một cái ghế đối diện với cửa đá. Cái ghế đen thùi sáng bóng, không giống làm bằng đá lắm, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phán đoán chất liệu. Liễu sinh hùng mắt phải đã mù, trong mắt đang cắm một thanh phi đao lá liễu, máu tươi thuận theo gương mặt chảy xuống. Một thanh phi đao khác thì đang cắm ở vị trí thiên đình của gã, một hàng máu tươi từ chóp mũi chảy xuống. Không kìm được há mồm cười hô hố, tướng mạo vốn được cho là anh Tuấn nho nhã sớm đã bị phá hư hầu như không còn, có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Theo bộ phận lộ ra bên ngoài của hai thanh phi đao để phán đoán, hai thanh phi đao cũng đã xâm nhập vào trong não của Liễu Sinh Hùng, đây là trọng thương chí mạng, trên cơ bản không thể cứu vãn. Sinh mạng này của Liễu Sinh Hùng đã tận rồi. Có lẽ chính là vì ý thức được điểm này, Liễu Sinh Hùng mới tự mình mở cửa đá ra, để Tiêu Phàm và Tân Lâm tiến vào. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến đối diện Liễu Sinh Hùng và đứng lại, Tân Lâm thì đứng ở một bên cửa đá, cảnh giác đánh giá hết thảy bên trong, phòng ngừa Liễu Sinh Hùng sắp chết vổ đến, lại xuất hiện yêu thiêu thân gì một cái thang đặt ở một bên trên vách tường, ngẩng đầu hướng lên trên, có thể nhìn thấy trên đó còn có một không gian, đoán chừng là không gian thao tác dùng để khống chế lực. Liễu sinh hùng, đều kết thúc rồi. Nam tử hán đại trượng phu, nguyện thua cuộc, ngươi an tâm đi đi. Tiêu phàm nhìn liễu sinh hùng, thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh. Liễu sinh hùng điên cuồng tiếng cười dần dần dừng lại, hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngồi thẳng người, chừng lớn mắt trái vẫn còn nguyên, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, trong mắt, hung quang lóe ra, tràn đầy ý oán hận ác độc và không cam lòng. Cho dù Liễu Sinh hùng miệng không chịu thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm còn sót lại lý trí nói cho gã biết, Tiêu Phàm nói không sai, hết thảy đều kết thúc. Trong cuộc đấu giữa gã và Tiêu Phàm này, lấy sự thất bại của gã mà chấm dứt. Chẳng những chính gã đã xong đời rồi, toàn bộ gia tộc tộc Liễu Sinh trải qua trận dịch này, tinh anh gần như toàn diệt, trên cơ bản cũng đã rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục chọn đời khó xoay chuyển tình thế. Bị bại hoàn toàn, ta nguyện thua cuộc ư, ta tại sao phải chịu thua, tiêu phàm, người cho là người thắng sao, ha ha, ta cho người biết, nơi này là tuyệt địa, các ngươi lúc tiến vào, ta cũng đã đem tất cả thông đạo đều chặt đứt rồi. Giữ người ở chỗ này, một tên cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Liễu sinh hùng lạnh lùng nói, giọng điệu không nói ra được ác độc. Tân lâm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Nét mặt của Tiêu Phàm cũng là như thế. Không thể nghi ngờ, Liễu Sinh Hùng đang nói xạo. Gã lúc trước dù Tiêu Phàm và Tân Lâm đến nơi đây, tuyệt đối sẽ không là vì muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận, chỉ là muốn lợi dụng nơi này, cơ quan cạm bẫy đưa Tiêu Phàm và Tân Lâm vào chỗ chết. Chỉ có điều không ngờ Tiêu Phàm Tân Lâm dũng mãnh thái quá, cho dù cơ quan cạm bẫy có thể sử dụng, cũng vẫn không làm gì được được hai tên bí y thái này. Hơn nữa, nơi này từng là tổng đàn của cửu quỷ lưu. Làm sao có thể thiết kế thành tuyệt địa chỉ có vào không có ra chứ? Ha ha, các ngươi nghĩ rất đúng, nơi này vốn không phải tuyệt địa, tất cả cửa đá thông đạo đều có thể khống chế. Nhưng, có một chút các ngươi là sẽ không biết, đó chính là then chốt khống chế ở trong này ở bên trong mật thất của gian phòng này. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ đem cái gian mật thất này để lại hoàn chỉnh cho các ngươi sao? Liễu Sinh Hùng trên mặt cũng toát ra ý châm chọc cười lạnh. Tiêu Phàm, Tân Lâm tuy rằng ta không thắng được các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ thắng được ta. Trận chiến này, từ khi bắt đầu chính là tử cục, Tanh không có ý định cho các ngươi còn con đường sống đâu. Hiện tại, cùng chết theo ta đi, ha ha, ha ha ha. Liễu sinh hùng lại ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười càng thêm điên cuồng. Trong tiếng cười điên cuồng ở nơi này, toàn bộ gian mật thất cũng bắt đầu đung đưa, bốn phía phát ra tiếng nổ, ầm ầm, còn tảng đá mái vòm trên đỉnh đầu lại tràn ra từng đường vết rạn, giống như mạng nhện, nhanh chóng kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tảng đá nhỏ đã bắt đầu rơi xuống. "Đi!" Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thân mình vội vàng thối lui về phía sau. Cho dù đối mặt với tình trạng nguy hiểm như vậy, Tiêu Phàm cũng là đối mặt với Liễu Sinh Hùng để rút lui, chứ không hề quay lưng với kẻ thù để cho kẻ thù có cơ hội. Liễu Sinh Hùng vẫn đang ngửa mặt lên trời cười hô hố đối với cái này không thèm để ý chút nào. Dầm dầm, tiêu phàm và tân lâm vừa mới thối lui đến cửa phòng, khối lớn bàn đá xanh lớn liền hung hăng đập xuống dưới. Trước khi cửa đá mở ra, liễu sinh hùng cũng đã rời đi trang bị tự hủy của nơi này. Đây là sát chiêu cuối cùng của liễu sinh hùng. Quyết định, liều lĩnh, muốn cùng tiêu phàm và tân lâm đồng quy vô tận. Đối với Liễu Sinh Hùng một tên võ sĩ kiêu ngạo như vậy mà nói, thất bại và tử vong là cùng một danh từ không có bất kỳ sự khác nhau nào. Võ sĩ đã thất bại căn bản không có tư cách tiếp tục sống trên đời. Liễu Sinh Hùng duy nhất cần phải làm là, sắp chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng, có thể kéo hai cái vậy thì càng tốt. Oanh, một khối bàn đá xanh lớn từ trên giáng xuống, đập trúng Liễu Sinh Hùng, tiếng cười điên cuồng đột nhiên dừng lại. Liễu Sinh Hùng, kẻ tự phụ kiêu ngạo này, thậm chí là kẻ đông đảo tự đại, là truyền nhân chính tông của Cửu Quỷ Lưu, đại gia chủ của gia tộc Liễu Sinh liền chết như vậy. Cùng với gã, cái ghế kia bị tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập thành thịt vụn. Tiêu Phàm và Tân Lâm không có thời gian đi để ý tới sinh tử của Liễu Sinh Hùng, mặc dù tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong khoảng khắc liền thối lui ra bên ngoài, đi vào cung điện ngầm hình tròn ở bên ngoài. Nhưng nơi này cũng là không an toàn, toàn bộ mái vòm hình tròn trong cung điện ngầm đều vỡ ra thành từng phiến đá lớn nhỏ không đều, đập xuống. Qua thông đạo bên kia, bên tai tân lâm vang lên tiếng hô quát của tiêu phàm. Có lẽ tới thông đạo cũng không chắc được an toàn, nhưng toàn bộ địa cung hình tròn đều bị vây dưới uy lực bao phủ của tự hủy. Nếu đứng bất động ở chỗ này, đó là chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Mau chóng trốn được vào thông đạo bên kia, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tân lâm không chút do dự, dưới chân điểm nhẹ, tóc dài bồng bềnh, trực tiếp vào tới thông đạo bên kia. Cẩn thận, ngay tại lúc cô sắp đến thông đạo, tiêu phàm lại là hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, tân lâm chỉ nghe đỉnh đầu vù vù gió, trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chấn động một khối bàn đá xanh lớn đang đập xuống về phía đỉnh đầu của cô, vẫn chưa có nện vào, nhưng cũng đã ép tới người giường như ngay cả thở cũng không được. Có muốn trốn tránh, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Tân lâm không kìm nổi hoa dung thất sắc. Cùng lúc đó, một khối bàn đá xanh nhỏ cũng đánh tới về phía tiêu phàm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiêu phàm bật hơi, dùng lực, hô, một trường đánh về phía trước, nghênh đón tảng đá lớn nặng tựa thiên quân, đồng thời tay trái một trường đẩy tân lâm đi. Tân lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ như rời non lấp biển, thân hình nhỏ xinh của cô liền như mảng lá rụng trong cuồng phong sóng lớn, không chút lực kháng cự, không tự chủ được bắn về phía thông đạo bên kia, nhanh hơn tia chớp. Đối với bàn đá xanh đánh về phía mình, tiêu phàm hoàn toàn làm như không thấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiêu phàm một trường đánh chúng vào tảng đá lớn đang rơi xuống, tảng đá lớn kia lại bị đánh chúng bay sang bên cạnh vài thước, ẩm ẩm rơi xuống đất. Tiêu phàm chân hạ một chút, vọt sang thông đạo bên kia. Chỉ có điều dây dưa như vậy, khối bàn đá xanh nhỏ kia rốt cuộc cũng khó có thể tránh đi, thật mạnh đập vào lưng của tiêu phàm. Tiêu phàm một tiếng kêu đau đớn, lảo đảo té về phía trước. Tiêu phàm, tân lâm quá sợ hãi, vội vàng khẽ vươn tay, một phen kéo tiêu phàm vào thông đạo hai người đụng vào nhau, ngã lăn xuống đất. Qua, wow, một tiếng, tiêu phàm mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu phàm, anh thế nào rồi? Tân lâm nhất quán điểm tĩnh thậm chí là lãnh đạm liền khẩn trương, liên thanh kêu lên, giọng đều có chút biến điệu rồi. Tiêu phàm nội công thâm hậu, tân lâm đều rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào. Hiện giờ tiêu phàm không ngờ hộc máu, có thể thấy được thương thế trầm trọng cỡ nào. Bàn đá xanh lớn như vậy trực tiếp đập trúng lưng, cho dù là một cái đầu trâu, chỉ sợ cũng bị mất mạng tại chỗ rồi, huống chi là một người. Đừng lo, tiêu phàm thấp giọng đáp, rõ ràng khí lực không đủ. Giờ này khắc này, khắp nơi đều là tiếng nổ, ầm ầm, toàn bộ cung điện ngầm đều đang run rẩy không ngừng. Dù là tân lâm ngày bình thường dũng khí rất hào, trong lúc này cũng gắt gao ôm tiêu phàm nằm úp sấp trên người mình, nằm ở nơi đó, động cũng không dám động. Uy lực của thiên địa này, thật sự đoạt tâm phách người may mà cái thông đạo mà bọn họ đang ở này tương đối thấp lùn không gian cũng khá chật trội nhưng thật ra tạm thời không có phát sinh hiện tượng sụp xuống cũng không biết qua bao nhiêu lâu tiếng nổ vang ầm ầm rốt cục yên lặng xuống cung điện ngầm cũng không run rẩy nữa tiêu phàm nhẹ nhàng ho khan một tiếng hai tay chống đỡ rời khỏi ngực của tân lâm tân lâm lúc này mới ý thức được mình vừa rồi vẫn ôm tiêu phàm không khỏi xấu hổ đến khắp mặt đỏ bừng may mà bốn phía là một mảnh hắc ám Tiêu Phàm nhìn không thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Tân Nhi, chúng ta thăm dò một chút đi. Một lát, Tiêu Phàm hạ giọng nói. Ừ, Tân Lâm cúi đầu đáp ứng một tiếng, lấy đèn pin nhỏ ra, chiếu về phía trước, chỉ thấy cửa ra vào thông đạo đã bị trồng chất bàn đá xanh chắn lại cực kỳ chặt chẽ rồi, chỉ để lại mấy cái khe hở nhỏ tí. Gió vẫn có thể lùa vào được, còn người muốn thông qua thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Tân Lâm thử đẩy hòn đá chặn ở cửa thông đạo một chút, tự nhiên là giống như chuồn chuồn rung động cột đá không thể lay động mảy may hoàn toàn chặn cứng rồi tiêu phàm nói đi ra một chút xem xem lập tức hai người lại theo thông đạo đi ra ngoài không lâu liền đi tới phía trước cửa đá tay sờ lạnh như băng cánh cửa đá đá này tiêu phàm đã sớm kiểm tra qua vô cùng dày không có gì khác lắm với vách núi lấp kín lại cẩn thận thăm dò mặt đất là sàn nhà đá vô cùng cứng rắn muốn đào một lối đi đi ra ngoài Trừ phi là có được máy móc thiết bị hiện đại hóa đại hình, hoặc là một đống thuốc nổ, bằng không cơ bản là không thể nào. Huống chi bị chặn ở bên trong này, không cần nói đến thức ăn, đến nước uống đều không có. Không ngờ lâm vào trong tuyệt cảnh, chương 394, tai họa ngầm không áp chế được Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Tân Lâm thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không có trả lời. Nghe tiếng ho khan, Tân Lâm lập tức trong lòng căng thẳng vội vàng bật đèn pin chiếu tới, lại chỉ thấy một đám máu từ trong khóe miệng tiêu phàm tràn ra. Tân Lâm lập tức khuôn mặt xinh đẹp đại biến. Vừa rồi một đòn nghiêm trọng kia, tạo thành thương tổn nặng cho tiêu phàm, vượt ra khỏi dữ liệu của cô. Chúng ta trước chữa thương, anh hãy ngồi xuống. Tân Lâm bất chấp, vội vàng đỡ tiêu phàm ngồi xuống dựa vào vách tường, dây tơ hồng buộc trên cổ kéo ra ngoài. Cuối dây tơ hồng là một hồ lô nhỏ chứa mỡ dê chạm bằng ngọc, một mùi thơm nhẹ nhẹ xông vào mũi hồ lô này, Tân Lâm giấu ở trong ngực, có thể thấy được sự quý trọng của vật này. Tân Lâm mở nút lọ hồ lô ra, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Tân Lâm từ trong hồ lô đổ ra một viên thuốc màu đỏ tươi to bằng hạt đậu, nâng đến bên miệng tiêu phàm, đút cho hắn uống xuống. Tiêu phàm ngồi khoanh chân, hai tay đan ở vùng bụng, bắt đầu thổ nạp vận hơi thở, luyện hóa dược lực. Viên thuốc vừa rồi Tân Lâm đưa cho hắn ăn chính là thuốc tiên trị thương được mật chế của thất diệu cung đối với bị thương đặc biệt có hiệu quả. Dưới tình huống không có phòng bị, bị tảng đá lớn từ trên đỉnh cung rơi xuống đập trúng lưng, lục phủ ngũ tạng đều bị đòn nghiêm trọng, hùng mạnh như tiêu phàm, cũng cảm thấy ăn không tiêu. Nếu đổi lại những người khác, thậm chí giống như Tân Lâm loại cao thủ, cấp số, này, chỉ sợ cũng đã gánh không nổi. Tân Lâm cầm đèn pin chiếu dọi mông lung trong thông đạo, một đôi mắt đẹp, không chấp nhìn tiêu phàm, chú ý biến hóa trên mặt tiêu phàm cho dù là thần thái nhỏ nhất. Có lẽ bởi vì tha hương nơi đất khách, lại xâm nhập sâu vào rừng rậm vách núi đá, làm cho Tân Lâm có một loại rất dự cảm không tốt, cảm thấy khả năng sẽ xảy ra chuyện gì. An nguy của tiêu phàm, đương nhiên là trọng yếu nhất. Hạo nhiên chính khí, vận chuyển lại, rất nhanh liền đánh tan dược lực, một khắc đồng hồ qua đi, trên đỉnh đầu tiêu phàm bắt đầu bốc hơi sương mù, từng đoàn từng đoàn xương mù màu trắng ngưng kết ở trên đỉnh đầu tiêu phàm, thật lâu không tiêu tan. Loại tình hình vô cùng kỳ lạ trong mắt người bình thường này, tân lâm thật ra thấy không có gì lạ. Từ sau khi tiêu phàm tu luyện đại thành, hạo nhiên chính khí, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, mỗi khi luyện công đến thời điểm tinh thâm, đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Tuy nhiên tân lâm cũng là sau khi đến chỉ thủy quan ở chung với tiêu phàm mới thấy được. Trước kia lúc ở tổng đàn của thất diệu cung, chỉ ngẫu nhiên thấy sư phụ luyện công sẽ xuất hiện loại tình hình này, các đồng môn khác, công lực thua xa, liền không có dị tượng như vậy. Lại qua hai khắc đồng hồ, tiêu phàm trên trán bắt đầu dịn mồ hôi, một mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ trong cơ thể tiêu phàm. Tân lâm lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Đây là biểu hiện dược lực đã hoàn toàn tan ra, và chạy tới trăm mạch tứ chi. Thuốc tiên trị thương của thất diệu cung, cố nhiên khó lường, nhưng không đến nửa canh giờ dược lực liền lan ra trong trăm mạch tứ chi, nhưng tuyệt không phải người bình thường đều có thể làm được. Mắt thấy hai gò má vốn tái nhợt của tiêu phàm dần dần lộ ra một tia đỏ ửng trong lòng tân lâm dần dần an định lại. Mặc kệ thế cục tồi tệ đến cỡ nào, chỉ cần tiêu phàm không sao, tân lâm trong lòng liền sẽ không lo âu. Nhưng lần này, tình huống dường như hơi không đúng lắm. Tiêu phàm trên hai gò má đỏ ửng dần dần càng đậm hơn, không kìm được lan sang các bộ vị khác trên mặt trong khoảng thời gian uống một chén trà, không ngờ khắp mặt đỏ bừng, trên trán vốn chỉ là dịn mồ hôi, giờ phút này cũng là từng giọt mồ hôi lớn cuồn cuộn xuống, thậm chí còn thân mình đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Sao lại thế này, tiêu phàm, tiêu phàm. Tân lâm khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, vội vã kêu lên. Chẳng lẽ là thuốc không đúng bệnh? Theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng, tiêu phàm bị hòn đá đập trúng, là tổn thương chấn động điển hình, dùng thuốc tiên của thất diệu cung, để chữa thương hoàn toàn chính xác không thể không đúng bệnh hơn được nữa nhưng tiêu phàm cái bộ dạng này rõ ràng không phải giả vờ tân nhi chế huyệt giúp anh chế huyệt thân thể của tiêu phàm càng thêm run run đến lợi hại gần như là cắn răng từng chữ từng chữ nói ra đều nặng nề trên trán mồ hôi rơi như mưa chế huyệt chế huyệt vị nào tân lâm cũng luống cuống tay chân vô cùng luống cuống em cũng biết tiêu phàm răng cắn càng chặt rung động Tân Lâm khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ sẫm như máu. Loại tình hình này, giống như đã từng gặp. Ở chỉ thủy quan, tiêu phàm tu luyện, hợp hoan thức, liền xuất hiện cùng loại tình hình này. Ngay lúc đó tiêu phàm, cũng là cả người khí huyết cuồn cuộn, khó có thể tự chế, khiến Tân Lâm hỗ trợ khống chế đan điền khí hải nhị huyệt. Nhưng, anh bây giờ đang chữa thương A. Lần này, Tân Lâm không có phụng mệnh duy cẩn đối với tiêu phàm, mà là đưa ra nghi vấn hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần gắt gao nhào lên. Khống chế đan điền và huyệt khí hải của tiêu phàm cố nhiên có thể áp chế khí huyết cuồn cuộn xuống, nhưng ngăn cản chân khí vận hành trong trăm mạch ở tứ chi, thương thế của tiêu phàm sẽ không được chữa trị kịp thời. Không kịp giải thích, mau, anh sắp kìm chế không được rồi. Tiêu phàm kêu lên, giọng điệu trở nên vô cùng gấp gáp, sao động lo âu. Tân lâm cả kinh, lập tức không do dự nữa, cực kỳ nhanh điểm trúng huyệt đan điền và khí hải của tiêu phàm. Tiêu phàm cả người chấn động, thở phào một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, tuy nhiên hai gò má vẫn đỏ bừng, mồ hôi trên trán vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tân Nhi, cách xa anh một chút. Một lát, tiêu phàm hạ giọng nói, giọng vẫn có chút run nhẹ nhẹ. Sao lại thế này? Tân Lâm không có nghe lời hắn, chỉ là chú ý hỏi han. Tu luyện, hợp hoan thức, sẽ làm tiêu phàm kìm chế không nổi bản quyền vọ y gờ nguyên thủy nhất của người đàn ông. Nhưng lúc này, tiêu phàm rõ ràng là đang chữa thương, như thế nào cũng sẽ xuất hiện, bệnh trạng, đồng dạng. Cũng khó trách tân lâm có chút không hiểu. Tiêu phàm cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói tai họa ngầm. Trước kia dùng chân nguyên bản mạng cưỡng ép ngăn chặn đấy. Lời còn chưa dứt, tân lâm lại bật người hiểu ra, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Tiêu phàm đoạn thời gian trước tu luyện, hợp hoan thức, trước sau vẫn không thể đột phá, cưỡng ép áp lực bản quyền vọ y gờ của mình, không khỏi trong người tạo thành tai họa ngầm nhất định được. Dựa vào nội công thâm hậu, tiêu phàm lấy chân nguyên bản mạng cứng rắn ngăn chặn loại tai họa ngầm này, không khiến nó phát tác. Nhưng tối hôm qua đến hiện tại, luân phiên chiến đấu kịch liệt, nội lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa vừa rồi bị thương, điều động chân nguyên tán dược lực chữa thương, tai họa ngầm mà, hợp hoan thức tạo thành rốt cuộc đè nén không được, lập tức bạo phát ra. Vậy làm sao bây giờ? Thương thế của anh, Tiêu Phàm nói, dược lực đã tan ra, thương thế đừng lo. Không đúng, Tân Lâm quả quyết nói. Còn chưa tới nửa canh giờ, dược lực không có khả năng toàn bộ tan ra. Thuốc này là thuốc tiên trị thương của thất diệu cung bọn họ, Tân Lâm rất rõ dược lực mạnh mẽ bực nào. Cho dù Tiêu Phàm nội công cao tới đâu, cũng không có khả năng trong nửa canh giờ liền toàn bộ tan ra hấp thu sạch sẽ. Thực đơn giản như vậy, thì làm sao có thể được xưng là thuốc tiên chứ? Không sao, dược lực đã hấp thu một bộ phận còn dư lại từ tự hấp thu vấn đề không lớn tiêu phàm nhẹ giọng nói lời này liền có chút nghĩ một đằng nói một nẻo rồi thuốc tiên chữa thương này đương nhiên là hấp thu càng nhanh càng toàn diện càng tốt chữa thương cũng giống như đánh giặc coi trọng chính là một tiếng chống làm tinh thần thêm hăng hái chỉ một nửa giữ một nửa như vậy hiệu quả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều chỉ có điều lúc này tiêu chân nhân cũng khổ vô thiện pháp chỉ có thể nói như vậy trước tiên tạm trấn an Tân Lâm một chút rồi tính sau. Tân Nhi, em, em cách xa anh một chút. Một lát, tiêu phàm lại khẽ cắn khớp hàm, hạ giọng nói, giọng điệu có chút lo âu, thậm chí có chút kinh hoàng. Tiêu chân nhân không gì làm không được, không ngờ cũng có thời điểm thất kinh. Tân Lâm khẽ cắn môi, vẫn không nhúc nhích. Tân Nhi, ngữ khí của tiêu phàm càng thêm hoảng loạn, thật sự nội lực tiêu hao quá lớn, lại bị Tân Lâm khống chế nhị huyệt đan điền khí hải, kinh mạch không khoái, bản quyền ig nguyên thủy nhất này dần dần ngóc đầu bắt đầu đang tán loạn khắp nơi trong cơ thể cạch một tiếng vang nhỏ tân lâm tắt đèn pin đi bên trong thông đạo lập tức trở nên đen ngòm tiêu phàm cả kinh đang muốn mở miệng nói chuyện một thân thể mềm mại đã dựa sát vào hai cánh tay mềm mại giống như đai ngọc gắt gao quấn lấy cổ của hắn sau đó mùi thơm xông vào mũi tân lâm miệng đã bu lại tân nhi tiêu phàm lại nói tuy nhiên lần này tiêu chân nhân chỉ gọi nửa tiếng liền đột nhiên dừng lại. Bất kể là ai, miệng bị cái miệng khác chặn lại, muốn nói đều đã trở nên vô cùng khó khăn, tiêu chân nhân không gì không làm được cũng không ngoại lệ. Tân Nhi, em hãy nghe anh nói, việc này cắt hung khó giỏ, chúng ta. Tiêu phàm ra sức rời miệng, thở hồn hển nói, kết quả lại giống như vừa rồi, khoảng cách lại bị đôi môi mềm mại và cái lưỡi thơm tho của Tân Lâm chặn lại, không nói nên lời. Vốn đã vô cùng khó nhịn, cứ như thế, bản quyền võ y ig nguyên thủy trong cơ thể tiêu phàm liền như củi khô bị đốt cháy, bốc cháy lên, ngọn lửa vù vù thẳng lùi mà lên. tiêu phàm trên trán mồ hôi rơi như mưa, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. giờ phút này tiêu chân nhân so với một số học sinh trung học mười mấy tuổi sớm thông minh còn không bằng. tay nhỏ mềm mại của tân lâm chậm rãi đi xuống tìm kiếm, cũng chỉ một kích, nội lực khắp nơi nơi hai huyệt đan điền và khí hải vừa mới khống chế liền sông lên. Oanh, một tiếng. Chân nguyên nội khí miễn cưỡng bị áp chế mạnh bạo phát ra, điên cuồng lưu chuyển cấp tốc trong kinh mạch khắp cả người. Tiêu phàm không kìm lòng nổi hai tay cuốn lấy, gắt gao ôm tân lâm, cái lưỡi vốn bị động ứng đối tân lâm cũng lập tức trở nên vô cùng linh hoạt, đảo khách thành chủ, mạnh mẽ ngậm lấy cái lưỡi thơm tho trơn mềm của tân lâm, dùng sức mút hút. Tân lâm chỉ cảm thấy cả người đều giống như sắp hư thoát, hai tay ra sức ôm lấy cổ của tiêu phàm, dường như cả người đều muốn tiến vào trong cơ thể của tiêu phàm, không bao giờ muốn buông ra nữa. Hai hàng nước mắt trong suốt, chậm rãi lướt qua hai má kiểu diễm của tân lâm. Bốn phía một mảnh đen thui, cái gì đều nhìn không thấy. Tiêu phàm chỉ có thể cảm giác được hai mảnh da thịt trong suốt không còn gì trở ngại, gắt gao dính vào với nhau, cái loại trên cả tuyệt vời. Thân thể của Tân Lâm xinh đẹp như thế, cho dù mắt không thể thấy, đơn thuần bằng cảm giác, tiêu phàm cũng biết, thân thể này là tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Mỗi một tấc da thịt đều có giãn, mềm mại như da em bé. Thiếu nữ trong lòng ngực thở hồn hền, mỗi một tiếng dê y gì đều có thể dẫn phát bản quyền vào y gờ chinh phục mong mỏi nguyên thủy nhất và bạo ngược nhất của đàn ông. Tiêu chân nhân ngày bình thường tao nhã, lúc này hình như bỗng nhiên thay đổi một người khác, không quan tâm, dũng cảm tiến tới. Còn tân lâm mỹ nhân Bang sơn ngày bình thường đối với bất luận người đàn ông khác, thậm chí là phụ nữ đều không có chút ưa mắt, giờ khác này lại tựa hồ như biến thành, chú dây nhỏ, nhẫn nhục chịu đựng, thân mình xinh đẹp trơn bóng chốc lát buộc chặt như sắt, chốc lát lại mềm như bông, hàm răng cắn chặt, không rên một tiếng, chỉ trong kẽ răng, ngẫu nhiên tué ra một chút dây y dỉ ngắn ngủi. Nhiều khi, chỉ có nửa câu dây y dỉ thường thường là vừa văn ra khoi miêng, liền bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ bị cái gì vậy mạnh cắt đưa. Tha hương trên đất khách xa ngàn dặm trùng dương, trong thông đạo chật trội hắc ám của cung điện ngầm này bỗng nhiên biến thành cảnh cực lạc lưu luyến nhất. chương 395, Quy tức Đại Pháp Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hết thảy đều quy về yên ả. Tân Lâm có giúp ở trong lòng của tiêu phàm, dường như cả người thoát lực, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có ngón trò tay phải thon dài ngẫu nhiên nhẹ nhàng trượt ở trên ngực trơn bóng của tiêu phàm, hoàn toàn là động tác không có chủ định. Bên trong thông đạo hắc ám, một luồng ấm áp nói không thành tiếng, nói không rõ ràng lan tràn khắp mọi nơi. Tân Nhi, tiêu phàm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Anh xin lỗi. Đồ ngốc, Tân Lâm hơi hơi xoay mình, nhẹ giọng nói ra, giọng điệu mang theo kiểu thượng không nói ra lời. Cô biết rằng tiêu phàm là đang xin lỗi vì hoàn cảnh như vậy. Hai người bọn họ đều chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên với nhau không ngờ là hoàn thành bên trong thông đạo đen tối này. Tiêu phàm cảm thấy trong lòng áy náy, Tân Lâm lại là bình an vui sướng không nói nên lời chỉ cần là cùng với tiêu phàm giao bản thân mình đầy đủ không sứt mẻ cho hắn ở đâu cũng không quan trọng người đàn ông của cô là tiêu phàm như vậy đủ rồi tất cả cái khác đều không sao cả tiêu phàm lại cúi người xuống hôn một cái lên đôi môi mềm mại của cô tân lâm ôm hắn càng chặt hơn lại qua không biết bao lâu tân lâm mạnh thân mình một cái ngồi dậy hạ giọng nói anh tiếp tục chữa thương em tiếp tục tìm xem có thể tìm được đường đi ra ngoài hay không vốn có thể ra ngoài hay không tân lâm cũng không để ý như vậy tính tình của cô vốn là tương đối nhạt nhưng hiện tại dường như hết thảy đều không giống với lúc trước hết thảy đều có sự biến hóa trong lòng tân lâm bỗng nhiên toát ra một ý nguyện vô cùng mãnh liệt cô rất muốn đi ra ngoài rất muốn rời khỏi này không phải nói là nơi này khiến cho cô chán ghét mấu chốt là nơi này thiếu điều kiện sinh tồn cô còn muốn lâu với tiêu phàm tân lâm mở đèn pin ra Thời gian lâu như vậy qua đi, điện trong đèn pin cũng bắt đầu không đủ, ngọn đèn càng thêm mở tối. Dưới ánh đèn lờ mờ, thân thể của Tân Lâm thể hiện ra tỷ lệ hoàn mỹ. Hai chân thon dài, lưng áo kích thước duyên dáng, đưa lưng về phía tiêu phàm, tự phần cổ đến hai chân, hiện ra đường cong vô cùng tuyệt đẹp, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ lập tức điên cuồng. Tân Lâm chậm rãi cầm quần áo mặc vào, chấm dứt chỉnh tề. Đàn ông thu thập dù sao so với phụ nữ lại tiện hơn chút, đến lúc cô mặc quần áo tử tế, tiêu phàm sớm đã mặc chỉnh tề, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm cô, ở trên cổ của cô khẽ hôn một cái. Tân Lâm tự nhiên cười, lật tay sờ sờ hai má của tiêu phàm, liền cầm đèn pin đi thẳng về phía trước. Tiêu phàm liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu tiếp tục luyện hóa viên thuốc. Lúc này đây vô cùng thuận lợi. Tiêu phàm cổ bản quyền võ y nguyên thủy cuồng bạo trầm tích trong cơ thể kia sớm đã biến mất không còn một mảnh không cần dùng chân nguyên bản mạng đi áp chế nữa. Hạo nhiên chính khí, hùng mạnh vận chuyển hết tốc lực, dược lực dần dần tan ra, bắt đầu làm dịu lục phủ ngũ tạng và bát mạch kỳ kinh bị thương của tiêu phàm. Một canh giờ sau, tiêu phàm cả người đều bọc trong một tầng xương mù trắng nhạt, mùi thuốc càng thêm nồng đậm, tràn ngập ở khắp thông đạo. Càng là cao thủ nội công thâm hậu, càng có thể phát huy công hiệu chữa thương của thuốc tiên thất diệu cung đến mức tận cùng. Tân Lâm sớm trở lại, liền ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cũng chầm chậm vận công điều tức. Trận chiến đấu kịch liệt này, Tân Lâm mặc dù không có bị thương, nội lực tiêu hao cũng vô cùng lớn, cần phải điều tức một chút. Lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm chậm rãi thu công, Lục phủ ngũ tạng vốn mơ hồ đau cảm giác thoải mái hơn so với lúc trước. Đương nhiên trọng thương như thế, hiệu quả trị liệu của thuốc tiên thất diệu cũng có tốt hơn nữa, cũng không thể trong mấy canh giờ ngắn ngủn liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Tuy nhiên chỉ cần thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu, vấn đề như vậy liền sẽ không quá lớn. Vẫn là không ra được, đống đá kia thật sự là quá chặt. Cảm giác được tiêu phàm đã thu công, Tân Lâm liền hạ giọng nói, giọng điệu có chút nôn nóng. Cửa đá bên thông đạo này cô cũng đã dùng nguyễn kiếm thử qua, mặc dù nguyễn kiếm của cô vô cùng sắc bén, là bảo kiếm hiếm có. Nhưng cửa đá này thực sự quá dày, cũng không phải nguyễn kiếm có thể đối phó được. Nếu cửa đá này là năm đó người của địa cung kiến tạo dùng để ngăn chặn kẻ thù ở bên ngoài, đương nhiên phải thiết kế vô cùng hữu dụng, tuyệt không ai có thể sánh bằng. Cô và Tiêu Phàm bị chặn ở trong thông đạo nho nhỏ này, may mà từ đống hoang tàn bên kia của đại điện còn có chút không khí lại đây, bằng không thật sự sẽ có phiền phức. Nhưng như vậy cũng không an toàn, ai biết đại điện bên kia rốt cuộc có thông đạo thông với bên ngoài hay không. Cho dù trước kia có thông đạo như vậy, sau khi tự hủy những thông đạo này còn tồn tại hay không đều rất khó nói hiện tại hít thở là đủ rồi qua thêm thời gian nữa lại sẽ như thế nào tân nhi đừng nóng vội sẽ có người tới cứu chúng ta tiêu phàm trong bóng đêm vươn tay ra chuẩn xác không có lầm đặt vào đỉnh đầu tân lâm dài dai tóc của cô mỉm cười nói em biết trần dương và mẹ của cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến cứu chúng ta mấu chốt là bọn họ cần bao lâu mới có thể tìm được nơi này. Cho dù tìm được địa cung này, trong lòng núi này lối dễ nhiều như vậy, muốn tìm được phương hướng chính xác, chỉ dựa vào hai người bọn họ, khó khăn liền quá lớn. Đợi bọn họ tìm tới nơi này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Đăng nhập http 2 gạch chéo gạch chéo ne T. Để đọc chuyện nơi này không ăn không uống, tuy rằng hai người đều võ công cao cường, tiêu phàm thậm chí lại đã tiến vào trạng thái bán tích cốc, nhưng cũng không biểu thị có thể trong thời gian dài mà không cần ăn chút gì. Đó tuyệt đối sẽ chịu không được. Nếu cứu viện trễ, hai người bọn họ vẫn là phiền toái rất lớn. Tiêu phàm hạ giọng nói nói, em đừng quên rồi, Hắc Lân đang ở bên ngoài. Tân Lâm vừa nghe, lập tức liền tinh thần rung lên. Đúng vậy a, à, như thế nào lại quên Hắc Lân chứ? Chỉ cần có Hắc Lân dẫn đường, Đàm Hiên Trần Dương cũng sẽ không đi đường nghiêng, có thể trực tiếp tìm tới nơi này. Về phần tìm được chỗ vách núi vách đá dựng đứng này, Tân Lâm cũng không lo lắng. Liễu sinh hùng xe liền dừng ở quảng trường công viên Tĩnh Xuyên, sau đó đường vào núi chỉ có một con đường. Cứ theo con đường này đi, nhất định có thể tìm được tổng đàn của cửu quỷ lưu nơi này. Người bình thường có lẽ sẽ không sức phán đoán chuẩn xác và lực hành động dũng mãnh như vậy, đàm hiên trần dương không tồn tại vấn đề như vậy. Hai mẹ con đều là xuất thân đặc công tinh anh, chuyện như vậy không làm kho nước bọn họ. Nhưng, vẫn có vấn đề. Sự hưng phấn của Tân Lâm chợt lóe qua, lập tức lại nhăn lông mày, nói. Cửa đá của thông đạo này bất kể ở bên trong hay là bên ngoài, đều rất khó mở ra. Cửa đá này là do cơ quan khống chế, mà cơ quan, tổng điều khiển, đã bị liễu sinh hùng phá hư hầu như không còn. Nếu Đàm Hiên và Trần Dương không có giúp đỡ khác, vậy cũng đều không mở được cánh cửa này. Đương nhiên, bọn họ người ở bên ngoài, muốn tìm giúp đỡ cũng không khó. Mấu chốt là chỉ có nhân sự thì không đủ, còn phải có thiết bị cơ giới. Trên vách đá cách xa thành thị như vậy, chỉ có một vách đá dựng đựng duy nhất chứa một người thông ra bên ngoài, máy móc thiết bị hiện đại hóa làm sao mang lên được đây. Lần này hành động ở Đông Đảo Quốc cũng không có được chính phủ Đông Đảo Quốc cho phép, càng chưa nói tới hợp tác trợ giúp rồi. Thậm chí tiêu phàm hiện tại cũng còn bị cảnh sát thành phố Bắc Điền truy nã, muốn nhờ lực lượng phía chính phủ thành phố Bắc Điền vận dụng máy bay trực thăng vận chuyển máy móc thiết bị lên vách núi đá dựng đứng này, khó khăn quá lớn, gần như căn bản không có khả năng làm được. Cho dù những khó khăn đó Đàm Hiên và Trần Dương đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết, như vậy, vấn đề mấu chốt nhất chính là Tiêu Phàm và Tân Lâm, có thể kiên trì cho đến lúc đó hay không? Tân Nhi, đừng nói chuyện, cố gắng tiết kiệm thể lực. Hiển nhiên, vấn đề Tân Lâm có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến đến đây anh truyền thụ một bộ khẩu quyết cho em em dựa theo bộ khẩu quyết này vẫn hơi thở khẩu quyết gì quy tắc đại pháp tân lâm lập tức hai mắt tỏa sáng đại danh của quy tắc đại pháp cô đương nhiên từng nghe nói qua cũng biết hiệu quả của công pháp này vô cùng kỳ lạ có thể khiến cho hoạt động của tất cả khí quan và sự trao đổi chất đều trở nên chậm chạp từ đó mà tiến vào một loại trạng thái giống như ngủ đông tiết kiệm vật chất tiêu hao một cách hạn độ không ngờ tiêu phàm ngay cả công pháp như thế này đều biết vô cực môn bác đại tinh thâm danh bất hư truyền lập tức tiêu phàm vừa nói vừa thực hiện tân lâm dựa theo chỉ điểm của hắn bắt đầu tu luyện quy tức đại pháp không lâu sau khi hai người liền song song khoanh chân mà ngồi uyển như lão tăng nhập định không nhúc nhích nếu không phải ngực còn có phập phồng cực kỳ nhỏ thật đúng là khó có thể nhận ra bọn họ rốt cuộc bị vây vào loại trạng thái nào cũng không biết qua bao nhiêu lâu tiêu phàm đang nhập định bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm ứng được khí cơ quen thuộc nào đó. Tân lâm vẫn đang nhập định. Bởi vì tiêu phàm cảm ứng được chính là khí cơ của truyền thừa vô cực. Mặc kệ nơi này là tuyệt địa, áp chế đối với giác quan thứ sáu, loại cảm ứng này như có như không, rất không rõ rệt, tiêu phàm vẫn là trên cơ bản có thể khẳng định, hẳn là đàm hiên tìm đến nơi này. Mở di động ra xem, thời gian đã qua hai mươi mấy tiếng đồng hồ. Trong núi vách đá dựng đứng này, di động đương nhiên không có khả năng còn có tín hiệu, nhưng dùng để nhìn thời gian vẫn là có thể. Không gọi điện thoại, thời gian pin chờ cũng là không ngắn. Ước chừng một giờ sau, cỗ khí cơ quen thuộc này dần dần đi xa. Xem ra đàm hiên đối mặt cửa đá nặng và dày này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết xuống tay từ đâu. Tiêu phàm lại chậm rãi hít một hơi, một lần nữa khôi phục nhập định, hơi thở trở nên cực kỳ ngân nga, thời gian một hít một thở cực dài, thậm chí giữa hít thở đều đã không có giới hạn rõ ràng. Thời gian dần dần trôi qua, 5 ngày năm đêm qua đi, di động đã tiêu hao hết nguồn điện, tự hành tắt máy. Tiêu Phàm và Tân Lâm vẫn đang nhập định. Tuy nhiên, khoảng cách Tân Lâm từ trong trạng thái nhập định tỉnh táo lại càng lúc càng ngắn, hít thở cũng dần dần dồn dập lên. Bất kể như thế nào, Tân Lâm là vừa mới luyện tập quy thức đại pháp, hiệu quả đương nhiên xa hẳn Tiêu Phàm. Quy thức đại pháp này cho dù ở trong hoàn cảnh cực hạn, có thể hữu hiệu kéo dài thời gian sinh tồn, nhưng loại kéo dài này tuyệt đối không phải vô hạn. Cho dù là rùa thực sự, cũng không có khả năng vĩnh viễn ngủ đông, không ăn một chút thức ăn, không bổ sung một chút năng lượng. Tân Lâm đã rõ ràng cảm giác thể lực của mình từng chút một trôi đi, sinh mạng từng chút từng chút héo rũ, ý thức cũng không tỉnh táo bằng lúc trước. Tất cả đều là điềm báo trước thân thể sắp sửa sụp đổ. Đương nhiên, cách lúc sụp đổ thực sự vẫn còn một thời gian ngắn có thể kiên trì. Ngay tại lần thứ sáu Tân Lâm tỉnh lại từ trạng thái nhập định, một bàn tay ấm áp từ bên cạnh đưa qua, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, vang lên bên tai giọng nói dịu dàng của tiêu phàm. Tân Nhi, kiên định lên, có người đến cứu chúng ta rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 396, Yên Chi xã, rầm rầm Trên đỉnh thông đạo, một tảng đá xanh lớn ầm ầm rất xuống, khiến Tiêu Phàm và Tân Lâm vẫn đang luôn kiên nhẫn chờ hoảng sợ. Theo Tiêu Phàm lại nghe được tiếng vang, nhân viên cứu viện đến bên ngoài cuối cùng từ trên đỉnh chóp thông đạo mở ra một lối đi, lại đã qua ba ngày rồi. Tân Lâm tựa sát Tiêu Phàm, nhìn về phía ngọn đèn lóe ra yếu ớt trong thông đạo, nhắm mắt lại, khóe miệng rốt cục hiện lên mỉm cười. Một bóng dáng thon thả yểu điệu kiều mị giống như Tân Lâm, là người đầu tiên nhảy xuống thông đạo, trên mũ đèn pin dương lên, liền nhìn thấy tiêu phàm và tân lâm cách đó không xa lập tức liền hoan hô lên a à, giọng nói trong trẻo này đúng là uyển thiên thiên tiêu phàm tân tỷ các người đừng lo uy uy nói gì đi chứ đừng dọa tôi uyển thiên thiên nhảy xuống trước vươn hai tay dường như muốn đỡ tiêu phàm và tân lâm lên mắt thấy hai người đều không nói lời nào uyển đại đương ra nhất thời liền có chút cấp bách dựa theo suy tính thời gian đây đã là ngày thứ 9 tiêu phàm và tân lâm bị vây ở chỗ này. Quyền thiên thiên thật đúng là vô cùng lo lắng. Quyền đại đương ra lúc này một thân mặc trang phục nghề nghiệp, đầu đội mũ thợ mỏ, cả người bùn đất, dính chin chít, đâu còn một chút phong thái tuyệt sắc mỹ nhân kiều mỹ chứ. Vừa nhìn thấy, nhất định sẽ khiến người ta coi là một kẻ tác nghiệp thấp hèn. Tiêu phàm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói. Thiên thiên, cô trước tiên tắt ngọn đèn trên đầu đi, Bằng không chúng tôi đến mắt cũng không dám mở ra đâu. Vẫn còn nói rành mạch, trung khí tuy rằng chưa nói tới dư thừa, nhưng cũng không quá mức suy nhược. Mấy ngày trước, tiêu phàm cũng đã tiến nhập vào cảnh giới bán tích cốc, tu luyện thành công quy thức đại pháp. Dưới loại tình hình này, thời gian hắn có thể kiên trì lâu hơn so với Tân Lâm. Tuy nhiên, ngoại trừ thể lực ra, người bị nhốt ở dưới đất, bình thường vấn đề dễ xảy ra nhất vẫn là tâm lý. Bởi vì lo âu và tuyệt vọng, rất dễ khiến cho người ta tinh thần sụp đổ, thậm chí nổi điên. Nhưng vấn đề như vậy, đối với tiêu trưởng giáo của vô cực môn mà nói, tỷ lệ phát sinh tương đối nhỏ. Chỉ có điều ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tối đợi thời gian dài như vậy, bất luận một chút ánh sáng gì cũng đều tạo ra ký bản quyền tê ý bản quyền vô cùng mãnh liệt đối với đôi mắt. Khi có ngọn đèn chiếu vào, tiêu phàm và tân lâm đều không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, để tránh ánh sáng trói gây tổn thương cho đôi mắt. Ai nha, anh xem tôi, chỉ lo vui mừng. Ai, phía sau, đừng vội vào, tôi đã tìm được người. Quyền thiên thiên luống cuốn tay chân đem ngọn đèn trên đỉnh đầu tắt đi, lại hướng về phía sau hét quát một tiếng. Quyền đại đương gia này thét to có thể ngăn cản người khác, lại ngăn không được hắc lân. Mèo meo một tiếng, mèo mập lớn phi thân vào trong thông đạo, lắc mình đã đến trước mặt tiêu phàm, lè lưỡi, không kìm được mờ u bàn tay tiêu phàm, lại dùng lông xù đến trước mặt tiêu phàm rụi lau, vô cùng thân thiết. Hắc Lân. Tiêu Phàm vươn tay, vuốt ve đầu mềm mại của Hắc Lân, trên mặt hiện lên tươi cười. Tân Lâm mỉm cười hỏi: "Thiên Thiên, cô tại sao lại ở chỗ này?" Có người tới cứu, điểm này Tân Lâm cũng không phải rất ngạc nhiên, mấu chốt là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô lại là Uyển Thiên Thiên, Tân Lâm nhất thời vẫn có chút đoán không ra nguyên nhân. Uyển Thiên Thiên không phải vẫn đang bệnh sao? Tiêu Phàm trước khi đến Đông Đảo Quốc, đặc biệt kê phương thuốc cho Uyển Thiên Thiên bảo cô dựa theo phương uống để uống, lại không tiếc hao phí pháp lực mà tạo ra mấy tấm phủ trấn áp âm sát khí, toàn bộ giao cho Uyển Thiên Thiên. Hắn chính là lo lắng thời gian mình ở Đông Đảo Quốc nếu quá dài, không có người thi pháp loại trừ âm sát khí trong cơ thể cho Uyển Thiên Thiên, không tránh khỏi chậm chế bệnh tình của Uyển Thiên Thiên. May mà Uyển Thiên Thiên ở bên cạnh Tiêu Phàm đã một thời gian ngắn, trong cơ thể thậm chí còn lưu lại chân nguyên bổn mạng của Tiêu Phàm. Chiếu theo đơn thuốc để uống, cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn, nếu chẳng may xảy ra vấn đề, còn có tấm phù để dùng. Tuy vậy, tiêu phàm vẫn còn lo lắng không an toàn, trước khi chuẩn bị đi, đã kính nhờ văn nhị thái gia, một khi uyển thiên thiên có việc, xin nhị sư huynh làm viện thủ. Cho nên tân lâm tuyệt đối không thể tưởng được, người tích cực dẫn đầu phá vách đá mà vào không ngờ là uyển thiên thiên. Đọc truyện ở http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyencuatui.net gạch chéo. Uyển Thiên Thiên hì hì cười, nói. Tân tỷ, đừng quên yên chi xã chúng tôi là làm gì đấy. Đổi là một người khác, trong vòng ba ngày, để mở ra một lối đi như vậy, có thể không dễ dàng như vậy đâu. Tân Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lần này, thật đúng là tìm đúng người, phát huy một cách hạn độ sở trường của Uyển Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên mặc dù có tổn thương trong người, sau khi lực cắn nuốt biến mất, tiêu phàm cũng không còn cấm chế nội lực của bản thân cô nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu so chiêu với cao thủ có lẽ vẫn không tiện, nhưng mở một lối đi trong lòng đất lại là hoàn toàn có thể đấy thiên thiên cảm ơn cô a à. tân lâm từ đáy lòng nói cho tới nay tân lâm đối với uyển thiên thiên cũng không phải là cảm mạo như vậy chỉ có điều không muốn vi phạm ý tứ của tiêu Phàm. tính cách của uyển thiên thiên và tân lâm đúng là hai cực đoan tuy nhiên hiện tại cảm tả của tân lâm quả thật nói ra từ đáy lòng sự kiên trì của cô thật sự tới cực hạn rồi nếu chậm thêm hai ngày có phát sinh bất chắc gì hay không thật đúng là khó mà nói hi hi tân tỷ chỉ còn nói như vậy tôi sẽ giận đấy chúng ta là chị em tốt người một nhà chị nói có đúng hay không uyển thiên thiên hi hi ha ha nói được rồi trước tiên đừng nói gì nữa đến uống chút sữa khôi phục một chút diện lực chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài tiêu phàm và tân lâm bị nhốt chín ngày lúc này đương nhiên chỉ có thể uống chút sữa vẫn không thể nhiều uống mấy ngụm thoáng bổ sung một chút thể lực, duy trì nhu cầu sinh mạng hạn độ thấp nhất, chờ đến bệnh viện rồi từ từ khôi phục. Lập tức huyền thiên thiên cẩn thận đeo bịt mắt màu đen lên cho tiêu phàm và tân lâm, từ lối đi mở tạm thời trong thông đạo rút lui ra ngoài. Người của Yên Chi xã lần này tới không ít, nhị đương ra đường Nguyên, tam đương ra tống hoàn đều tới, còn có bảy tám huynh đệ, cả đám đều mặc trang phục thợ mỏ, trong tay cầm những dùng cụ tiện tay như thiên thép, sẻng công binh. Khỏi cần nói, nhóm người này dù sao ở trong Yên Chi xã cũng là cao thủ phụ trách đào hầm lò. Yên Chi xã là đội trộm mộ lớn nhất ở mấy tỉnh phương Bắc, đại diện cho đồng hành nghiệp tiêu chuẩn cao nhất. Nói cách khác, không cần máy móc thiết bị đại hình, tay không đào hầm lò, trên mặt đất đào một cái động, mấy vị này là nhân sĩ chuyên nghiệp nhất. Trên thực tế toàn bộ hoa hạ đều tìm không ra người có trình độ cao như bọn họ. Nếu không có như thế, đổi lại là những người khác, ba ngày ba đêm mở ra một thông đạo cứu mạng như vậy, thật đúng là không dễ dàng. Đường Huyên ở bên ngoài tiếp ứng, mắt thấy Tiêu Phàm không sao, cũng không kìm nổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nước mắt lúc ấy liền chảy ra. Đám người Tống Hoàn ở một bên nhìn thấy có chút trong lòng run sợ. Thiên Thiên vì Tiêu Phàm mà chảy nước mắt, cũng đã đành, các huynh đệ của Yên Chi xã hiện tại từ trên xuống dưới đều biết, Đại đương gia thích một vị con ông cháu cha, nghe nói công tử ca mặt trắng này vô cùng khó lường, đã cứu mạng của Đại đương gia hơn nữa huyền thiên thiên tính cách hướng ngoại, dám yêu dám hận, cô rơi lệ vì tiêu phàm, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Trái lại là đường huyên, tính tình nhất quán trầm ổn không ngờ cũng biểu lộ chân tình. Một bàn tay nhẹ nhàng đáp lên mạch môn của tiêu phàm, mặc dù hiện tại đeo bịt mắt, bằng trực giác, tiêu phàm liền biết là đàm hiên. Trận này nghĩ cách hành động cứu viện nhất định là do Đàm Hiên ở tổ chức. Không ngờ có thể đem huyền thiên thiên và nhân sự của Yên Chi xã khẩn cấp điều đến Đông Đảo Quốc. Vị sư tỷ này đối với mình rất hiểu rõ, nhưng sự hiểu biết của bản thân mình đối với bà vẫn còn ít. Đàm Hiên khu động nội tức, vận chuyển một tuần ở trong cơ thể Tiêu Phàm, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài. Nhìn qua, Tiêu Phàm ngoại trừ yếu ớt một chút, cũng không lo ngại. Hơn nữa không coi là hết sức yếu ớt, bị nhốt 9 ngày, còn có thể duy trì trạng huống như vậy, đã tốt vô cùng. "Sư tỷ, tố tố không sao chứ?" Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. "Không sao." con bé đã về nước trước rồi. Đàm Hiên đáp, giọng điệu vẫn là thản nhiên. Thân phận đặc công tiềm phục của Trần Dương coi như là đã bại lộ, tiếp tục ở lại đông đảo quốc cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, thành phố Bắc Điền đã xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy, gia tộc Liễu Sinh chết gối tịch, thậm chí ngay cả cảnh sát đều có không ít người bị thương, có thể nói chấn động cả nước đông đảo rồi, dẫn phát cảnh sát đông đảo coi trọng cao độ, cơ quan tình báo chính trị cũng âm thầm xuất động việc này bởi trần dương mà dẫn đến cô cũng nhất định phải lập tức trở về nước để tránh đầu ngọn gió này nếu chẳng may bị cảnh sát đông đảo quốc khống chế không khỏi lại thêm vô số phong ba bản thân trần dương thật ra cũng muốn ở lại tiêu phàm không bình an rời khỏi đông đảo cô sẽ không đi kết quả đấu tranh của cô bé gặp phải chấn áp không chút khách khí của đàm hiên không nói hai lời đã đưa khuê nữ lên máy bay về nước tiểu nha đầu này thật đúng là không biết nặng nhẹ đi thôi Đợi sau khi tới quảng trường công viên rồi, dựa theo kế hoạch sớm định ra, phân công nhau hành động. Không cần đều nhét cùng một chỗ, miễn cho phía cảnh sát Bắc Điền chú ý. Đợi Tiêu Phàm đối đáp một câu, Đàm Hiên liền chỉ bảo những người khác, một lời chưa xong, lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tiêu Phàm hai hàng lông mày hơi hơi nhào lên, từ tiếng ho khan này có thể nghe ra được, nội thương của Đàm Hiên vẫn chưa khỏi. Xem chừng mấy ngày này, bà cũng căn bản không có tâm tư để chữa thương thật sự. Tuy rằng từ đầu đến cuối, thái độ của Đàm Hiên đối với tiêu phàm vẫn chưa nói tới thân thiết cỡ nào, nhưng ở sâu trong nội tâm bà, cũng tuyệt đối không thể thờ ơ đối với an nguy của tiêu phàm. Không nói đến tiêu phàm là vì cứu Trần Dương mà đến, chỉ cần là thân phận trưởng giáo đương đại của vô cực môn này, đã không phải là nhỏ. Là đệ tử ký danh của chỉ thủy tổ sư, Đàm Hiên cũng nhất định phải làm hết sức. Điều đám người uyển thiên thiên đường nguyên của Yên Chi xã đến đông đảo để đào hầm lò này cũng là do bà nghĩ ra. Nhưng theo hiệu quả đến xem, không thể không thừa nhận, đây là cách giải quyết tốt nhất. Người của Yên Chi xã lập tức thay đổi quần áo, lại đóng giả thành bộ dạng du khách bình thường, đem Tiêu Phàm và Tân Lâm An vị ở trên chiếc cáng đơn giản, bắt đầu từ trên vách núi đá dựng đứng này rút lui khỏi. Trên đường mòn vách đá dựng đứng trải đá xanh này vẫn che kín rêu xanh, ẩm ướt trắng mịn, không cẩn thận là sẽ xảy ra vấn đề. Các huynh đệ của Yên Chi xã mang cáng, cả đám đều vô cùng cẩn thận tới đoạn đường đặc biệt nguy hiểm, cáng đều không tiện mang, đường huyên liền tự mình phóng tiêu phàm, uyển thiên thiên phóng tân lâm, từng bước một đi xuống dưới. May mà đây là ẩn sâu trong rừng rậm nguyên thủy, suốt ngày nhiều sương mù, ít ai lui tới, bằng không nếu để cho người ta nhìn thấy một đội ngũ kỳ lạ như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức báo cảnh sát rồi. Ba ngày sau đó, tiêu phàm và tân lâm ở trong bệnh viện khôi phục lại bình thường, tân lâm làm dịch dung giả dạng cho hai người, thay chứng minh thư và hộ chiếu của quốc gia Đông Nam Á khác, lặng yên không một tiếng động rời khỏi thành phố Bắc Điền, rời khỏi đông đảo quốc trường 397, ông cụ lại nhập viện rồi. Trong bãi đỗ xe ở bên ngoài nhà ga thủ đô, một chiếc Mercedes-Benz đen thùi bóng nhoáng đặc biệt gây chú ý. Chẳng những cả chiếc mercedes Ben hấp dẫn ánh mắt người ta, mà vị mỹ nhân trên ghế lái kia càng làm cho người ta nhìn chăm chú. Tân lâm quần áo tuy rằng vẫn đơn giản mộc mạc, nhưng mi quét nhạt, Môi son điểm nhẹ, da trắng nõn nà, hai má trắng lộ hồng, mái tóc dài như thác nước bồng bềnh, cái loại vẻ đẹp khỏe mạnh từ trong ra ngoài này, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu xinh đẹp. Từ Đông đảo quốc trở về không lâu, cảm giác Tân Lâm so với lúc trước có chút phúng phính hơn. Đương nhiên, loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, người bình thường bất kể như thế nào đều không phát hiện ra được. Ngoại trừ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngồi ở ghế phụ, dù sao cũng đang ngồi ở chỗ này chờ người hai người cũng nắm tay nhau. Tiêu chân nhân đại sát tứ phương, uy chấn đông đảo, hiện tại cũng giống như những thanh niên khác, ở trong này ân ái. Tuy nhiên thế giới ngọt ngào của hai người rất nhanh đã bị phá hư. Một người thanh niên cao lớn cường tráng, kéo một túi du lịch, đi nhanh về phía xe Mercedes-Benz, chính là Tiêu Thiên. Phía sau Tiêu Thiên, còn đi theo hai người ăn mặc giống cán bộ tầm 3-40 tuổi, một nam một nữ, cũng kéo túi du lịch. Tiêu Phàm mỉm cười buông cửa kính xe thủy tinh xuống. Anh, Tân Lâm. Tiêu Thiên không người, cười kêu lên. Lên xe đi, trước tiên đi bệnh viện thăm ông nội, chuyện khác, nói sau. Tiêu Phàm cũng không vô nghĩa, lập tức nói. Vâng, em nói với hai vị lãnh đạo một chút. HTTP 2 gạch chéo gạch chéo net gạch chéo. Tiêu Thiên vội vàng trả lời một tiếng, liền quay đầu đi, giải thích với hai vị cán bộ đồng hành. Tiêu Thiên vốn là theo chân hai vị đồng chí ở huyện quay về thủ đô chạy dự án. Trước mắt chức vụ của Tiêu Thiên vẫn là phó bí thư thị trấn Hồng Sơn, kiêm bí thư tri bộ thôn Hồng Sơn. Bình thường mà nói, chức vụ như vậy căn bản không tồn tại công việc đến thủ đô chạy hạng mục. Nhưng bí thư tri bộ thôn Hồng Sơn tuyệt đối là ngoại lệ. Thân phận nhị thiếu gia của Tiêu gia lại càng thêm là một ngoại lệ. Tuy nhiên dự án lần này phải chạy thật đúng là không có quan hệ gì với Hồng Sơn thôn, thậm chí là thị trấn Hồng Sơn. Đây là dự án trong huyện, cùng đi đến với Tiêu Thiên, chính là phó chủ tịch thường trực huyện La Châu và một vị cán bộ phụ trách của văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Sở dĩ mời Tiêu Thiên cùng nhau đến thủ đô, đương nhiên là nhìn chúng biển chữ vàng, lão tiêu gia này. Những thứ khác không nói, tối thiểu có một số cửa văn phòng cục, ủy ban trung ương quốc gia, người không thể đi vào. Không cần nói là cán bộ ở huyện, cho dù là ở thành phố thậm chí cán bộ trong tỉnh, tới ủy ban trung ương quốc gia đều là giống nhau. Tiêu Thiên ban đầu vốn cũng không muốn kéo loại chuyện phiền toái này lên trên người. Ân tình thể diện này lại là dùng một hồi nợ một hồi. Lần này chạy việc cho huyện, lần tới khi lại chạy việc cho thôn Hồng Sơn, lại muốn người ta nể tình, khó khăn sẽ lớn hơn một chút rồi. Hơn nữa Tiêu Nhị Ca là tính cách gì chứ? Không có việc gì chạy tới cầu người cũng không phải là thói quen của Tiêu Nhị Ca. Chẳng qua lần này Phó Chủ tịch thường trực huyện chạy đến thủ đô chạy hạng một ngày bình thường quan hệ rất không tệ với Tiêu Thiên là bạn bè, Tiêu Thiên không tiện cự tuyệt. Lại nói tiếp, vị phó chủ tịch thường trực huyện này còn, người quen biết cũ của Tiêu Phàm chính là phó chủ tịch huyện phụ trách phân công quản lý du lịch trước kia của huyện La Châu, Trần Hiểu Minh. Chỉ có điều, hình đại sư và thư ký lâm mà Trần Hiểu Minh gặp ở huyện La Châu lại không phải vị tiêu nhất thiếu phong lưu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ở trước mắt này. Trần Hiểu Minh là do công tử Dương Thạch của phó bí thư tỉnh Giang Hán Đích Thân dẫn tới cho, hình đại sư có thể thấy khá được dương thạch yêu thích do bình thường phó chủ tịch huyện tiến lên làm phó chủ tịch thường trực huyện cấp bậc không thay đổi nhưng thân phận địa vị cũng là khác nhau rất lớn nếu tiêu nhị thiếu gia đã tới huyện la châu công tác phó chủ tịch huyện trần đương nhiên phải hạ khí lớn làm tốt quan hệ với tiêu thiên tiêu thiên là một người rất nghĩa khí đấy lập tức dễ trần hiểu minh tới gặp tiêu phàm trần hiểu minh đương nhiên không biết vị tiêu nhất thiếu trước mắt chính là hình đại sư mình đã gặp qua nghe nói là anh ruột Tiêu Thiên lập tức liền vui mừng quá đỗi, hai tay nắm chặt tay Tiêu Phàm, tất cung tất kính nói rất nhiều lời khách khí ngưỡng mộ. Phó chủ tịch huyện Trần thật có lỗi a, à, có chút việc riêng, nhất định phải dẫn Tiêu Thiên lập tức theo tôi đi một chuyến. Đối với Trần Hiểu Minh này, Tiêu Phàm quan cảm cũng không tệ. Người này mặc dù khéo đưa đẩy lõi đời chút, Trung Quy cũng là một người biết làm việc. Lần trước sửa lại phong thủy cho phần mộ tổ tiên, người này bỏ ra rất nhiều sức lực. Trần Hiểu Minh lại là liên thanh nói, không thành vấn đề. Thấy tiêu phàm không nói tìm tiêu thiên có chuyện gì, Trần Hiểu Minh cũng liền không hỏi. Chuyện của những hào môn thế gia đó, trừ phi bọn họ nguyện ý chủ động nói cho người nghe, nếu không ngàn vạn lần không cần hỏi thăm lung tung, bí mật như vậy, thám thính nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu phàm cũng không muốn làm ra vẻ thần bí, ông cụ bỗng nhiên sinh bệnh nằm viện, ban đầu cũng không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Giống tiêu lão ra tử loại nguyên lão nhất đẳng này, thân thể khỏe mạnh hay không, bản thân chính là cơ mật. Lập tức Tiêu Thiên lại nói thật có lỗi với Trần Hiểu Minh, lúc này mới cùng tiêu phàm lên xe Mercedes-Benz. Trần Hiểu Minh và vị nữ cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân huyện kia tự mình tìm chỗ ở trước rồi tính sau. Tiêu Thiên vừa lên xe, Mercedes-Benz liền vô thanh vô tức trượt đi ra ngoài. Nhìn Mercedes-Benz dần dần đi xa, Trần Hiểu Minh âm thầm lắc đầu thở dài. Thế gia nhất đẳng kinh sư này thật là oách, một chiếc Mercedes men hơn 2 triệu đồng lại không coi vào đâu, mấu chốt là người tài xế kia, khiến người nhìn tim đập rộn lên gấp mấy chục a. À. Anh, ông nội thế nào lại ngã bệnh, thời gian trước không phải đều rất tốt sao? Tiêu Thiên vội hỏi. Sắc mặt của Tiêu Phàm ngưng trọng lên, nói: "Lão nhân gia lớn tuổi, thân thể có chút bệnh nhỏ, cũng rất bình thường." Kỳ thật Tiêu Phàm cũng là vừa mới nhận được tin tức Y tá Trương gọi điện thoại cho hắn, nói ông cụ hôm nay bỗng nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Y tá Trương không dám chậm trễ, lập tức kêu xe đưa ông cụ đến bệnh viện 301 kiểm tra, trước mắt đã làm thủ tục nằm viện. Y tá Trương bớt thời giờ gọi điện thoại cho Tiêu Phàm. Trước mắt mà nói, y tá Trương đối với Tiêu Phàm cũng đã hơi mê tín, rồi, y thuật của Tiêu Phàm ở trong mắt y tá Trương, lợi hại hơn nhiều so với cái gọi là giáo sư chuyên gia bình thường. Ông cụ lần trước thật đúng là nhờ vào vị trưởng tôn này. Hiện giờ ông cụ bỗng nhiên không khỏe nhập viện, y tá trương lập tức thông báo cho tiêu phàm, được cho là phản xạ có điều kiện, rồi. Vừa lúc tiêu thiên lúc này hồi kinh, tiêu phàm đi ra nhà ga đón cậu ta, cùng đi bệnh viện thăm hỏi ông cụ. Bệnh kia của ông cụ, nhiều khi đều có liên quan tới tâm tình, hai tôn tử cùng nhau đuổi tới, ông cụ tự nhiên tâm tình khoái trá. Mercedes-Benz rất nhanh liền chạy đến bệnh viện 301 liền dừng lại ở một cái sân cách bệnh viện Tiêu lão gia tử ở không xa, Tân Lâm vẫn quy củ, ngồi ở trong xe không đi xuống. Tiêu Thiên liếc mắt nhìn Tân Lâm một cái, chần chờ nói với Tiêu Phàm. "Anh, anh định khi nào thì dẫn Tân Lâm về nhà giới thiệu a?" À? Trong suy nghĩ của Tiêu Thiên, nếu yêu, vậy thì công khai được rồi. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Việc này em khỏi phải quan tâm, công tác thế nào?" Hai, còn không phải là luôn như vậy, một thôn có thể có bao nhiêu đại sự a. À? Nói đến chuyện công việc, Tiêu Thiên liền tùy tiện vung tay lên, lơ đễnh nói: "Đừng thấy Tiêu Nhị ca chưa bao giờ có kinh nghiệm hành chính cơ sở, nhưng Tiêu Nhị ca thông minh a, à, có cái gì khó học chứ? Hơn nữa, một thôn Hồng Sơn nho nhỏ, chỉ cần có thể kiếm được một chút tài chính từ bên ngoài, còn có việc gì không tốt chứ? Đừng kiêu ngạo, cái công ty du lịch của tập đoàn cơ thị kia, làm xong chưa? Hợp đồng đã ký địa điểm cũng đã chọn xong sắp khởi công động thổ công trình xây dựng móng này phỏng chừng phải mấy tháng công trình này là bao thầu cho đội xây trong thôn làm đợi làm xong trụ sở làm việc trong thôn lại có thể có một nguồn thu nhập của khách quan rồi tiêu thiên cười nói tâm tình khá khoái trá làm cán bộ cơ sở mấu chốt chính là trong tay có tiền chỉ cần có cái điều kiện tiên quyết như vậy rất nhiều vấn đề đều sẽ thay đổi đặc biệt đơn giản giải quyết dễ dàng vậy là tốt rồi Tiêu Phàm gật gật đầu, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp và khí độ tao nhã của cơ khinh xa. Duy nhất ở thôn Hồng Sơn đầu tư 20 triệu, tập đoàn cơ thị có thể coi là là một khoản kinh phí lớn rồi. Trên thực tế, cơ khinh xa không trông cậy vào cái gọi là công ty du lịch sắp tới có thể hồi vốn, thuần túy chính là nể mặt của Tiêu Nhất Thiếu. Chỉ là muốn tìm một dự án, giúp đỡ Tiêu Nhị Thiếu ra một chút thôi. 20 triệu, ở thôn Hồng Sơn có thể làm không ít đại sự, ở trong mắt cơ tổng, chỉ là con số nhỏ, không đáng giá. Hai anh em hàn huyên vài câu, cũng đã vào tiểu viện, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Tầng phòng bệnh cán bộ cao cấp vô cùng an tính, cũng khá mát mẻ, với bên ngoài mặt trời chiếu cao, là hai thế giới khác nhau. Hai huynh đệ lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào. Tương đối mà nói, trong phòng bệnh ngược lại, tranh cái ẩm ý, một chút so với bên ngoài, trước giường bệnh tụ tập một đống bác sĩ, trong đó một vị vóc dáng cao cao, tiêu phẩm có quen, đó là viện trưởng Ninh, có quan hệ rất không tồi với bố hắn, tiêu chạm. Mỗi lần ông cụ sinh bệnh nằm viện, viện trưởng Ninh đều là tổ trưởng tổ chuyên gia chữa bệnh, lần này cũng không ngoại lệ. Ông cụ vừa mới nhập viện, mấy vị bác sĩ vây quanh ở trước giường bệnh, hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không có người để ý tới hai người tiêu phàm và tiêu thiên. Dù sao ở cửa bệnh viện đã có bảo vệ trông coi, người không có phận sự là vào không được. Có thể đi vào gian phòng bệnh nhân này. Không phải bác sĩ y tá thì chính là con cháu vãn bối của Tiêu gia. Những người khác, cho dù là đại nhân vật quyền cao chức trọng, cho dù đều là người có công lớn khai quốc giống như ông cụ, muốn vào gian phòng này cũng phải trước tiên hẹn trước. Trái lại y tá Trương liếc mắt liền thấy được Tiêu Phàm, bật người chạy ra đón chào. "Đến rồi." "Vâng, dì Trương, tình hình như thế nào?" Tiêu Phàm nhíu mi hỏi. "Từ sau khi Nghịch Thiên cải mệnh, Tướng mệnh của ông cụ đã bị lực thiên cơ hoàn toàn che đậy, cho dù mạnh mẽ như Tiêu Phàm cũng không thể thăm dò được một chút. Hơn nữa, ông cụ ăn vào chính là Càn Khôn Đại Hoàn đan, thiếu một bước cuối cùng không có đại thành, hiệu quả rốt cuộc như thế nào, trong lòng Tiêu Phàm cũng thiếu tự tin. Nay nghe nói ông cụ bị bệnh, mà ngay cả Tiêu Chân Nhân cũng chỉ có thể như giống như một bác sĩ bình thường, theo phương diện cơ bản nhất đến đây tham gia giải bệnh tình cho ông cụ. Hơi ho khan, choáng váng đầu, mệt mỏi, đứng không nổi. Y tá Trương Hạ giọng nói. Chỉ nghe cô giới thiệu những tình huống này, dường như cũng không coi là nghiêm trọng nhiều, chỉ là bệnh trạng cảm mạo bình thường. Tuy nhiên tiêu phàm vẫn là không dám xem thường, dù sao chỉ là thật sự cảm mạo, đối với ông cùng một ông già trên 80 tuổi mà nói, không cẩn thận cũng có khả năng gây thành đại họa chương 398, bất lực. Tiêu đại thiếu gia và tiêu nhị thiếu gia là hai vị nha nội nhất đẳng danh tiếng lừng lẫy trong hội quần là áo lượt ở thành tứ cửu, ở bên ngoài cũng là uy danh hiển hách. Nhưng từ trước tới giờ trong loại hoàn cảnh này, hai người bọn họ vẫn là trong suốt, không có ai coi trọng bọn họ. Trong trong này bọn họ là thế hệ con cháu, là thiếu niên ngây ngô không hiểu chuyện. Bạn bè của tiêu lão ra với tiêu trạm ai ai cũng đều là đại nhân vậy quyền cao chức trọng, có danh tiếng. Vì thế trong mắt họ, những người trẻ tuổi trong gia tộc, ngoại trừ những người đặc biệt nổi bật giống như Uông Thuật Đô Gia, những người khác họ đều không để mắt đến. Điển hình như là phó viện trưởng Ninh và các y bác sĩ nòng cốt của bệnh viện, ai cũng không coi trọng những người trẻ tuổi của Tiêu gia. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đã thay đổi. Phó viện trưởng chủ động quay đầu về phía Tiêu Phàm chào hỏi cùng với nụ cười nở trên môi. "Tiêu trưởng phòng, cậu đến rồi à?" Theo phía sau Tiêu Phàm chính là Tiêu Thiên cũng khiến mọi người phải đưa mắt nhìn. Tiêu Thiên quả thật có chút bị sự thực này làm cho kinh sợ. "Tổng bệnh viện, loại bệnh viện nhỏ biệt lập này" tiêu nhị thiếu gia bình thường không phải chưa từng đến. Lão gia tử chỉ cần nhập viện, bình thường đều tới ở trong bệnh viện nhỏ này, phó viện trưởng ninh vị tổ trưởng tổ chuyên gia điều trị này, tiêu nhị thiếu cũng gặp qua mấy lần. Nhưng lần nào gặp ông ta cũng chỉ là vội vàng gật đầu mà thôi, chưa từng dừng lại nói với cậu ta một câu, thậm chí là một từ. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì phó viện trưởng thật sự bận rộn, không có thời gian để chào hỏi cậu ta. Mỗi ngày có bao nhiêu công việc đang chờ ông ta giải quyết. Thứ hai phó viện trưởng Ninh thật sự có tư cách, sĩ diện, ở trước mặt cậu ta. Lại chưa nói đến ông ta và tiêu chạm là đôi bạn chí thân trí cốt, hai người đã có chục năm giao hảo. Chỉ riêng bản thân phó viện trưởng cũng đã thật sự rất khó lương rồi, đó là tướng quân chính thức, được trao tặng quân hàm. Hơn thế nữa ông ta cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, Ninh ra ở thành phố này không phải cấp cao quyền trọng bậc nhất, nhưng được liệt vào hàng quyền quý cao sang nhưng vị tướng quân bác sĩ tài giỏi này hôm nay lại chủ động chào hỏi với tiêu phàm, không phải là lúc ra cửa nhìn thấy nên ông ta mới chào hỏi, mà là lúc đang xem bệnh tình cho tiêu lão ra, bớt thời giờ cúi đầu làm lễ với tiêu phàm. Điều này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Trên thực tế, tiêu phàm hiện giờ trong suy nghĩ của Phó Viện Trưởng Ninh, thực tế không tầm thường. Năm trước, tiêu lão ra hồi phục xuất viện, điều đó giống như một kỳ tích mà đến giờ ông ta không thể nào lý giải được trong khi ông ta có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, cùng với các loại dụng cụ trang thiết bị cao cấp. Lúc đó mạng sống của tiêu lão ra như ngọn đèn dầu sắp tắt, không còn cách nào để cứu chữa, đành phải nói với mọi người bệnh tình khó lòng qua khỏi. Không thể nào tưởng tượng được. Cuối cùng người đã tháo gỡ đáp án này, lại là tiêu chạm. Kỳ thật tiêu chạm đã thỉnh giáo ông ta. Chính tiêu chạm cũng bị đứa con trai của mình tạo ra cái gọi là kỳ tích làm cho kinh ngạc. Mặc dù cha mình đã hồi phục, Tiêu Trạm vẫn chưa hoàn toàn tan biến sự nghi ngờ trong lòng, đành phải nói ra sự nghi ngờ của ông với Phó Viện Trưởng Ninh. Phó Viện Trưởng vừa nghe xong, nói không ra lời. Đương nhiên, Tiêu Tạm vẫn chưa đề cập đến cái gọi là ngũ hành tiếp dẫn trận, lại càng không đề cập đến nghịch thiên cải mệnh. Điều này đến nay, Tiêu Trạm còn rất mơ hồ, tuy có giao tình với Phó Viện Trưởng, nhưng lại không thể tùy tiện tiết lộ, chỉ nói rằng Tiêu Lão ra uống thuốc do chính Tiêu Phạm tự tay điều chế, sau đó bệnh trở nên khỏe hẳn. Phó viện trưởng mặc dù không biết lý do vì sao tiêu lão ra khỏi bệnh, trong lòng ngờ vực mỗi lúc một lớn. Ông ta là Tây Y, nhưng đối với Trung Y cũng không phải không là biết chút gì. Trung Y truyền thống, có nhiều điểm thần kỳ, công hiệu. Điểm này, ông ta tuyệt nhiên không phản đối. Nhưng dựa vào tình hình của tiêu lão ra lúc đó, đừng nói là Trung Y bình thường, cho dù là thuốc tiên cứu mạng của Đại La Kim Tiên, chỉ e là cũng đành bất lực. Tiêu phàm rốt cục đã cho ông cụ uống thuốc gì? không hiểu được. Bí ẩn này chỉ có thể chôn sâu trong lòng của ông ta. Sau đó trong một lần hội ngộ, Phó Viện trưởng tình cờ nghe được cha của Lâm Tịch Phàm nói chuyện có liên quan đến tiêu phàm chữa bệnh cho con dâu y, cũng chính là con gái của Diệp Khí Vân Diệp Linh, không kìm được cảm thán từ cổ anh hùng suốt thiếu niên. Cao Thiên vọng một giáo sư trung y như vậy, trên y thuật lại không bằng một thế gia tử trẻ tuổi, một cán bộ cấp trưởng phòng của Cục Tôn Giáo. Phó Viện trưởng Ninh thực sự nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với tiêu phàm chỉ tiếc là sau lần đó tiêu phàm không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa phó viện trưởng cũng vì bận rộn không thể nào tìm tiêu phàm hỏi cho ra lẽ hơn nữa nếu quả thật y thuật thần kỳ đến như vậy e rằng hắn cũng không tùy tiện tiết lộ cho mình lần này tiêu lão ra nhập viện quả thực lại gặp được tiêu phàm phó viện trưởng chào ngài tiêu phàm mỉm cười gật đầu đáp lễ tư giao giữa phó viện trưởng và tiêu trạm tiêu phàm gọi ông ta một tiếng bá phụ cũng là hoàn toàn hợp lễ nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy việc tuân thủ nguyên tắc vẫn là tốt hơn đơn giản chỉ xưng là phó viện trưởng sự tranh chấp đầy phong ba trong ván cờ chính trị thái độ của ninh gia cũng là rất quan trọng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ sẽ nhận thêm nhiều điểm trong mắt các vị tiền bối ở tiêu gia tiêu phàm bên cạnh việc trả lời phó viện trưởng mặt khác chậm rãi bước đến bên giường bệnh Tiêu lão gia nằm trên chiếc giường lớn trải tấm ga trắng, mũi cầm ống dưỡng khí, sắc mặt không mấy khả quan. Tuy nhiên khi nhìn thấy Tiêu Phàm và Tiêu Thiên, tinh thần của ông cụ lập tức phấn chấn trở lại. Tiêu Trạm hai ngày trước đã rời khỏi thành phố đến tỉnh để khảo sát, biết tin Tiêu lão gia nằm viện, không ngừng vó ngựa trở về, tạm thời vẫn chưa về đến bệnh viện. Dựa theo kế hoạch đã đề ra, đây sẽ là lần cuối cùng Tiêu Trạm trên cương vị bộ trưởng dẫn đội ra ngoài điều tra, nghiên cứu khảo sát sau khi khảo sát xong lần này, tiêu trạm sẽ bàn giao trước bộ trưởng để đến tỉnh khác nhậm chức. Không ngờ trong thời điểm quan trọng, cha mình lại ngã bệnh phải nhập viện. Lão tiêu gia thật sự là rất không như ý. Tiểu thiên như thế nào cũng tới rồi. Tiêu lão ra đưa ánh mắt dừng lại nhìn đứa cháu trai, trên nét mặt ông tỏ vẻ kinh ngạc. Ông nói chuyện vẫn không phải là quá mệt nhọc, tinh lực vẫn gắng ngượng được. Tiêu phàm từ đông đảo quốc an toàn trở về thủ đô, biết tin tiêu lão ra nhập viện, lập tức chạy vào bệnh viện điều này không có gì lạ nhưng tiêu thiên từ sau khi đi làm việc ở giang hán ông ít khi có dịp gặp đứa cháu trai này tiêu thiên vội vàng nói ông nội con quay về chạy dự án nghe nói ông bệnh nên con đã lập tức tới đây tiêu lão ra gật đầu nói vẫn là phải lấy công việc làm trọng bệnh của ta không sao đâu lớn tuổi rồi nên hay bị cảm lạnh nhập viện vài ngày là chuyện thường tình thôi mà tuy thời tiết bây giờ là mùa hè trời nóng oi bức nhưng người lớn tuổi sinh hoạt hàng ngày mà không chú ý cũng dễ bị cảm thưa ông con biết rồi hiện tại con làm việc rất nghiêm túc tiêu lão ra miệng nở nụ cười nói ta tin ở con bề ngoài tiêu lão ra ít khi quan tâm đến con cháu nhưng từ khi tiêu thiên đi hồng sơn giữ chức bí thư tri bộ từ đó về sau tiêu thiên ở hồng sơn trong thời gian ngắn đã có biểu hiện tốt cách ít lâu còn báo cáo công việc với ông điều này ngay cả tiêu chạm cũng chưa làm được đến như vậy ông biết rõ sau này tiêu phàm sẽ là trụ cột thiên lý mã của tiêu gia nhưng đứng ở trước đài gánh vác môn diện của tiêu gia vẫn phải là tiêu thiên hai an hem một trong một ngoài không thể thiếu một trong hai nếu không lực lương tân sinh đại của tiêu gia sẽ không hoàn chỉnh tiêu thiên đã thay đổi ngày trước cậu ta là một công tử ăn chơi trác táng sau khi đến thôn hồng sơn tính cách không còn như trước kia nữa mà đã chăm chỉ làm việc điều này khiến cho tiêu lão gia đặc biệt vui mừng. Chỉ cần con cháu của tiêu gia có trí lớn, thì những kẻ bên ngoài muốn phá hủy tiêu gia sẽ gặp không ít khó khăn. Tiêu phàm mỉm cười giơ tay bắt mạch cho tiêu lão gia. Phó viện trưởng thần sắc liền lập tức thay đổi, đôi mắt ông ta nhìn chầm chầm vào từng động tác của tiêu phàm. Một số bác sĩ khác thì không quan tâm, trong tâm họ nghĩ không biết thằng nhóc phát mũi chưa sạch ấy ở đâu xuất hiện, lại nghênh ngang bắt mạch cho tiêu lão gia ở trước mặt nhóm chuyên gia trị bệnh của bệnh viện lợi hại quá a à. Cho dù hắn có là con cháu của tiêu gia cũng không thể tùy tiện làm vậy, huống chi hắn không phải là bác sĩ. Dù nghĩ vậy nhưng họ không nói ra, càng không dám nói lung tung sợ đắc tội. Hai hàng lông mày của tiêu phàm khẽ nhíu lại. Mạch của tiêu lão ra bên ngoài bình thường, không phức tạp, chỉ là triệu chứng cảm nhiễm phong hàn. Nhưng theo như tiêu phàm chẩn đoán trong cơ thể tiêu lão ra xuất hiện luồng ác khí, Loại ác khí này rất giống với hung sát khí trong cơ thể lão gia tử trước khi Trương Nghịch Thiên cải mệnh. Càn Khôn Đại Hoàn Đan thấy bại trong gang tắc đã mạnh mẽ đem cổ hung sát khí áp chế lại. Đến hôm nay thuốc gần như đã hết tác dụng, ác khí này lại bắt đầu hoành hành. Theo chẩn đoán của Tiêu Phàm, nếu Nghịch Thiên cải mệnh thành công, Càn Khôn Đại Hoàn Đan hoàn thành đầy đủ, sinh mạng của lão gia may ra được 3 đến 5 năm dương thọ. Nhưng mà Càn Khôn Đại Hoàn Đan trong thời điểm mốt chốt lại bị dung thiên phá hủy, dẫn đến chưa hoàn chỉnh chưa đầy một năm tình hình lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Tuy nhiên sự biến hóa này vẫn không rõ ràng, ác khí trong cơ thể ông cụ chỉ là hơi có ngọt, nhưng lại không chút nào được áp chế. Tiêu phàm truyền, hạo nhiên chính khí từ người mình vào cơ thể tiêu lão ra. Mặc cho tiêu phàm có truyền bao nhiêu chân khí đi nữa kết quả đều giống nhau. Loại ác khí này, miễn dịch đối với tiêu trưởng giáo của vô cực môn. Lực thiên cơ thần ký như thế, trực tiếp đã gạt tiêu phàm qua một bên cho dù hắn có nghịch thiên cải mệnh một lần nữa, cũng không thể thi triển cho ông nội của mình. Ban đầu hắn cũng biết rằng, bản thân sau khi nghịch thiên cải mệnh, sẽ khó có thể tham dò thiên cơ được nữa. Nhưng loại tình hình quỷ dị, biết rõ ác khí tồn tại lại không có cách nào khác, này vẫn là khiết tiêu phàm không tưởng tượng được. Cảm giác bất lực này thật sự khiến người ta khó chịu. Chương 399, phương thuốc. Tuy nhiên bởi vì, hạo nhiên chính khí được đưa vào người ông cụ, ông cụ lập tức có biến hóa về tinh thần. Loại biến hóa tinh thần này khiến cho những y bác sĩ có mặt ở đó vô cùng sửng sốt. Tiêu lão ra vui mừng nhìn tiêu phàm, gật gật đầu. Chỉ cần tiêu phàm ở bên cạnh, bệnh của ông sẽ được thuyên giảm. Tiêu trưởng phòng, thế nào? Phó viện trưởng chú ý đến từng động tác của tiêu phàm, ngay khi ngón tay tiêu phàm vừa rời khỏi cổ tay của tiêu lão ra, phó viện trưởng lúc bấy giờ mới hỏi hắn một câu. Tiêu phàm mỉm cười nói, Phó viện trưởng Ninh là người am hiểu sâu rộng, tôi đâu dám múa dìu qua mắt thợ. Tiêu phàm khiêm tốn nói, kỳ thật trong lòng tiêu phàm cảm thấy việc này tương đối khó giải quyết. Đối với bệnh tình của ông cụ, hắn căn bản không có cách nhúng tay, miến cưỡng chữa trị chỉ sợ hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu giao cho phó viện trưởng hay một chuyên gia nào khác giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của tiêu phàm, phó viện trưởng cũng không khách khí nữa, gật gật đầu căn dặn các y bác sĩ bên cạnh tiến hành theo dõi, kiểm tra xét nghiệm, sau khi có kết quả rồi nói sau. Một lúc sau, các bác các chú của tiêu phàm cũng chạy đến bệnh viện. Đại gia đình vội vã đi về phía phó viện trưởng hỏi thăm tình hình, phó viện trưởng chi trả lời qua loa, vấn đề quan trọng đều nói với tiêu phàm. Tiêu trạm chưa kịp đến bệnh viện, vào thời khắc này tiêu phàm nghiễm nhiên trở thành người chủ trì tiêu gia. Chú bác của tiêu phàm lần này khá kinh ngạc, cũng như có chút bất mãn, chỉ là ở trước mặt phó viện trưởng Ninh, cảm xúc đó không biểu hiện ra bên ngoài. Tiêu trưởng phòng, hãy đến phòng làm việc của ta ngồi một lát. Giọng điệu của ông ta đối với tiêu phàm có vẻ khách khí, điều này càng làm cho chú bác của tiêu phàm kinh ngạc. Từ lúc nào mà tiêu phàm lại trở nên có thể diện ở trước mặt phó viện trưởng như thế? Chuyện gì đã xảy ra? Được, phó viện trưởng Ninh, mời ngài. Phó viện trưởng đúng là được đối đãi đặc biệt như một chuyên gia cao cấp trong số ít tướng quân y sư, đãi ngộ trong tổng bệnh viện là không cần phải nói đến, có một phòng làm viện rộng rãi và hiện đại hóa. Tiêu trưởng phòng, mời ngồi, mời ngồi. Đích thân dẫn tiêu phàm vào phòng làm việc của mình, lại còn đích thân pha trà, rót nước, thái độ nhiệt tình đến mức khiến thư ký của ông ta phải ngây người. Thật lòng mà nói phó viện trưởng quen biết với rất nhiều đại nhân vật, giống như tiêu chạm một lãnh đạo quyền cao chức trọng, cũng là đầy giấy thư ký của ông ta chưa bao giờ thấy ông ta khách khí đến như vậy. Thậm chí trước mặt tiêu lão ra, ông ta chỉ cung kính, không phải khách khí. Rõ ràng lúc này có sự khác biệt. Người thư ký có cảm giác rằng ông ta đang có cầu gì đó với tiêu phàm. Thật đúng là kỳ lạ, nếu như thế ông ta có thể đi nhờ tiêu chạm một cách quang minh chính đại, sao phải đi cầu cạnh người ít tuổi hơn chứ? Tuy phó viện trưởng lại không chút quan tâm tới hoài nghi của thư ký, tất cả chú ý đó bây giờ đều tập trung vào tiếp đãi tiêu phàm phó viện trưởng không quanh co vào thẳng vấn đề nói tiêu trưởng phòng thật ra tôi đã sớm muốn thỉnh giáo cậu tiêu phàm cười nói có phải vì chuyện năm ngoái ông nội của tôi hồi phục nhanh đúng không đúng thế chính là chuyện này cha của cậu có nói với tôi việc cậu cho tiêu lão già uống thuốc mới khỏi bệnh chuyện này thật khó tin không phải tôi không tin cậu nhưng về mặt khoa học thì khoa học chính là kết quả của tất cả dụng cụ kiểm tra đều không ngoại lệ hướng đến cái chết. Kết quả, chỉ trong 7 ngày, sắc mặt tiêu lão ra hồng hào bước ra khỏi cổng bệnh viện. Sự thực và khoa học về bản chất phát sinh sự trái ngược. Phó viện trưởng Ninh không tin sự khác biệt giữa Tây Y và Đông Y lại lớn đến như thế. Thậm chí dẫn đến tình trạng chẩn đoán sai. Tiêu phàm mỉm cười hỏi ngược lại. Viện trưởng, trong mắt ngài, sức mạnh của trời đất được gọi là sức mạnh của thần linh hay sức mạnh của khoa học sức mạnh của trời đất là sức mạnh của thần phật bồ tát sao phó viện trưởng không khỏi ngơ ngác một chút nét mặt trở nên đăm chiêu mang theo cảm xúc lẫn lộn tuy rằng ông không phải là người kiên quyết giữ lý luận trên đời này làm gì có thần linh nhưng cũng không phải người tin vào chuyện thần thoại mà tại văn phòng làm việc của ông lại bàn luận về chuyện thần thánh thật là kỳ quái tiêu phàm thản nhiên nói sức mạnh của trời đất không chỉ chỉ riêng về thần Phật Bồ Tát, ví dụ như sóng điện, lực từ, tia vũ trụ V. V, đều được xem là sức mạnh của trời đất, chúng ta đang sống, sinh hoạt ở không gian này, tồn tại năng lượng mà chúng ta không nhìn thấy cũng như không sờ được. Những năng lượng này tuy rằng thần bí, nhưng không phải hoàn toàn không thể nắm lấy. Chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng nó, có thể gây ra tác động lớn vào khoa học hiện nay. Người bình thường không thể hiểu được điều kỳ diệu đó. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như có điều gì đó khiến ông hoang mang bèn nói. Xin lượng thứ, tiêu trưởng phòng, nói với cậu mấy chuyện này, ta quả là thiếu khái niệm trực quan. À cậu có đơn thuốc không? Có thể cho ta xem một chút được không? Nếu tiêu phàm có thể trị cho tiêu lão ra với phương thuốc đó, chỉ cần có được phương thuốc thì có thể nghiên cứu nó một cách kỹ càng. Tuy trong lòng phó viện trưởng vẫn còn hoài nghi, chỉ đơn giản xem xét mấu chốt của vấn đề. Cái gọi là đá trên núi cũng có thể đánh bóng thành ngọc, loại phương thuốc thần kỳ này nếu nghiên cứu thấu đáo, đối với việc trị bệnh cứu người sẽ có công hiệu. Đó là công đức to lớn. Được, Tiêu Phàm không chút do dự, liền gật đầu đồng ý. Phó viện trưởng Ninh không đợi lâu, gấp rút đứng dậy đến bàn làm việc bên kia, cầm lấy cây bút, hai tay đưa cho Tiêu Phàm, trên mặt tỏ vẻ phấn khởi. Tiêu Phàm cầm bút đem phương thuốc phối, Càn Khôn Đại Hoàn Đan, viết ra giấy. Phương thuốc Càn Khôn Đại Hoàn Đan không phải là bài mật được chép trong vô cực thuật tàng. Nhưng phàm là đệ tử của vô cực môn đều có thể xem và cũng không cấm đệ tử truyền phương thuốc này ra ngoài. Bởi vì chỉ có phương thuốc là hoàn toàn không đủ, không thể bào chế ra Càn Khôn Đại Hoàn Đan. Đối phương còn phải biết phương pháp bào chế. Chỉ cần nhìn thấy phương thuốc này, phó viện trưởng đầu óc đã choáng váng. Đã vậy phương thuốc này tổng hợp trên trăm vị thuốc phó viện trưởng học thức huyên bác mà ngay cả phần lớn tên thuốc cũng chưa từng nghe qua, ít nhất cũng có 60 đến 70 loại. Như là ngọc dao long não, ô dương một quả thực chưa từng nghe qua. Trong cuộc đời sự nghiệp của phó viện trưởng đây có lẽ là lần đầu tiên ông gặp phải. Nhưng ông lại không hoài nghi tính xác thực của đơn thuốc này. Bởi vì thời điểm tiêu phàm viết đơn thuốc này không chút nào do dự. Cho dù là bịa đặt, tuyệt tối không có khả năng trong thời gian ngắn có thể bịa ra hơn 100 vị thuốc như vậy thậm chí có một số từ còn không biết. Trăm loại thảo dược ghi trong một đơn thuốc, tổng cộng chia làm 7 nhóm, 6 nhóm trong đó, nhiều thì hơn 30 vị thuốc, ít thì hơn 10 vị thuốc. Còn nhóm cuối cùng là thuốc dẫn, chỉ có 3 vị thuốc. Phân tích theo đơn thuốc, dựa vào lý giải của Phó Viện Trưởng Ninh, phải tách ra chế biến, hơn 100 vị thuốc nấu với nhau, phải cần một nồi to mới đủ dùng. Các nước thuốc đã phân đun lại hợp với nhà âm tiếp tục đun cùng nhau, cuối cùng mới hoàn thành lý giải này của phó viện trưởng ninh về cơ bản là đáng tin cậy ông ta không có khả năng nghĩ đến việc luyện đan ông ta là một chuyên gia về tây y chứ không phải là đạo sĩ đơn thuốc này từ đâu cậu có giống như một toa thuốc từ trời hoa cả mắt thời gian ngắn cơ bản không cách nào tiêu hóa theo bản năng mới hỏi một câu như thế tiêu phàm mỉm cười nói chỉ điều chế như thế không đủ càn khôn đại hoàn đan luyện chế khá phức tạp phải có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện đan mới hoàn thành. Tuy nhiên phối thuốc 6 nhóm phương thuốc này, ngài có thể nghiên cứu một chút, mỗi một nhóm phối thuốc có chút cải biến, đều là phương thuốc tốt. Tiêu phàm sở dĩ đem phương thuốc, càn khôn đại hoàn đan, viết ra cho phó viện trưởng, không phải để khoe khang, mà để khẳng định người bình thường không tài nào luyện chế ra được, ngay cả sư huynh đệ của vô cực môn những người đã từng bào chế cũng gặp thất bại. Tuy nhiên phó viện trưởng đối với kiến thức về chung cũng biết sơ sơ, lại là phó viện trưởng của một bệnh viện lớn, phương thuốc sao chép đưa cho ông ta, khiến ông ta có thể nghiên cứu, biết đâu chừng tạo ra được càn khôn đại hoàn đan cứu mạng. Tiêu Phàm bản thân không tiện mở rộng phương thức, nay giao cho ông ta phụ trách, quả là phù hợp. Vậy cũng được cho là có cùng mục tiêu. Phó viện trưởng lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt nói: "Toa thuốc này có đến hơn phân nửa tôi chưa bao giờ nghe thấy, những loại thuốc tôi biết đến thì đều là thuốc quý, muốn mở rộng, độ khó quá lớn." Tiêu Phàm cười, nói. Toa thuốc này có thể thay đổi được, trên 90% dược vật đều có thể dùng thuốc đông y bình thường đến thay thế. Để tôi sửa lại. Nói xong, Tiêu Phàm nhấc bút lên, viết lại đơn thuốc mới. Chỉ cần không phải luyện, càn khôn đại hoàn đan, thật sự, thì không cần sử dụng nhiều loại thuốc chân quý như vậy. Nhìn toa thuốc sau khi thay đổi, ông ta liền cười ha hả nói. Hóa ra còn có loại khác thay thế, như vậy có cơ may rồi. Toa thuốc mới này thoạt nhìn, thấy hợp mắt, ít nhất không có từ ngữ hiếm gặp. Phó viện trưởng cảm thấy xấu hổ khi nhận thấy bản thân, học thức nông cạn, lại chưa từng nghiên cứu về nó. Bên này đang nghiên cứu về phương thuốc, thư ký gõ cửa bước vào, cầm trên tay một chồng giấy xét nghiệm. Đây đều là kết quả xét nghiệm của tiêu lão ra, chỉ có điều, nét mặt thư ký dường như có gì kỳ lạ, chẳng lẽ bản xét nghiệm này có điều gì không ổn sao? chương 400, để con nghĩ cách. Bóng đêm bao phủ, Bệnh viện chìm trong không gian yên tĩnh, không có bất cứ tiếng ồn nào. Tiêu lão gia nằm trong phòng bệnh, hai cha con Tiêu Trạm và Tiêu Phàm ngồi trước giường, không còn người khác, thậm chí ngay cả Tiêu Thiên, thư ký thôi và y tá Trương cũng không có ở đó. Tiêu lão gia sắc mặt khá tốt, ông đã được gỡ bỏ bình thở oxy. Tiêu lão gia không cảm thấy thoải mái khi bị bình oxy cắm vào mũi. Tiêu Phàm có ở đây, vì vậy có thể truyền Hạo nhiên chính khí vào người ông tiêu phàm đã cho những người khác ra ngoài bao gồm cả tiêu thiên cũng không ở lại phòng tiêu lão ra thời gian này tiêu trạm không có đặt ra thắc mắc nữa tuy nhiên trong lòng ông càng thêm bất an nếu như tiêu lão ra bệnh tình không có gì xấu tiêu phàm sẽ không làm như vậy thông thường mà nói tiêu phàm rất nhận thức tổng thể không đến mức vô duyên vô cớ khiến thư ký thôi sinh lòng khúc mắc tiêu lão ra vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười nói với tiêu phàm tiểu phàm có điều gì con cứ nói thẳng có phải tuổi thọ của ta sắp tận rồi đúng không? Cha, tiêu trạm hai hàng lông mày trao lại, có một chút không hài lòng. Tiêu bộ trưởng nổi tiếng là một hiếu tử, mặc dù biết rằng là mệnh trời, nhưng lời này thật khắc nghiệt. Lời nói của tiêu lão ra về hai chữ dương thọ, tiêu trạm giờ đây đã bắt đầu quen so với lúc trước. Sau mọi chuyện đã trôi qua từ năm trước, ông đã không thể xem như hoàn toàn thuyết vô thần người. Lý trí của tiêu trạm vẫn không thể chấp nhận được chuyện này sâu trong nội tâm ông hiểu rõ như thế sự thật đã vượt ra khỏi nhận thức nhưng ông vẫn không tin đây là sự thật dùng dương thọ để diễn tả ý nghĩa mạng sống thực tế không cần phải có sự so sánh thái quá như vậy tiêu lão ra khoát tay áo nói giải phóng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên ta đã lớn tuổi rồi không cần phải kiêng kỵ tiêu phàm ngẫm nghĩ hồi lâu nói một cách nghiêm túc ông nội con không đoán được lần này tiêu lão ra cảm thấy kinh ngạc cặp lông mày trắng như tuyết dướng lên thản nhiên nói con không thể đoán được ư tiêu trạm nhìn về phía đứa con trai của mình cũng ngạc nhiên không kém bất kể tiêu trạm có chấp nhận rằng siêu lực tự nhiên có tồn tại hay không nhưng đối với y thuật của tiêu phàm ông có lòng tin căn cứ vào tin con gái của diệp khí vân uống xong toa thuốc mà tiêu phàm đã kê đơn không quá một tháng cơ thể đã khỏi căn bệnh loét khoang miệng đã dây dưa nhiều năm không ngờ trở nên khỏi hẳn, không còn tái phát. Giờ đây cô ta đã mang thai, chuẩn bị làm mẹ, hai nhà từ kẻ trên người dưới vui mừng khôn xiết, khen ngợi Tiêu Phàm tài nghệ như thần y. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại nói không thể phán đoán được bệnh tình của lão gia. Chẳng lẽ bệnh tình nghiêm trọng đến mức như thế? Nếu như cha có mệnh hệ gì vào thời điểm này, nó có thể trở nên rắc rối. Với tình hình chính trị hiện nay, tương đối phức tạp từ cấp cao đến địa phương đang phải đối mặt với những thay đổi lớn trong vấn đề nhân sự. Bất cứ khi nào nói đến vấn đề này, luôn luôn là trận đấu căng thẳng nhất. Tiêu Trạm sắp bàn giao chức vụ bộ trưởng, ra bên ngoài đảm nhiệm chức, lẽ nào vừa nhận chức mới gia đình liền có đại tang. Mặc dù nói thời đại bây giờ không thể so sánh với thời đại ngày xưa, cha mẹ mất, cán bộ không cần rời bỏ chức vị đang công tác, nhưng mà một khi lão gia tử qua đời, đối với Tiêu gia vừa có chuyển biến tốt, thậm chí là tiêu hệ đều sẽ là một đòn đả kích trầm trọng. Đến lúc đó kinh thành sẽ có cuộc tranh chấp đầy sóng gió phong ba. Tiêu chạm ở bên ngoài, một mặt phải vướng bận tới đại cuộc ở kinh thành, một mặt phải đối phó với các thế lực trong tỉnh, độ khó của công việc càng lớn. Điều này có thể tưởng tượng ra, căn cứ vào biểu hiện của mạch tượng cho thấy bệnh của ông không nghiêm trọng. Nhưng mà chiều hôm nay con nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ở đó ghi. Nói đến đây tiêu phàm ngừng lại, vẻ mặt trầm ngâm, dường như không biết nên diễn tả như thế nào tờ giấy xét nghiệm đó có điều gì kỳ lạ sao tiêu trạm lập tức hỏi đôi mắt ông người sáng vâng đúng là có chút kỳ lạ bên trong máu của ông nội nhiều hơn một chất không thể xác định được trong tất cả kiểm tra trong bệnh viện đều không nhận ra con cũng đã đến phòng kiểm nghiệm xem qua quả thật khó mà phân biệt rõ ràng tiêu phàm trầm ngâm nói hai hàng lông mày nhíu lại buổi chiều ngồi trong văn phòng của phó viện trưởng sau khi nhìn thấy cái kết quả xét nghiệm kỳ lạ kia liền cảm thấy giật mình. Lúc đó tiêu phàm cũng đến phòng kiểm tra kết quả xét nghiệm, xem mẫu máu trên kính hiển vi. Bất kể tiêu phàm hay phó viện trưởng hoặc là các bác sĩ giàu kinh nghiệm khác, ai cũng không nhận ra chất này rốt cục là vật gì. Đây không phải là điều kỳ lạ nhất, mà thực sự khiến mọi người phải bó tay chính là không có cách nào tách chất này ra khỏi máu. Phó viện trưởng lúc đó đã hướng dẫn mọi người đến phòng kiểm nghiệm đem chất này tách ra, một mình tiến hành kiểm tra. Kết quả lại hoàn toàn làm không được, loại chất này vừa tách ra khỏi máu, liền lập tức bốc hơi biến mất. Kết quả không tìm được bất cứ vết tích nào, bệnh viện đã cố gắng kiểm tra nhiều cách khác nhau, nhưng đều vô ích. Phó viện trưởng không biết xử lý như thế nào, thẳng thắn nói với tiêu phàm, ông ta theo ngành y mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy không nghi ngờ gì ông ta hy vọng tiêu phàm có thể cho ông ta sự giải thích về hiện tượng kỳ lạ này nhưng lần này ngay cả tiêu phàm cũng đành bất lực tuy tinh thông y thuật đông y nhưng với tây y lại không có nghiên cứu nên không thể nào hiểu rõ được chất này là gì đây là ý gì tiêu chạm nhíu mày hỏi ông không phải là bác sĩ hơn nữa không muốn quanh co với bản xét nghiệm này nên lập tức hỏi kết quả tiêu phàm nói không rõ ràng lắm chỉ có thể nói Cơ thể của ông nội hiện tại có một số thay đổi vượt ra khỏi kỹ thuật y học hiện tại. Tiêu chạm hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn hỏi. Vậy chuyện này là tốt hay xấu? Chuyện này không rõ ràng. Ai ngờ rằng ngay cả Tiêu Phàm cũng lắc đầu, so với Tiêu Trạm vẻ mặt lo lắng hơn bội phần. Tuy nhiên theo suy đoán của con, không chừng đây là hiện tượng tốt. Máu trong người của ông nội tồn tại loại chất này chính là điều tốt như vậy ông nội cũng sẽ không cảm thấy cơ thể không khỏe cần nhập viện kiểm tra trị liệu hơn nữa năm trước ông có uống vào cơ thể linh dược nghịch thiên cải mệnh ngay lúc đó tiến hành kiểm tra đo lường trong máu không có phát hiện loại chất này từ đó có thể biết không phải càn khôn đại hoàn đan không có hiệu nghiệm tiêu phàm mơ hồ cảm thấy chính là vì càn khôn đại hoàn đan cuối cùng thất bại không thể hoàn thành mới dẫn đến nghịch thiên cải mệnh không đủ hoàn toàn đến giờ đã qua một năm hiệu lực của thuốc có lẽ đã vượt qua nếu thật là như vậy chỉ sợ bệnh tình của ông cụ sẽ chuyển biến xấu. Nếu không phải tiêu phàm năm trước miễn cưỡng kéo dài tính mạng cho tiêu lão ra, thật lòng mà nói dương thọ của ông lẽ ra đã kết thúc vào mùa đông năm ngoái, càn khôn đại hoàn đan có hiệu quả một lần trong quá khứ, nhưng mọi thứ đã trở về nguyên trạng. Tiêu trạm ấn đường không còn nặng nề như trước. Vẻ mặt tiêu lão ra bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Tiểu phàm, tình hình xấu nhất sẽ như thế nào, hãy nói thẳng đầu của tiêu phàm hơi cúi xuống trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tiêu lão gia hạ giọng nói ông nôi đây tất cả chỉ đều là suy đoán của con mà thôi kết quả xấu nhất chính là bệnh tình của ông trong thời gian ngắn sẽ chuyển bệnh theo tình huống tương tự năm ngoái làm sao có thể như vậy bệnh của ông nội con chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi tiêu chạm lập tức nói sắc mặt trở nên hết sức khó coi lời của tiêu phàm chẳng khác nào nói mạng sống của tiêu lão gia sẽ không kéo dài được lâu trước mắt tiêu chạm là hình ảnh cha của mình giờ phút này gương mặt hồng hào chỉ có điều tinh thần hơi xấu ông không thể nào chấp nhận suy đoán của đứa con trai tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu nói cha chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất nhưng con sẽ cố gắng bằng tất cả nỗ lực của chính mình gương mặt khó coi của tiêu chạm có một chút đồng tình ông hiểu rất rõ tính cách của tiêu phàm không có bảy tám phần chắc chắn, sẽ không nói như vậy. Chuyện sinh tử của tiêu lão ra gây ra nhiều hệ lụy, một khi phán đoán sai, thì những sách lược kế tiếp sẽ là vấn đề lớn. Tiểu phàm, không cần miễn cưỡng. Điều bất ngờ chính là tiêu lão ra chợt nói như vậy với giọng điệu hết sức nghiêm túc. Ông nội, tiểu phàm, ta biết con là người có bản lĩnh, nhưng trên đời này khi có khả năng làm điều gì đó miễn cưỡng chống lại trời đất là điều không dễ dàng, đối với ta một lần đã quá đủ huống chi không thể nào làm điều đó lần thứ hai tiêu lão ra hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào gương mặt khôi ngô của tiêu phàm lộ ra sự quan tâm sâu sắc cho dù rằng ông không hiểu thuật pháp nhưng tiêu phàm là đứa cháu ruột thịt huyết mạch liên kết làm sao không biết được hắn đang nghĩ gì rõ ràng năm trước vì chữa bệnh cho ông tiêu phàm đã phải trả một cái giá rất lớn dường như cho tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao có thể vì kéo dài sự sống của bản thân mình mà bắt đứa cháu của mình phải mạo hiểm lớn như vậy. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Giác quan thứ sáu của tiêu lão ra, không ngờ có sự nhạy bén phi thường đến vậy. Không cần phải nếu lại lần nữa, nghịch thiên cải mệnh, cái giá phải trả sẽ đắt hơn so với lần đầu tiên rất nhiều, căn bản là không người nào có thể gánh chịu nổi. Cho dù tiêu phàm đã hồi phục 100% đi nữa, trong thời gian ngắn không thể lại tập hợp hơn 100 loại thuốc quý báu để luyện càn khôn đại hoàn đan. Ngọc Giao Long não, mật gấu những thuốc này chỉ là bình thường thôi, trong đó không ít dược liệu đều là trưởng giáo tổ sư lịch đại của vô cực môn để lại, hiện nay tồn tại trên thế gian, chỉ sợ căn bản tìm không được. Nhưng mà, đây không có nghĩa là tiêu chân nhân thực sự bó tay, hết cách khi đối diện với bệnh tình của ông nội. Ông nội, ông yên tâm đi, con có thể nghĩ ra cách tiêu phàm hướng về ông nội nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nói tiêu phàm trả lời dứt khoát khiến ông có một chút ngờ vực kinh ngạc hỏi sao con có thể nghĩ ra cách vẫn là câu nói kia không cần phải quá miễn cưỡng không cần phải làm thế con hiểu ý ta không con hiểu tiêu phàm ung dung gật đầu ông nội trước tiên ông hãy cứ ở bệnh viện con sẽ kê một toa thuốc hàng ngày y tá sẽ cho ông uống thuốc đúng giờ audio điện tử võ tấn bền. Chương 401, quà tặng. Tại hội sở Hoa Nhài, cơ khinh sa mặc một bộ trang phục đen đứng trước cửa chính. Mặc dù hội quán Hoa Nhài là nơi xa hoa nhất thành phố, thường ngày những người ra vào đều là những nhân vật nổi tiếng. Nhưng giống như cơ khinh sa mang một vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ mà không cô gái nào sở hữu được vẻ đẹp lộng lẫy đến như thế, lại không nhiều. Những người khách ra vào ai cũng không kiềm chế bản thân, muốn ngắm nhìn cô mấy lần với ánh mắt thuần khiết, mang trên người một dáng vẻ uy nghiêm, khí chất, dù có làm thế nào cũng không thể che giấu được, dù ai vừa nhìn thấy đều biết rằng vị này chính là một phụ nữ nắm trong tay quyền lực cao, không phải cô gái hồng lâu. Bất luận nhiều cô gái hồng lâu cao cấp đi chăng nữa, đều che giấu không được vẻ phong trần phảng phất qua từng làn hơi thở. Nếu mọi người chú ý sẽ thấy khác nhau giữa một nữ nhân vật có quyền lực với một kỹ nữ phong trần, bởi phong cách hành sự có phần chênh lệch rất lớn, vừa nhìn đã thấy ngay. Người có quyền lực, chỉ chú ý đến mục tiêu họ cần, những người khác cơ bản đều không để mắt đến. Cơ khinh xa chính là người như thế. Sự chú ý của cô đang đặt trên chiếc xe Mercedes-Benz cao cấp đang từ từ đến. Khi chiếc Mercedes-Benz dừng lại ở trước cửa hội quán, cơ khinh xa bước đến, mở cánh cửa bên hông chiếc xe nhẹ nhàng mỉm cười. Tiêu thiếu ra. Hôm nay cơ khinh xa chủ động mời tiêu phàm dùng bữa. Lại nói tới, đây cũng là hình thức thiết yếu nhằm gắn chặt tình cảm, để đôi bên không cảm thấy xa lạ. Cơ khinh xa là chủ tịch tập đoàn cơ thị, một tập đoàn đồ sộ, xử lý các loại quan hệ đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Càng không cần nói đến tiêu đại thiếu, loại bằng hữu quan trọng này. Lần này, mời dùng cơm, lý do của cơ khinh xa rất đầy đủ, đón tiếp tiêu phàm trở về sau chuyến đi xa. Chẳng phải tiêu thiếu ra vừa mới đi đông đảo một chuyến, trải qua muôn vạn khó khăn nguy hiểm, vất vả trở về, Cơ khinh sa tự mình bố trí bữa ăn này cũng là đạo bằng hữu. Chuyện có liên quan đến chuyến đi Đông đảo của Tiêu Phàm là Uyển Thiên Thiên đã nói cho Cơ khinh sa biết. Cơ khinh sa và Uyển Thiên Thiên giữa hai người vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ, có nhiều tin đồn thú vị về câu chuyện của Tiêu Phàm cũng do Uyển Thiên Thiên truyền đến tai Cơ khinh sa. Uyển Thiên Thiên vốn là người có tính cách hoạt bát như vậy. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không lo lắng Uyển Thiên Thiên để lộ bí mật. Thứ nhất Tiêu Phàm là người không có bí mật không làm điều gì sai trái, là một chính nhân quân tử. Thứ hai Uyển Thiên Thiên là một người có chừng mực, đừng nhìn cô ngày thường muốn nói cái gì làm cái gì đều khiến người khác cảm thấy vô tâm, nhưng lời nào nên nói lời nào không nên nói trong lòng cô đều biết rất rõ. Đại đương gia của Yên Chi xã vốn không phải là một người phụ nữ không chút tâm cơ nào. Nếu đã là bằng hữu, tiêu phàm không cần thiết che giấu cơ khinh xa hành trình đi đông đảo của mình. Cơ tổng, Tiêu Phàm đi xuống xe, mỉm cười đáp lễ. Sự chú ý của cơ khinh xa rất nhanh chuyển hướng về phía Tân Lâm. Trang phục của Tân Lâm vẫn như trước, vô cùng giản dị, chiếc quần jean màu xanh có pha chút trắng phối hợp với áo phông màu trắng đơn giản, mái tóc xóa dài đen nhánh, không một chút phấn son, thanh lịch thoát tục. Tuy nhiên giờ phút này ánh mắt của cơ khinh xa nhìn Tân Lâm mang theo một cảm xúc nào đó không thể diễn tả bằng lời, như cười như không. Dù Tân Lâm trước sau vẫn niềm tĩnh tự nhiên, lúc này cũng bị cái nhìn kỳ lạ của cơ khinh xa làm cho thấp thỏm không yên cô nhẹ nhàng cắn môi xoay đầu sang hướng khác suy cơ khinh xa cười khẽ một tiếng đi qua kéo bàn tay nhỏ bé của tân lâm chúc mừng lâm nhi trên cơ bản cơ khinh xa vẫn kêu tân lâm là tân tiểu thư để thể hiện sự khách sáo đồng thời cũng lộ ra sự ngăn cách nhưng đột nhiên cô ta lại thay đổi xưng hô một cách tự nhiên không hề có chút miễn cưỡng nào khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của tân lâm lập tức đỏ ửng thẹn thùng thậm chí nhẹ nhàng vặn vẹo uốn eo thân mình hung hăng trợn nhìn cơ khinh xa một cái rất là thẹn thùng đôi mắt của phụ nữ quá tinh tường phải không điều này có thể nhìn ra được tuy cơ khinh xa gọi lâm nhi trong tai tân lâm có chút không quen nhưng thời khắc này tân lâm làm gì còn tâm tư để ý chuyện nhỏ như vậy cơ khinh xa tự nhiên cười nói thì thầm vào tai của tâm lâm hạ giọng nói cô bé ngốc có gì mà phải ngượng ngùng phụ nữ mà sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy chị thật lòng chúc mừng em khuôn mặt xinh đẹp của tân lâm càng đỏ hơn răng cắn chặt môi trong mắt toát ra thần sắc thẹn thùng nhưng mang theo đó là một chút hạnh phúc và tự hào thật sự đáng để chúc mừng đó là một người đàn ông tài giỏi mọi mặt đừng nhìn tân lâm xấu hổ mà ức thật ra đang lúng túng vẫn là tiêu phàm người cơ tổng mời chính là hắn làm thế nào mà hắn đến đây cô ta liền thay đổi tâm điểm hai người phụ nữ lại nắm tay ở một bên thì thầm to nhỏ. Trong lời nói thầm thì này có vẻ như có chút liên quan với tiêu chân nhân. Phạm nhạc đối với tất cả lại tựa như không thấy, ánh mắt bình thản, không biết nội tâm anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có lẽ gần như chỉ là khiến tiêu chân nhân không quá mức xấu hổ, nên làm ra vẻ không biết. Lâm Nhi, hôm nay quá gấp rút, ta không có chuẩn bị lễ vật. Món quà nhỏ này, tặng cho em coi như quà mừng. Tơ khinh sa mỉm cười, từ cổ mình gỡ xuống một sợi dây chuyền chân châu màu vàng nhạt đeo cho Tân Lâm. Sâu chuỗi chân châu này nhìn qua không rực rỡ, nhưng Tân Lâm là người có mắt nhìn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, những thứ này đều tạo ra từ năm giọt ngọc châu, mỗi viên chân châu lớn nhỏ kích cỡ đều tương đồng với nhau. Hơn nữa, đặc biệt là viên chân châu ở giữa, gần như lớn bằng một ngón tay cái của người lớn, lấp lánh vầng sáng dịu dàng, đích thực là cực phẩm. Giá thị trường của chiếc vòng cổ này ít nhất tính bạc triệu. Cơ tổng, đúng là sự nhiệt tình của cơ khinh xa, khiến Tân Lâm không quen. Không phải cơ khinh xa đối với cô ấy nhiệt tình như vậy có cái gì khác người, mấu chốt là tính cách Tân Lâm rất lãnh đạm, không thích người khác có trao đổi quá sâu. Có điều cơ khinh xa là tùy ý thể hiện thiện ý với người khác như thế sao? Có một số phu nhân danh tiếng, cơ khinh xa đều chưa từng đối với họ thân thiết như vậy. Lâm Nhi, còn gọi là cơ tổng sao? Cơ khinh xa có chút tức giận, dương mắt nhìn Tân Lâm. Tân Lâm tự nhiên cười nói, cũng không sửa lại, nhưng cũng không gọi là cơ tổng nữa. Dù cho cơ khinh xa có đem vòng cổ chân châu đeo tặng cho cô, viên chân châu to lớn kia đặt trên cổ Tân Lâm càng khiến cô trở nên dịu dàng hơn. Đừng nhìn Tân Lâm bình thường ngục mạc mà nghĩ rằng chiếc vòng cổ quý giá kia không hợp với cô, ngược lại khi mang trên cổ chiếc vòng quý giá đó, khí chất của cô dung hòa với vẻ đẹp của nó lại càng đẹp hơn. Thậm chí còn đẹp hơn so với đeo trên cổ vị chủ nhân cũ của nó là cơ khinh xa dường như chiếc vòng chân châu này được tạo ra để dành riêng cho cô vậy. Thật xinh đẹp. Cơ khinh xa nhìn tổng thể tân lâm đánh giá, mỉm cười tán dương nói. Sau khi đánh giá tân lâm, cơ khinh xa quay đầu về phía tiêu phàm cười nói. Tiêu thiếu ra, thật ngại quá, hai chị em chúng tôi chỉ lo nói chuyện thì thào. Tiêu chân nhân liền sờ sờ cái mũi có chút buồn bực gật đầu. Nếu như là nói thì thầm thì có thể, phụ nữ mà, đều có thói quen này. Bất kể là người phụ nữ có quyền lực hay những mỹ nhân băng giá tất cả đều như nhau. Nhưng cô đừng ở ngay trước mặt tôi mà nói a, à, trực tiếp gạt tôi sang một bên, còn nói về chuyện xấu hổ của tôi nữa, tưởng tôi không biết sao? Chỉ có điều lúc này tiêu chân nhân không tiện phát tác. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ trong hội sở, một hàng bốn người đi đến phòng riêng. Hai cha con họ Chu của hội sở Hoa Nhài có sở trường là chế biến thức ăn chay. Hơn nữa thức ăn chay ở đây vô cùng đắt. Cơ khinh xa hôm nay thiết đãi lại là thức ăn, hơn nữa còn đông người. Có thể trở thành thành viên của hội quán, còn có ai để ý đến giá cả của một bữa ăn tối chứ? Đắt cũng tốt, rẻ cũng tốt, đối với họ mà nói, đều không có bất cứ mối trở ngại nào, dù sao cũng chỉ là ký hóa đơn, cuối mỗi tháng sẽ do nhân viên kế toán quyết toán với hội sở. Loại hóa đơn như vậy, cơ khinh xa gần như chưa bao giờ xét duyệt qua. Cô tin tưởng nhân viên kế toán của mình, cũng như tin tưởng vào hai cha con họ chu nhất thiếu, nghe nói lần này ở đông đảo có xảy ra một số chuyện. Bốn người ngồi vây quanh một bàn cùng thưởng thức món chay, uống loại rượu gạo. Cơ khinh xa thuận miệng hỏi, một đôi mắt đẹp, không dừng lại ở tiêu phàm mà nhìn xung quanh. Không cần đề cập đến điều gì khác, chỉ cần đi một chuyến đến đông đảo, mà Tân Lâm đã có sự thay đổi, long trời lở đất đến như vậy, thật đúng là một chủ đề thú vị. Ở đông đảo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngay cả tiêu phàm đều không thể khống chế. Mặc dù nói Tiêu Phàm và Tân Lâm bốn năm nay sớm chiều ở chung một phòng, chuyện hai người kết hợp với nhau là chuyện sớm muộn, nhưng chuyến đi Đông đảo rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Trong lúc này khẳng định có nguyên nhân vô cùng quan trọng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười nói: "Không có chuyện gì, tình hình căn bản Thiên Thiên đã kể cho cô nghe rồi chứ?" Tính cả thời gian đi lại, Tiêu Phàm ở Đông đảo ước tính chừng nửa tháng. Tuy đã để lại phương thuốc và tấm phù lục cho Huyền Thiên Thiên, dù sao vẫn không có tiêu phàm đích thân động thủ nên mấy ngày này uyển thiên thiên đều quấn lấy tiêu phàm hỏi chuyện ở đông đảo tiêu phàm có lòng muốn của mắng cô bé một phen lại bị cô bé dính vào trong ngực làm nũng một trận ý định trách cứ của tiêu chân nhân bất luận thế nào cũng không nói ra khỏi miệng uyển thiên thiên chính là hiếu kỳ cứ muốn nghe kể chuyện đương nhiên tất cả mọi thứ phát sinh trong thông đạo giữa tiêu phàm và tân lâm uyển thiên thiên lại không dám hỏi nếu không thì cô thật sự bị ăn mắng Sâu trong nội tâm của Uyển Thiên Thiên, muốn hỏi về điều này. Cơ khinh sa nhẹ nhàng cười nói. Nghe người khác thuật lại đâu bằng chính miệng anh nói ra. Hơn nữa câu chuyện này, là Uyển Thiên Thiên dính lấy tiêu phàm để nghe, đều khiến người khác đố kỵ ghê gớm. Hay không? Tiêu phàm nhẹ lắc đầu. Câu chuyện này, quả thực không hay chút nào, trong đó có nhiều máu tanh. Xong chuyến đi đông đảo lần này, không phải hoàn toàn không có thu hoạch không nghĩ tới tổng đàn của cửu quỷ lưu lại có pháp tướng và khẩu quyết tu luyện hoàn chỉnh của luân hồi tương ác quỷ đạo của vô cực môn đáng tiếc liễu sinh hùng bị chết không có cách nào tiến thêm một bước tìm hiểu tỉ mỉ không biết năm đó làm cách nào pháp tướng và khẩu quyết lại lưu truyền đến đông đảo nhưng có thể khẳng định là truyền thừa của cửu quỷ lưu có mối liên hệ mật thiết với ác quỷ đạo đây là sự thật sao làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được cơ khinh sa lập tức ngạc nhiên thán phục không ngừng tình hình này Uyển Thiên Thiên lại không có nói cho cô ta biết. Tân Lâm có chút kinh ngạc liếc mắt về phía tiêu phàm, không biết tiêu phàm tại sao lại đề cập tới chuyện khẩu quyết và pháp tướng của ác quỷ đạo cho cơ khinh xa nghe. Bất kể nói như thế nào cơ khinh xa là người ngoài, không phải đệ tử của vô cực môn. Nhưng nghĩ đến tiêu phàm làm như vậy, khẳng định có hàm ý chương 402, tu hành hay là tu ma trên tầng 49, tòa nhà trung thiên. Hoa viên không trung, Cơ khinh xa vứt bỏ túi sách tay, cởi giày cao gót, chân trần đi vào trong hoa viên, hít thở sâu vài lần trong bầu không khí trong lành, thực hiện động tác mở rộng vận động vùng ngực. Khói bụi phủ kín ngày càng nghiêm trọng, hoa viên không chung trong khoảng thời gian này đều toàn bộ đóng kín cửa. Mặc dù bên ngoài làn khói xám bao phủ, nhưng bên trong không khí trong lành, phong cảnh dễ chịu. Không khí bên trong bức tường và bên ngoài bức tường, rõ ràng là hai thế giới khác nhau. Hoạt động tay chân một hồi, Cơ khinh xa lúc này chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế được đặt dưới cây dù lớn, thản nhiên nói. Diệp Phương, nếu đã đến đây, thì làm gì phải ẩn ẩn nấp nấp ở đó làm gì? Tôi thấy cô tâm tình dường như không tệ, nên không dám quấy dày. Một giọng nam mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia hoa viên. Theo sau đó Diệp Phương thân hình cao lớn cũng vòng đi lại. Cơ khinh xa miệng hé nụ cười chế nhạo, quay đầu đi, thản nhiên nhìn Diệp cô Vũ nói. Vậy sao, diệp phương từ khi nào đã biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác rồi hả không giống tác phong của anh diệp cô vũ hai hàng lông mày hơi gương lên nói tôi ở trong tâm trí của cô là ấn tượng như vậy sao cơ khinh xa cười cười nói diệp phương anh gạt được người khác nhưng không gạt được chính anh mặc kệ anh ngày thường nhã nhận thủ lễ chẳng qua chỉ là giả vờ thôi khi đến thời khắc mấu chốt một khi vì lợi ích của mình đến lúc đó anh không thể giả vờ được nữa. Diệp cô vũ cũng cười, cùng một ý nghĩa mỉa mai, nhìn cơ khinh xa, chậm rãi nói. Nghe cái ý này, cơ tổng không phải là người như thế này, là hoạt lôi phong, có thể sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Cơ khinh xa thản nhiên nói. Tôi không phải là người như vậy, nhưng người như thế quả thực có, hơn nữa còn không ít. Ví dụ như tiêu phàm người mà anh kiên kỵ, chính là một người như vậy diệp cô vũ nở nụ cười trên mặt lạnh lùng nói đó là vì môn quy của vô cực môn như thế hắn là trưởng giáo không thể không thi hành giáo quy cô cho rằng sâu trong tâm hắn thật sự muốn làm như vậy sao thân sắc của cơ khinh xa nghiêm túc chậm rãi nói diệp vương anh lầm rồi tôi cho rằng tiêu phàm bản tính vốn như thế mặc kệ hắn có phải là trưởng giáo vô cực môn hay không hắn đều có phong cách làm việc như vậy Chính vì như vậy tổ sư mới có thể đem chức vị trưởng giáo truyền cho hắn mà không truyền cho người khác. Tuyệt đối không thể lầm, Diệp Cô Vũ hai mắt nhíu mạnh lại. Trong chấp nhoáng, cơ khinh xa rõ ràng cảm nhận được một sát khí rất mạnh đập vào mặt. Thậm chí Phạm Nhạc vẫn đứng trong phòng làm việc, chưa từng đi vào hoa viên không chung, đột nhiên đặt chân tiến vào, vô cùng cảnh giác nhìn thẳng vào Diệp Cô Vũ. May mắn thay sát khí huyền tức thì trôi qua, Phạm Nhạc cũng không có tiến thêm một bước. Diệp Cô Vũ lướt nhìn Phạm Nhạc một cái, khóe miệng hiện lên một chút xem thường. Đúng là Diệp Cô Vũ chợt sinh ra sát ý, cơ khinh xa dường như đã đoán trước, lại vẫn bất động như trước, thản nhiên nói. Diệp Phương, tôi biết anh và Tiêu Phạm hoàn toàn bất đồng. Có lẽ vô cực môn nhân tài đông đúc, luận bản lĩnh, thì các sư huynh sư tỷ của Tiêu Phạm có lẽ có tư cách đảm nhiệm chức trưởng giáo, truyền thừa y bát của chỉ thủy tổ sư. Nhưng luận về phong cách làm việc, luận tâm nhân hậu, ngoại trừ Tiêu Phạm, vô cực môn quả thật không có người thứ hai có thể được chỉ thủy tổ sư coi trọng. Giang Sơn chỉ vững chắc ở dứt không hiểm, lựa chọn của chỉ thủy tổ sư năm đó tôi cho rằng vô cùng chính xác. Diệp cô Vũ liền cười rộ lên, thần sắc càng trở nên lạnh lùng hơn nói. Cơ tổng, cô không phải truyền nhân của vô cực môn, vô cực môn do người như thế nào thống lĩnh, cô có tư cách gì bình luận. Từ ngàn năm nay, vô cực môn đặc biệt quan trọng không phải là nhân nghĩa, đạo đức gì, mà là tìm về chương sách thất lạc tiêu giao trường sinh, công xâm tạo hóa mới là đúng lý. Một trường phái giang hồ mà coi thiên hạ là nhiệm vụ của mình sao? Cơ khinh xa không tức giận một chút nào, lập tức nói. Bất kể là tiêu giao trường sinh hay là công xâm tạo hóa, đều là nghịch thiên hành sự. Ý trời không thể trái lại, không làm việc thiện, không tích công đức, thì làm sao được trời chiếu cố? Diệp cô vũ cười lạnh tiếng nói. Khám phá thiên cơ, cũng không chỉ có làm việc thiện tích đức mà phải dùng mọi thủ đoạn. Cô không hiểu, đó là vì cô căn bản không đứng bên mép vực sâu, cô vẫn còn kém xa lắm. Tôi dĩ nhiên kém xa, nhưng tôi cũng biết, nếu thật là như vậy, thì đó không phải tu hành mà là tu ma rồi. Diệp cô vũ lời nói không chút khách khí, cơ khinh xa cũng không tức giận, chỉ thản nhiên cười, nói. Dù sao lời Diệp cô vũ nói cũng có thể xem là sự thật, luận về trình độ thuật pháp, cô thật sự còn kém xa. Diệp Cô Vũ vừa nhấc tay, đã ngừng lại nói với cơ khinh xa. Khinh xa, cô nên biết, hôm nay ta đến đây không phải để tranh luận với cô về vấn đề nhàm chán đó. Nói chuyện đàng hoàng đi. Chuyện đàng hoàng, vừa rồi ở hội sở hoa nhài, tiêu phạm có nói với tôi, hắn lần này đi đông đảo, ở trong địa cung ngầm của tổng đàn, cử quỷ lưu, tìm được đầy đủ khẩu quyết và pháp tướng tu luyện, ác quỷ đạo. Diệp cô vũ hai hàng lông mày dương mạnh lên nói tìm được đầy đủ khẩu quyết và pháp tướng tu luyện, ác quỷ đạo sao? Ở tổng đàn của cửu quỷ lưu tìm được sao? Rất dễ dàng nhận thấy ở Diệp Cô Vũ có chút ngạc nhiên ngoài mong đợi. Phám môn tu luyện, luân hồi tương ác quỷ đạo của vô cực môn ngay cả ghi chép, trong, vô cực thuật tàng, đều không hoàn chỉnh, tại sao lại mọc ở đảo quốc, hơn nữa là tìm thấy tại tổng đàn của một trường phái vô cùng tà dị trên một hòn đảo xa xôi hẻo lánh ở phía bắc. Cơ khinh xa nói, đây chính miệng tiêu phàm nói, Diệp Cô Vũ gật đầu. Nếu Tiêu Phàm chính miệng nói thì chắc là thật không thể nghi ngờ. Như bọn họ vừa rồi thảo luận về tính cách của Tiêu Phàm, cơ bản không phải người dối trá. Pháp môn tu luyện của ác quỷ đạo làm sao lại chạy đến đảo quốc? Diệp Cô Vũ có chút khó hiểu. Có vẻ như khoảng cách có chút xa, cho dù trong xã hội hiện đại ngày nay, giao thông giữa Trung Nguyên vào Đông đảo cũng không được coi là vô cùng tiện lợi, muốn đi Đông đảo một lần cũng không phải quá dễ dàng hơn một nghìn năm trước, khẩu quyết và pháp tướng tu luyện này lại, phiêu dương quá hải, vượt qua ngàn sóng gió đi đến đảo quốc khác, khó khăn quá lớn, thật không thể tưởng tượng. Tuy nhiên lại nói, chính là bởi vì pháp môn tu luyện của ác quỷ đạo, ngàn dặm xa xôi chạy đến đảo quốc, hơn nữa lại được cất giấu trong cung điện ngầm của tổng đàn của cử quỷ lưu cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, vô số đệ tử của vô cực môn đều tìm không thấy văn chương thất lạc. Ai có thể nghĩ đến, còn có văn chương lưu lạc đến nơi xa như vậy. Theo như tiêu phàm nói rằng, tượng đá to lớn do sáu pháp tướng của ác quỷ đạo, điều khắc thành đứng sừng sững ở vị trí trung tâm tại tổng đàn của cửu quỷ lưu có vẻ như là trung tâm của toàn bộ cung điện ngầm. Tiêu phàm phỏng đoán, đạo thống của cửu quỷ lưu chính là thành lập trên ác quỷ đạo. Kiếm thuật của cửu quỷ lưu trên sáu pháp tướng đều dấu vết của ác quỷ đạo. Khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của ác quỷ đạo có thể là trung tâm trọng yếu của cửu quỷ lưu lại tham khảo về truyền thừa của các trường phái kiếm thuật và ninjutsu, nghệ thuật gián điệp và ám sát thời phong kiến Nhật Bản của các ninja khác ở Đông đảo quốc, cuối cùng hình thành truyền thừa hoàn chỉnh của Cửu Quỷ Lưu. Nếu thật là như vậy, Tiêu Phàm phân tích cũng rất có lý. Buồn cười thay những người Đông đảo này lại không biết, Ác Quỷ Đạo chỉ là một phần trong sáu phần của Vô Cực cử Cửu Tương Thiên, cứ tưởng rằng là công pháp đầy đủ. Họ một lòng tìm hiểu Ác Quỷ Đạo, không khẩu quyết và pháp tướng tu luyện khác phụ trợ, Khó trách càng đi càng sai lệch, cuối cùng trở thành Cửu Quỷ Lưu, một thứ chẳng ra gì như vậy." Diệp Cô Vũ nói, khóe miệng lại hiện ra ý khinh thường. "Cửu Quỷ Lưu, ở Đông Đảo, cổ nhiên là một trường phái nổi danh, trong giáo phái cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thanh danh hiển hách, thậm chí đề cao gia tộc Liễu Sinh, một đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm như vậy. Nhưng trong mắt Diệp Cô Vũ, đó chỉ là mảnh chắp phá hỗn tạp mà thôi. Không có tôn sư của vô cực môn chính miệng truyền thụ, Trước sau không có pháp tướng và khẩu quyết tu luyện, chỉ dựa vào công pháp của ác quỷ đạo thì có thể sáng tạo ra đạo thống lợi hại gì chứ? Diệp Cô Vũ đương nhiên không để vào mắt. Khinh sa này, pháp tướng tu luyện của ác quỷ đạo, này, ta có chút hứng thú, cô đi tới hội sở xin tiêu phàm một phần đi. Diệp Cô Vũ thuận miệng nói, mà không hề suy nghĩ, dường như hết thảy là điều đương nhiên vậy. Cơ khinh sa không khỏi bật cười, thản nhiên nói. Diệp Vương anh đề cao tôi quá rồi đấy tiêu phàm với tôi chỉ ở mức giao hảo không thâm sâu giống như anh nghĩ đâu ác quỷ đạo này là công pháp chính tiêu phàm tu luyện anh cho rằng hắn sẽ dễ dàng phục chế ra cho tôi một phần hay sao tôi có lý do gì mà có thể đề xuất với hắn như vậy diệp cô vũ khoát tay áo không thèm để ý chút nào nói đây là việc của cô nếu như giao tình của cô với hắn không đủ vậy cô nên nghĩ cách để làm cho giao tình của cô với hắn sâu hơn một chút không lý do gì, vậy thì cô hãy nghĩ ra một lý do đi. Tóm lại, ta phải tu luyện khẩu quyết và pháp tướng, dù cho có dùng bất cứ biện pháp gì, đó là chuyện của cô, ta không quan tâm. Đây mới đúng là phong cách của Diệp Vương. Khuôn mặt xinh đẹp của cơ khinh xa nhẹ nhàng biến đổi, hừ, một tiếng. Diệp cô vũ gật đầu đi nhanh về phía bên kia văn phòng. Vào lúc này, phía sau hòn non bộ của hoa viên không chung, một trận gió nhẹ thổi qua đã dấy lên một trận nước giao động, một thân ảnh màu trắng mảnh mai lóe ra, gắt gao đi theo ở phía sau Diệp Cô Vũ. Cặp mắt của cơ khinh xa bỗng dưng co rút lại. Cô chưa nhận ra, ngoại trừ Diệp Cô Vũ, trong hoa viên còn người khác sao. Một bạch y nữ dáng người xinh đẹp, trên mặt che một mảnh lụa mỏng, bước chân khoan thai, mềm mại, dáng điệu tựa như tiên nữ trốn nhân gian. Trong mắt cơ khinh xa cô gái này cũng không phải là quá xinh đẹp. Cơ tỉ tỉ, hoa viên này thật xinh đẹp. Lúc đi qua người cơ khinh xa, Bạch Tô Tô khúc khích cười, giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu, diêm rúa lặp y gờ lơ. Cơ khinh xa lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Đối với định ý của cơ khinh xa, Bạch Tô Tô dường như không thấy, lại khẽ cười, đi ở phía sau diệp cô vũ, lặng yên không một tiếng động, giống như một cơn gió thổi qua, đảo mắt một cái đã không thấy tung tích. Sắc mặt của cơ khinh xa trở nên càng thêm khó coi. chương 403, Nghị Thiên cải mệnh lần nữa sao? sư đệ, nghe nói lệnh tổ tiêu lão ra lại không khỏe sao. Văn Thiên vuốt vuốt tròm dâu, cau mày nói. Tiêu lão ra nằm ở bệnh viện tổng, về lý mà nói, dĩ nhiên là cơ mật, nhưng làm sao giấu được Văn Nhị Thái ra đây. Từ khi Văn Nhị Thái ra vào kinh, với sự giúp đỡ âm thầm của tiêu gia, ông ta sớm đã đưa sừng ra khắp nơi. Hơn nữa, trước kia, quan hệ của Văn Nhị Thái ra ở kinh thành rất rộng rãi. Văn Nhị Thái gia uy chấn Hoàng Hải mấy chục năm, mạng lưới quan hệ không chỉ giới hạn ở Hoàng Hải. Rất nhiều các quan chức trung tầng và hạ tầng mà ông ta kết thân trước đây, nhiều năm như vậy, giờ cũng đã là những nhân vật tầm cỡ cao cấp nhất. Phải, mấy hôm trước đã vào bệnh viện tổng rồi, sắc mặt tiêu phàm có vẻ lo lắng. Rời khỏi hội trường hoa nhài, tiêu phàm liền đi thẳng đến chỗ nhị sư huynh, có một số việc cần phải từ từ thương lượng với văn nhị thái gia. Tình hình thế nào? Văn Thiên quan tâm hỏi thăm. Không tốt lắm, Tiêu phàm lắc đầu, kể lại chuyện mấy ngày trước tiêu lão ra phải nhập viện. Có chuyện này sao? Văn nhị thái gia lập tức giật mình, ngạc nhiên nói. Lực thiên cơ che đẩy của sư đệ mạnh thế mà, thật sự không nhìn ra manh mối nào ư. Với văn nhị thái gia mà nói, tình hình thế này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói vô cực môn được kế thừa thuật pháp huyên thâm nhất, trưởng giáo chân nhân lại đại diện cho trình độ cao nhất ở vô cực môn. Tuy Tiêu lão gia và Tiêu Phàm là cùng huyết thống, nhưng ngay cả một chút manh mối cũng khó thăm dò, điều này làm cho Văn Thiên cảm thấy khó mà lý giải được. Tiêu Phàm cau mày. Sau khi nghịch thiên cải mệnh, tưởng rằng sẽ tìm ra được thiên cơ, hóa ra khó lại càng thêm khó. Có điều theo như tình hình trị liệu của bệnh viện mấy ngày nay, quả thật không tốt, hầu như bất cứ loại thuốc nào cũng đều không có tác dụng, cơ thể lão gia đều tự động bài xích với tất cả các phương pháp trị liệu lẽ nào thiên cơ muốn quay về quỹ đạo ban đầu của nó? Văn nhị thái gia thì thào nói. Mặc dù nói, văn nhị thái gia có thể coi là một thế hệ đại sư pháp thuật, nhưng chuyện nghịch thiên cải mệnh thế này lại chưa từng làm, thậm chí còn rất hiếm gặp. Suy cho cùng, mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong nghịch thiên cải mệnh đối với đại sư là rất cao, trừ trường hợp bất đắc dĩ, không thì sẽ không có ai tình nguyện thử. Đương nhiên, dốc lòng cải tà quy chính thì đừng nhắc tới tà ma ngoại đạo, lấy việc gợi yêu ta ít hại người khác để thỏa mãn chính mình. Nhưng từ xa xưa đã tương truyền rằng, cải tà quy chính dĩ nhiên cũng không thể thành chính đạo, tâm tính vốn đã bị ma hóa hoàn toàn, cũng không được coi là người bình thường được nữa. Sau khi nghịch thiên cải mệnh, lực thiên cơ sẽ vận hành thế nào, gần như không theo bất cứ một quy luật nào. Sợ rằng đúng là như vậy. Ngữ khí của tiêu phàm cũng trở nên vô cùng nặng nề. Cho dù không có cách nào thăm dò được thiên cơ, nhưng dựa vào suy đoán thông thường thì sẽ là như thế, tình trạng sức khỏe lão gia đang nhanh chóng trở nên trầm trọng, nếu như không nghĩ ra được biện pháp nào, có lẽ tính mạng chỉ còn là một sớm một chiều. Hoàn toàn giống như tình hình xấu nhất mà lúc đầu Tiêu Phàm dự đoán. Sư đệ, nếu thật sự là như thế thì cũng coi như ý trời khó tránh. Văn Nhị thái gia lắc đầu, chậm rãi nói: "Ông ta đương nhiên biết tầm quan trọng của Tiêu lão gia đối với Tiêu gia, thậm chí là cả Tiêu hệ." Trong thời khắc mấu chốt này, khi tiêu lão già buông tay ra đi, tiêu hệ chưa được hình thành thực sự, đang ở trong thời điểm suy yếu, đừng nói đến chống lại các thế lực chính trị khác, e là ngay cả sức lực bảo vệ chính mình cũng không có. Không lâu sau xem chừng, cũng sẽ quyết định dựa vào các thế lực bên ngoài. Một khi tiêu lão ra mất, thái độ lập tức có thể sẽ thay đổi 180 độ. Không cẩn thận có thể dẫn đến hiệu ứng tuyết lở, khiến cho một số người vốn trong lòng thấp thỏm, con cháu họ tiêu không đủ kiên định cũng hạ quyết tâm, lánh đầu minh chủ. Lúc đánh giặc, có thể gọi là quân chết như ngả dạ, dùng ở trong bàn cờ chính trị, cũng như nhau cả thôi. Còn nếu cứ muốn nhanh chóng mở rộng thực lực, thì các trọng tướng của tiêu hệ cũng sẽ ra tay, tứ phía xuất khích, đắc tội với không ít người. Thừa dịp này, những người đó làm sao có thể lịch sự mà xem náo nhiệt được. Nhìn tiêu hệ, lớn mạnh tiến tới vinh quang, trong nháy mắt đã trở nên khốn đốn, tình cảnh rất nguy hiểm. Nếu theo như quy luật ban đầu, Tiêu lão gia vẫn còn có thể thọ từ 3 đến 5 năm nữa, nhưng tình hình hiện tại lại tuyệt đối không giống như thế. Có được vốn tích lũy trong mấy năm nay, Tiêu hệ có thể thực sự hoàn thiện và ổn định lại. Đến lúc đó, cho dù lão gia qua đời, chỉ cần ứng đối ổn thỏa, có chuẩn bị trước thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến Tiêu hệ. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, từ từ nói: "Sư huynh, e rằng phải phạm vào ý trời thôi, bằng không" hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, không chịu đựng nổi. Đôi lông mày trắng như tuyết của văn nhị thái gia càng nhíu chặt hơn. Sư đệ, tâm trạng của đệ ta có thể hiểu, tình cảnh tiêu gia hiện nay ta cũng hiểu rất rõ. Nhưng sự đệ làm sao có thể làm trái ý trời được? Lẽ nào vẫn có thể luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, để, nghịch thiên cải mệnh, nữa sao? Tại sao không thể? Tiêu phàm nghiêm túc hỏi ngược lại. Văn nhị thái gia kinh ngạc, nhìn thẳng vào tiêu phàm, tròm dâu trắng vảnh lên, nói. Sư đệ, đệ nói đùa sao? Chuyện nghịch thiên cải mệnh thế này đã làm một lần rồi, sao có thể làm lần nữa? Hơn nữa, luyện chế dược liệu, càn khôn đại hoàn đan, ai luyện thuốc cho đệ, ai thay đệ làm? Luyện thuốc ít nhất cần 40 đến 50 ngày, tiêu lão ra còn có thể đợi được lâu như vậy sao? Chuyện này đệ không phải không biết. Giọng điệu ông ta đã trở nên nghiêm nghị hơn, không hề che giấu ý trách cứ. Biết tình cảm sâu đậm của ông cháu họ, cũng biết tình thế hiện nay, Tiêu gia và Tiêu hệ không thể tách khỏi, cây kim thần của Định Hải là Tiêu lão gia, nhưng ý trời là như thế, rõ ràng biết không thể miễn cưỡng, đây cũng không phải là cách hay. Lại nói, cái này thật sự không phải dùng sức mạnh mà có thể làm được. Tiêu Phàm lại không hề lo lắng, chậm rãi nói: "Sư huynh, muốn nghịch thiên cải mệnh, ngoài càn khôn đại hoàn đan gia, kỳ thật còn cách khác." Cách khác, cách gì? Văn nhị thái gia nhìn sâu vào mắt tiêu phàm, lòng đầy nghi hoặc. Với những gì mà ông ta biết về tiêu phàm thì trong chuyện đại sự thế này, nếu không chắc được tám phần trở lên, vị sư đệ trưởng giáo này tuyệt đối không nói tùy tiện. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, Văn Nhị Thái ra lại không nghĩ ra được còn có cách khác có thể nghịch thiên cải mệnh cho tiêu lão ra lần nữa. Tiêu phàm nhìn nhị sư huynh, cười không nói. Thiên vương đan. Văn thiên đột nhiên tỉnh ngộ ra, không khỏi kêu lên thất thanh cậu muốn dùng thiên vương đan để cải mệnh cho tiêu lão ra. Đúng thế, tiêu phàm nói một cách chắc chắn. Nhưng mà, sư đệ, cậu phải hiểu rõ, thiên vương đan này là để lại cho cậu, để phòng khi cần đến trong thời khắc quan trọng. Loại linh đơn từ thời xa xưa để lại này chỉ có thể tình cờ gặp được chứ không thể cầu mà có được, thời này e rằng khó có thể tìm được viên thứ hai. Nói trắng ra viên, thiên vương đan, này là bùa hộ mệnh cuối cùng của tiêu phàm. Sau khi nghịch thiên cải mệnh, tuổi thọ của hắn đều là trộm được, không ai biết được một ngày nào đó, thọ mạch trong cơ thể hắn sẽ đột nhiên bị cắt đứt. Đến lúc đó, thiên vương đan chính là tiên đan cứu mạng của hắn. Sư huynh, những điều huynh nói đệ đều hiểu, nhưng trước mắt, huynh chắc cũng biết, tính mạng của lão gia quan trọng hơn tính mạng đệ. Đệ cho dù có thiên vương đan, trong tay, chỉ sợ cũng khó chống lại được các đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tiêu phàm nói, giọng nói bình thản. Sau khi tiêu lão gia đột ngột qua đời, tiêu lão gia có kết cục như nào thì suy diễn ra chính tiêu phàm cũng sẽ có kết cục đó một năm trước đã được mặc định như thế chính vì vậy tiêu phàm mới quyết định lấy thiên mệnh ứng kiếp để nghịch thiên cải mệnh cho tiêu lão gia tiết kiệm thời gian cho lão gia hiện tại cục diện cũng không nảy sinh thay đổi mang tính bản chất nếu bây giờ lão gia ra đi tình hình sẽ vẫn tồi tệ như nhau một viên thiên vương đan chỉ có thể kéo dài tính mạng cho một người đương nhiên phải nghĩ cách làm hiệu quả nhất sư huynh, lần này đi đông đảo, có thể tìm được khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của ác quỷ đạo, hoàn chỉnh tại tổng đàn của cửu quỷ lưu, huynh không cảm thấy đây là ý trời à. Tại cung điện ngầm ở trong lòng đất, mặc dù tiêu phàm chỉ thoáng nhìn qua, ác quỷ đạo, chỉ xem khẩu quyết tu luyện điêu khắc trên pháp tướng thứ sáu có một lần, nhưng sớm đã khắc sâu trong lòng, không thể phai mờ. Xem qua là nhớ, vốn là một trong những thiên bẩm xuất chúng mà tiêu phàm có. Năm nay tiêu phàm không quá hai mươi mấy tuổi, tuy nhiên bất luận là thuật pháp, y đạo hay là võ công, đều đã đạt được trình độ cao nhất, không phải trời cho tư chất, xem qua là nhớ thì làm sao có thể chứ. Sư đệ, ta đồng ý với cách nói này. Văn nhị thái ra vuốt vuốt tròm dâu trắng, xoa cầm. Văn chương của Luân Hồi Tướng đã thất lạc hơn một nghìn năm, từ thế kỷ thứ 10 đến nay, các thế hệ của vô cực môn đều không ngừng tìm kiếm, nhưng phần lớn đều không có kết quả. Còn bây giờ, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, các trường văn thất lắc như Tu La Đạo và Ác Quỷ Đạo đều lần lượt xuất hiện, bị tiêu phàm đoạt được. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp mà hẳn là ý trời. Chỉ cần tiêu phàm có thể nhanh chóng khôi phục trình độ thuật pháp, thậm chí tu luyện, luân hồi tướng, đạt được trình độ cao nhất, cho dù không có Thiên Vương Đan, những tổn thương mà hắn chịu phải cũng có hy vọng khỏi hẳn. Sư Huynh, để chỉ lo, Thiên Vương Đan không thực sự có hiệu lực như trong truyền thuyết nếu là lần đầu tiên nghịch thiên cải mệnh cho lão ra, tiêu phàm sẽ không lo lắng như vậy. C. Điều trước mắt, thiên vương đan, cho dù khó lương hơn đi chăng nữa, có thể một lần nữa cải mệnh cho tiêu lão ra hay không, tiêu phàm thực sự không nắm chắc được bao nhiêu phần. Văn thiên cười nói, về điểm này thì không cần phải lo, phương pháp luyện chế thiên vương đan, không phải sư đệ không biết. Trong thuật tàng, đã ghi lại rõ ràng, luyện chế thiên vương đan, Ngoài những linh dược khó tìm ra thì có một điều kiện quan trọng chính là người luyện chế ít nhất phải có trình độ thiên nhân cảnh. Người xưa tương truyền, thiên nhân cảnh có thể trải khắp nhân gian, nhìn thấu luân hồi tam giới, rất dễ tìm thấy những thứ thuộc sơn tinh thủy quái. Đây cũng là nền tảng cho việc chuẩn bị tu luyện trường sinh tướng. Cái gọi là trường sinh chính là hành sự trái với ý trời. Số kiếp hay số phận thì không thể thay đổi, làm sao chống lại được số phận? Nếu muốn thay đổi số mệnh sẽ không tránh khỏi sát thương. Không thể đi ngược lại đạo trường sinh, chỉ có chuyển số kiếp sang vật vô tri vô giác thì mới có thể không bị sát thương. Theo một ý nghĩa khác, Thiên Vương Đan kỳ thật chính là thứ mà những đại sư lớn trong cổ đại khó mà có được. Đúng là như thế, vậy đệ không lo nữa rồi. Văn Thiên nhìn hắn một cái, chậm rãi hỏi. Sư đệ, đã quyết định rồi sao? Quyết định rồi. Tốt lắm, một khi đã như vậy về chuyện này chúng ta phải cố gắng tận dụng. Chúng ta ném miếng mồi này ra đi, nhất định những kẻ núp trong bóng tối kia sẽ sẽ lộ diện. Đôi mắt văn nhị thái ra chăm chú, trầm giọng nói. Sư huynh, anh hùng trí lớn gặp nhau rồi. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, gật đầu. Hai huynh đệ nhìn nhau, bật cười ha ha. Đã đến lúc phải dạy cho những kẻ núp trong bóng tối kia một bài học rồi. chương 404, Vân không biệt viện. Tại một nơi cách Thất Tinh Quan không xa có một thiền viện nhỏ, tên gọi là Vân Không Biệt Viện. So sánh với Thất Tinh Quan mà nói, Vân Không Biệt Viện tương đối nhỏ, chỉ có ba cái sân nhỏ, hai điện thờ Bồ Tát, một dãy nhà ở tập thể dành cho các tăng nhân Phật tử cùng với một cái sân trống vắng vẻ. Bởi vì có Thất Tinh lều trà, nên Thất Tinh Quan ở bên ngoài khá là có tiếng, quy mô cũng ngày càng mở rộng. Vân Không Biệt Viện không ai biết đến, không có bất kỳ tiếng tăm gì, về cơ bản cũng không có hương khói gì. Ngay cả những người dân sống gần đó bao nhiêu năm nay dường như đều không biết trong Vân Không Biệt Viện có những ai. Tuy là thiền viện, nhưng lại đóng cửa quanh năm, không nhận khách hành hương. Chỉ thỉnh thoảng có một hai bà vãi ra ngoài mua đồ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, Vân Không Biệt Viện này không có bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài. Người dân xung quanh thậm chí cũng không để ý đến, coi họ như những người hàng xóm ít giao tiếp với bên ngoài, không thích tiếp xúc với người khác. Hiện nay, ở các thành phố lớn rất nhiều hàng xóm cả đời không qua lại với nhau. Ở những khu chung cư, mặt đối mặt là hàng xóm với nhau mấy chục năm cũng không quen biết nhau. Các sư sãi sống trong Vân Không Biệt Viện ít nhất cũng không nhiễu dân. Bình an vô sự. Tuy nhiên, Vân Không Biệt Viện hôm nay lại không giống bình thường. Như ngày thường, cửa viện vẫn khép hờ, có một người cô gái xinh đẹp mặc y phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, đứng nghiêm trang ở cửa lớn. Đối với những người có hiểu biết về đồng phục cảnh sát thì có thể nhìn ra nữ cảnh sát xinh đẹp này không phải là công an nhân dân, mà là cảnh sát an ninh. Quân phục chỉnh tề đứng ở cửa thiền viện như thế, Trần Dương cũng cảm thấy có chút ngượng nhịu, không được tự nhiên. Chẳng qua là do mẹ cô cố ý yêu cầu cô ăn mặc thế này, cô không dám trái lời mẹ. Mời khách ăn cơm ở thiền viện, cũng chỉ có mẹ cô nghĩ ra. Nếu gọi là kinh doanh đối ngoại bằng, đồ ăn chay của chùa cũng không sao cả, có điều chỉ là cái danh mà thôi. Trên thực tế chính là nhà hàng ăn, tuy nhiên Vân không biệt viện này không hề nghi ngờ gì nữa, là một thiền viện chính cống, không khí và cảnh vật ở đây tuyệt đối không phải là giả, gần như hoàn toàn không có khói lửa hồng trần, xa rời trần thế. Lão Hòa Thượng trụ trì thiền viện cũng đôn hậu như thế. Trần Dương nhận ra, vẻ đôn hậu hiền từ của Lão Hòa Thượng tuyệt đối xuất phát từ nội tâm, không phải cái vẻ cố tỏ ra hiền từ của những Phật gia trách trời thương dân. Trần Dương đứng trước vị hòa thượng có pháp danh, Linh Vân, này, có cảm giác giống như người thân. Vân không biệt viện rất tốt, nhưng lại không phải là nơi phù hợp để mời khách. Những khách bình thường đến đây mà có chút thô lỗ, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên, cảm thấy không tự nhiên, làm sao có thể nuốt nổi cơm. Trần Dương nghĩ như thế. Chỉ có điều, khi cô nhìn thấy một chiếc Mercedes Benz chậm rãi đi tới thì cô không còn nghĩ như thế nữa. Tiêu Trần Nhân quả thực là vị khách thích hợp, chẳng qua trần dương chỉ không ngờ khách mà mẹ cô mời hôm nay sẽ là tiêu phàm tại sao không nói trước với cô còn bắt cô mặc quân phục chỉnh tề thế này nữa trong hồ lô của mẹ rốt cuộc bán thuốc gì vậy nhìn thấy tiêu trưởng giáo phiêu diêu xuất trần mặc một bộ trang phục đời đường màu trắng đi một đôi giày vải đen từ trong xe bước xuống rồi nhìn lại bộ cảnh phục chỉnh tề mình mặc trần dương nhìn thế nào cũng thấy không ăn khớp phải nghiêm túc thế sao Trần Dương bỗng thấy chính mình thật khôi hài, đặc biệt là mặc bộ cảnh phục này, dù thế nào cũng khó mà che giấu được bộ ngực đầy đặn của cô. Trong giờ khắc này lại càng thêm, trói mắt. Mẹ rốt cuộc làm cái gì vậy? Tiểu nha đầu trượt có chút xấu hổ. Tiêu phàm cũng thoáng sững sờ, tựa hồ cũng giống như Trần Dương, không ngờ cô lại ở đây tiếp đón hắn. Trong điện thoại, Đàm Hiên nói mời hắn đến ăn cơm, nhưng cũng không nói Trần Dương cũng ở đây. Hơn nữa, Trần Dương mặc quân phục chỉnh tề, quả thực là nghiêm túc, khiến trong lòng tiêu phàm có chút cảm giác là lạ. Anh, anh vẫn khỏe chứ? Có chút xấu hổ, Trần Dương vội vàng hỏi một câu. Vì cứu cô, tiêu phàm bị vây 9 ngày 9 đêm trên núi Tĩnh Xuyên, từ khi từ đông đảo trở về nước, đây là lần đầu tiên cô gặp hắn, trong lòng thấy ái náy, lo lắng hắn có vấn đề gì. Vẫn tốt, đừng lo lắng. Tiêu phàm thoáng lúng túng, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên, cười nói. Ừ, Trần Dương liên tục gật đầu, hai má phất hồng, thấy rõ vẻ vừa xúc động vừa vui mừng. Nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, cô đã sớm không nhịn được đến kéo tay anh, hỏi tới hỏi lui rồi. Mười mấy ngày nay, Trần Dương thật sự cảm thấy khó chịu. Tâm tư của thiếu nữ đang mơ mộng chuyện tình yêu, người bình thường làm sao có thể hiểu được. Tô tố, tố, khách tới rồi, còn không mời vào đi. Bên này còn đang lung túng, bên trong chùa đã truyền đến giọng nói của Đàm Hiên, Ôn Hòa nhã nhận, mang theo chút cảm tình. Hai má Trần Dương lại đỏ lên, làm mặt quỷ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cười, giơ tay vỗ vào sau đầu cô, nói: "Đi vào trong thôi." Vân Không Biệt viện rất nhỏ, chỉ có một dãy nhà mái bằng làm nhà ở cho các tăng nhân cùng với nhà ở tập thể. Đã mời khách ăn cơm đương nhiên không thể ăn to nói lớn, ồn ào ầm ĩ trước mặt Bồ Tát ở chính điện được, còn ra thể thống gì nữa? Trần Dương dẫn tiêu phàm đến một gian nhà mái bằng sát đầu đông. Lịch sử của Vân không biệt viện không được tính là dài, toàn bộ nguyên liệu xây dựng chính của thiền viện đều là gạch đỏ, có điều được lát một lớp xi măng nên trở nên bụi bẩn. Nếu không phải bóng cây trong đình viện dâm mát, rậm rạp, thì không khí có thể sẽ bị đè nén. Có được cây cối xanh tươi, giạt rào sức sống, tiếng ve kêu dâm ran thế này, ý cảnh của cả tòa thiền viện lập tức trở nên thâm thúy xa xưa gian phòng dành cho tăng nhân ở đầu đông bên kia có che một tấm ván nửa kín nửa hở. Trần Dương đột ngột dừng bước, nhìn tiêu phàm, nói nhỏ. Này, nếu mẹ tôi mắng anh, anh, đừng giận nhé. Vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm. Tiêu phàm liền cười, gật đầu. Đừng thấy Trần Dương là cảnh sát của bộ công an, suy cho cùng cũng vẫn là một cô gái, có rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ, không biết trong lòng dạ hẹp hòi của cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tiêu phàm cũng không giải thích thêm nữa. Rất nhiều chuyện trong giang hồ, cho dù giải thích cho cô nghe, cô cũng sẽ không hiểu ngay được. Tiêu Phàm chậm rãi vào gian phòng dành cho tăng nhân. Đây là một gian nhà mái bằng nhỏ cực kỳ đơn sơ. Chính giữa phòng có đặt một chiếc bàn bát tiên màu đen, bốn chiếc ghế gỗ màu đen, đằng sau là một cái giá làm bằng gỗ dựa vào tường, ngoài ra không còn thứ gì khác. Đàm Hiên mặc một chiếc váy màu xanh thẫm rất vừa người, đang ngồi trong chậm rãi thưởng thức trà. Vừa thấy Tiêu Phàm đến cửa, Đàm Hiên liền đặt chén trà xuống, đứng dậy, sửa sang lại trang phục một chút, thần thái nghiêm túc. Mẹ, khách tới rồi. Trần Dương đi theo sau, vào đến cửa, mới nói được nửa câu đã há to miệng, không nói được một câu nào nữa. Chỉ thấy Đàm Hiên cúi sâu người về phía tiêu phàm, cao giọng nói. Đệ tử ký danh của vô cực môn Đàm Hiên tham kiến trưởng giáo chân nhân. Tiêu chân nhân tuy trước giờ đều rất điềm tĩnh, nhưng lần này cũng bị làm cho trở tay không kịp, mặt đỏ ửng ngượng ngùng nói. Sư tỷ, không cần phải quá chú ý lễ nghi dườm già này đâu. Đàm hiên chịu ơn sâu nặng, lễ tiết sư môn tuyệt đối không dám bỏ. Tiêu phàm bất đắc dĩ, đành phải cung tay làm lễ, không người xuống, đang định nói gì đó thì bị Trần Dương đến bên cạnh cắt đứt. Chờ một chút, tiểu nha đầu kêu lên một tiếng, cả mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng nhìn tiêu phàm, rồi lại nhìn đàm hiên. Con không quan tâm hai người có quan hệ gì, sư tỷ cũng được sư đệ cũng được, con không cần nhìn, cũng không cần biết. Nhưng hai người nói chuyện lễ tiết ở đây, thì con sẽ đi. Tóm lại con không thừa nhận. Giọng điệu vang, dứt khoát, nói như đinh đóng cột, bộ dạng phùng mang trợn mắt, thở hổn hển. Tố tố, mặc kệ con có thừa nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật. Hai hàng lông mày của điềm hiên hơi nhăn lại, ngồi thẳng, giọng điệu nghiêm túc. Con mới không cần quan tâm đến sự thật gì đó, dù sao con cũng không thừa nhận. Điều này có liên quan gì đến con? Trần Dương cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được, không la lên, nước mắt sớm đã đọng ở hốc mắt, thiếu chút nữa là trào ra. Dù Trần Dương vẫn còn chưa làm rõ được nội tình bên trong chuyện này nhưng có một, sự cảm không lành cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cứ nhất quyết, quấy nhiễu, cô như là sắp có chuyện lớn. Mặc dù cô chưa từng quen biết với những người trong giới giang hồ thực sự, nhưng cũng biết rất nhiều người trong giang hồ vô cùng xem trọng truyền thống hay mấy thứ như vai vế trần dương cũng không phải không tôn trọng nhưng khi những thứ đó rõ ràng có thể gây trở ngại lớn đối với quan hệ của cô và tiêu phàm thì cô thật sự không muốn dây dưa giống như lời cô nói sư tỷ đệ không phải chị em ruột có liên quan gì đến cô đâu tố tố đàm hiên quát lớn tiêu phàm có chút lúng túng cục trưởng đàm hay là hôm nay tạm thời không nói tới chuyện này nữa trần dương đứng đó quệt mồm vẻ mặt bướng bỉnh nước mắt cũng đã từ từ chảy xuống làm ướt đôi má đàm hiên liền dịu lại khẽ thở dài sau đó nghiêm nghị nói trưởng phòng tiêu mời ngồi trong cái tình cảnh này không những trần dương không vui khi phải tiếp nhận quan hệ sư tỷ đệ của bà và tiêu phàm mà ngay cả tiêu phàm một câu sư tỷ thôi dường như cũng rất khó nói suy cho cùng cũng là thời đại khác nhau nếu là trước đây nhất định phải chú ý đến những quy củ này cho dù trần dương thừa nhận hay không tiêu phàm cũng vẫn là sư thúc của cô không thể giả được hơn nữa cô còn tu luyện vô thường thần công hạo nhiên chính khí do tiêu phàm truyền thụ thân phận trưởng bối sư thúc này càng như ván đã đóng thuyền không thể thay đổi được bây giờ xem ra tiêu phàm dường như cũng không muốn làm vị sư thúc này làm sư thúc có gì hay đâu không sao không làm cũng thế làm bạn bè vẫn tốt hơn ít nhất ngộ nhỡ không kìm được làm ra chuyện gì quá giới hạn cũng sẽ không biến thành cầm thú cảm ơn tiêu phàm bình tĩnh trở lại khẽ gật đầu cũng không khách khí liền ngồi xuống ghế bên cạnh dù đàm hiên đã đổi cách xưng hô gọi hắn là trưởng phòng tiêu nhưng vẫn mời hắn ngồi ghế trên ở đây hắn vẫn là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn thấy trần dương vẫn đứng đó khóc đàm hiên vừa tức giận vừa buồn cười hạ giọng quát Tố tố, nhiều người quá nên xấu hổ phải không? Qua đây ngồi đi. Trần Dương cũng không lên tiếng, tức giận ngồi xuống đối diện tiêu phàm, đưa tay lên lau nước mắt, giận dỗi không thèm để ý đến ai. Đàm Hiên và tiêu phàm nhìn nhau lắc đầu, cũng không biết nói gì cho phải. chương 405, đệ nhất cao thủ thái cực môn A-di-đà Phật. Một giọng nói cắt đứt cuộc trò chuyện của tiêu phàm và đàm hiên. Một lão hòa thượng mặc bộ tăng bào màu xám, khoảng chừng trên dưới 60 tuổi, chậm rãi đi vào. Nhìn thấy lão tăng này, Tiêu Phàm cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu làm lễ, nói: "Linh Vân đại sư, đã lâu không gặp." Linh Vân đại sư chắp tay trước ngực, cúi đầu đáp lễ. "Lại gặp Tiêu chân nhân rồi, thật là vui." Đàm Hiên ngạc nhiên, "Hai người trước đây biết nhau rồi sao?" Trần Dương cũng mở to hai mắt nhìn. Người này luôn thần bí như vậy. Hình như ai hắn cũng quen biết. Linh Vân đại sư mỉm cười nói: "Cũng 7, 8 năm rồi, lần đó có duyên gặp Tiêu phàm một lần ở miền Nam. Lệnh sư Chỉ Thủy sư tổ lúc ấy có nói Tiêu chân nhân và lão nạp đây rất có duyên, có thể sẽ gặp nhau lần nữa. Bây giờ quả nhiên đã gặp, Chỉ Thủy tổ sư không hổ là một bậc thầy, thuật pháp uyên thâm, tiên đoán như thần, lão nạp khâm phục." "Có chuyện này sao?" Tiêu phàm cười. "Lúc đó, tôi theo sư phụ Vân Du, may mắn được gặp Linh Vân Đại Sư, thưởng thức đồ ăn chay do chính tay Đại Sư làm, cho đến giờ mùi vị vẫn còn nhớ rõ. Đàm Hiên cười nói, tôi còn nghĩ mình là người đầu tiên cơ, không ngờ cậu đã sớm nếm qua đồ ăn chay của Linh Vân rồi. Hôm nay đặc biệt mời tiêu phạm ăn cơm, vốn là ngỏ ý, tạ ơn, mời Linh Vân Đại Sư đích thân xuống bếp, buổi đãi khách này coi như thành rồi. Tiêu phàm nói, thức ăn chay do Đại Sư đích thân làm, vốn đã là thiên hạ tuyệt vị, Mỗi lần ăn đều có cảm giác khác nhau. Ngay cả Tiêu Chân Nhân, ăn đồ ăn chay mà lại có được cảm nhận như thế, thì có thể thấy tài năng nấu nướng của Linh Vân đại sư rất cao siêu, món ăn làm ra vô cùng mỹ vị. Chỉ có điều, đại sư vì sao không thanh tu ở miền Nam ấm áp, mà lại tới Vân Không Biệt viện này? Linh Vân đại sư cười nói, "Đây vốn là biệt viện của chùa Vân Hoàng." Tiêu Phàm cảm thấy rất ngạc nhiên. Hóa ra là thế, là tôi hiểu biết nông cạn rồi có điều lần này tôi thật ra là được mời đến đây tiểu sư muội nói có một vị khách đại giá quang lâm muốn tôi xuống bếp nấu một bữa thật không ngờ người cô ấy muốn tiếp đãi là tiêu chân nhân linh vân đại sư lại mỉm cười giải thích tiểu sư muội tiêu phàm càng lúc càng không hiểu đàm hiên và linh vân đại sư là sư huynh muội sao đàm hiên thản nhiên nói bản môn của tôi là truyền thừa thái cực linh vân sư huynh là đệ nhất cao thủ của thái cực môn chúng tôi đàm hiên là đệ tử ký danh của sư tổ chỉ thủy theo thầy học nghệ luận kỹ ra thì đàm hiên phải được coi là truyền nhân của thái cực môn nhưng bà lại không được ghi trong phả hệ ở vô cực môn dựa theo phả hệ của vô cực môn tiêu phàm mới chính là đệ tử thứ năm của sư tổ chỉ thủy tuy nhiên đến đời tiêu phàm hắn phải gọi đàm hiên là tứ sư tỷ xếp mình vào đệ tử thứ sáu của sư tổ chỉ thủy chuyện này cũng không vấn đề gì linh vân đại sư lại chắp tay khiêm tốn nói đệ nhất cao thủ tôi không dám nhận nói đến võ thuật chỉ là cơ thể khỏe mạnh mà thôi tiểu sư muội dung hợp được cả vô cực và thái cực bỏ cái cố sáng tạo thêm cái mới thân thủ sớm đã vượt qua sư huynh đây gấp trăm lần rồi tiêu phàm mỉm cười nói đại sư đừng khiêm tốn rất nhiều thuật pháp tu luyện của truyền thừa vô cực chúng tôi đều tham khảo thêm truyền thừa quý môn võ thuật trung hoa vốn là một nhà phía cuối con đường vạn pháp tương thông linh vân đại sư là cao thủ võ thuật về điểm này, hắn đã biết lâu rồi. tám năm trước, cùng sư tổ chỉ thủy Vân Du ở chùa Vân Hoàng đã gặp Linh Vân Đại Sư, tiêu phàm cũng đã nhìn ra. Tuy lúc đó hạo nhiên chính khí của tiêu phàm chưa luyện thành nhưng nhãn quang của tướng nhân lại chính xác hơn người. Trần Dương thận trọng lắng nghe, cố gắng muốn làm rõ quan hệ phức tạp trong chuyện này. Có điều cô không biết đầu đuôi thế nào đã chặn ngang như thế, nhất thời làm sao có thể hiểu rõ hết được những mối quan hệ này. Tiêu Trần Nhân ngồi nói chuyện thông thả, để tôi xuống bếp một lát. Vừa nói chuyện được mấy câu, Linh Vân đại sư chắp tay làm lễ về phía Tiêu phàm, tay áo phồng phồng, thản nhiên đi. Dáng người lão tăng gầy yếu, nhưng khí chất bên trong lại dồi dào, đã qua tuổi 60 rồi nhưng trên mặt không hề có vết nhăn nào, phong thái điềm tĩnh. Cái danh đệ nhất cao thủ thái cực môn nhất định không giả. Có thể đoán, do chỉ thủy sư tổ và trưởng bối sư môn của thái cực môn có giao tình thân thiết, nên mới phá lệ nhận Đàm Hiên là đệ tử ký danh. "Mẹ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Thấy lão hòa thượng đã rời khỏi, cuối cùng Trần Dương cũng không nhịn được, vội vàng hỏi. Đàm Hiên nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Chuyện gì ư, con còn không nhìn ra sao? Nếu không, con cho rằng người ta tự nhiên mà truyền Hạo Nhiên chính khí cho con sao?" Trần Dương là con gái của Đàm Nhiên, cũng coi như đệ tử vô cực môn, bằng không, cho dù Tiêu Phàm có là người rộng lượng cũng không thể đem chấn giáo thần công của vô cực môn truyền thụ cho một người ngoài được. Đương nhiên, một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là bản thân Trần Dương vô cùng phù hợp để tu luyện Hạo Nhiên chính khí. Còn Đàm Hiên, Chỉ Thủy sư tổ đã truyền thụ cho bà một loại tâm pháp nội công khác, cũng có nguồn gốc nhất định với Hạo Nhiên chính khí, nhưng luận kỹ ra, dĩ nhiên không phải là một. Chỉ Thủy sư tổ vô cùng uyên bác, mấy sư huynh đệ tiêu phàm, tâm pháp nội công tu luyện đều không giống nhau. Tuy nhiên, Tâm pháp nội công mà chỉ thủy sư tổ tu luyện uyên thâm nhất chính là Hạo nhiên chính khí. Ở vô cực môn, ai tu luyện tướng pháp gì thì học tâm pháp nội công ấy, đây đã là quy tắc rồi. Đương nhiên, nếu tinh lực dồi dào thì có thể tu luyện thêm những công pháp khác, quy định của sư môn không cấm. Thậm chí các sư phụ đều khích lệ các đệ tử tu luyện thêm. Truyền thừa vô cực, vô cùng lợi hại, nếu đã tu luyện được một loại tâm pháp tướng pháp dĩ nhiên có thể đã giỏi còn muốn giỏi hơn nhưng cũng làm chặn lại con đường phát triển theo phương hướng khác, giống như rất nhiều nền khoa học hiện đại, phân tích kỹ về khoa học một chút, trong trường hợp cả tài chính lẫn nhân sự đều đủ cả thì tất nhiên đều có thể làm được tới cùng. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại là vô cực môn không thể không hạn chế việc nhận đồ đệ và truyền nghệ, cho nên mỗi đồ đệ được nhận vào đều là những người kiệt xuất thiên bẩm, lúc được truyền nghệ có thể tu luyện thêm tâm pháp nội công và tướng pháp khác. Chỉ có thế mới có thể bảo đảm truyền thừa của vô cực môn không đến mức vì một lần ngoài ý muốn mà làm gián đoạn hoàn toàn. Chỉ cần có một đệ tử may mắn sống sót, thì sẽ có không ít tâm pháp nội công và tướng pháp đều có thể được tiếp tục gìn giữ. Nếu mỗi đệ tử chỉ tu luyện một loại công pháp, một khi người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có nghĩa là công pháp đó có khả năng thất truyền, lâu ngày, tất cả truyền thừa của môn phái sẽ trở nên không hoàn chỉnh, thậm chí dần dần diệt phong rất nhiều truyền thừa của văn minh Trung Hoa cũng vì nguyên nhân này mà biến mất trong lịch sử. Con không muốn luyện võ công này. Trần Dương giận dỗi. Bởi vì, hảo nhiên chính khí là do tiêu phàm truyền thụ, cho nên lúc đầu cô tập luyện rất hăng say, vô cùng cố gắng, trung quy cũng vì muốn có được sự tán thưởng của tiêu phàm. Nhưng bây giờ võ công này lại có khả năng là trở ngại giữa cô và tiêu phàm, tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác. Đàm Hiên cau mày nói. Cái đứa nhỏ này, sao lại nói năng tùy tiện như thế con nghĩ hạo nhiên chính khí ai muốn luyện là có thể luyện được sao các sư huynh đệ nhiều như thế chỉ có tiêu phàm là được truyền thừa y bát của chỉ thủy sư tổ chính là minh chứng trần dương xoa xoa môi tiêu phàm cười tố tố thời đại khác nhau rất nhiều quy tắc kế thừa của môn phái cũng đang thay đổi phải thích ứng với thời đại nếu cô đã là người được lựa chọn thích hợp vậy thì cô yên tâm tiếp tục tập luyện đi đừng lo lắng thật sao trần dương hai mắt sáng ngời tiêu phàm gật đầu cười đàm hiên cũng không tức giận chỉ lắc đầu nói trưởng phòng tiêu cậu làm như vậy hơi trái quy định rồi năm đó sư phụ không yêu cầu tôi luyện công mẹ mọi người đều nói thời đại thay đổi rồi mà trần dương làm mặt quỷ với mẹ thoáng cái đã trở nên vui vẻ đàm hiên đành nhoẻn miệng cười từ lúc đó không khí lung túng ở tăng xá này rốt cục cũng không còn nữa kỳ thật đàm hiên đã đổi cách xưng hô gọi là trưởng phòng tiêu không phải là nói rõ vấn đề rồi sao trưởng phòng tiêu nghe nói tiêu lão gia gần đây không khỏe đang nằm ở bệnh viện tổng để theo dõi phải không nói đến vấn đề này sắc mặt tiêu phàm liền trở nên nghiêm trọng khẽ xoa cằm nói tình hình quả thật không được tốt lắm bệnh viện tổng đã thông báo bệnh tình nguy kịch nghiêm trọng như vậy sao đàm hiên giật mình ngạc nhiên thân là cục trưởng của ủy ban quốc gia Đàm Hiên đương nhiên hiểu rõ, một khi Tiêu lão gia gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ khiến cho cục diện chính trị trở nên rối ren. Tiêu lão gia, thậm chí là cả Tiêu hệ cũng đều bị cuốn vào vòng xoáy này. Đúng vậy, không nghĩ ra biện pháp nào nữa sao? Sắc mặt Đàm Hiên cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói. Có. Tiêu Phàm gật đầu khẳng định. Tôi đã bàn bạc với nhị sư huynh rồi. Tiêu Phàm lập tức nói rõ kế hoạch của mình và nhị sư huynh Văn Thiên trần dương cũng nghe một cách mơ mơ hồ hồ cái gì mà nghịch thiên cải mệnh cái gì mà thiên lang tử vi cô thật sự không hiểu có điều nhìn thấy hai hàng lông mày của mẹ nhíu chặt lại cũng biết được chuyện này không đơn giản nhị sư huynh muốn một trận chiến định càn khôn trầm ngâm một lúc đàm nhiên hỏi đúng là có ý nghĩ này người ta o ép chúng ta chúng ta quá bị động rồi nhất định phải cắt bỏ khối u ác tính này bằng không đến cuối cùng sẽ thành mối họa lớn chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm chứ không có đạo lý để phòng được kẻ trộm." Đàm Hiên lại trầm ngâm, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra, khẽ gõ xuống bàn. Trần Dương thấy vậy cũng căng thẳng theo. Rất rõ ràng, họ đang đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, quyết định này ngay là Tiêu Phàm và mẹ cô cũng rất thận trọng, không biết là muốn đối phó với nhân vật lợi hại nào. Chắc chắn bọn họ sẽ trúng kế sao? Tiêu Phàm lắc đầu, "Không thể chắc chắn." nhưng cứ cho là họ không trúng kế thì cũng không có tổn thất gì cho chúng ta nếu bọn họ dốc toàn lực thì lực lượng của ta có đủ không đàm hiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề về mặt kỹ thuật không đủ tiêu phàm cũng rất thẳng thắn trả lời cho nên tôi muốn mời sư tỷ ra tay có ba sư huynh đệ chúng ta cùng ra tay nhất định sẽ đủ sức mạnh tất nhiên nếu có thể mời được linh vân đại sư thì càng tốt những chuyện liên quan đến vô cực môn tiêu phàm lại đổi cách xưng hô là sư tỷ. Đôi lông mày đàm hiên nhíu chặt, khẽ lắc đầu. Linh Vân Sư Huynh là người trong Phật môn, e là sẽ không nhúng tay vào mấy kiểu tranh đấu này. Tiêu phàm thẳng thắn nói. Không cần ông ấy tham gia, chỉ cần ông ấy chấn thủ, đối với bọn đạo trích này chính là sự cây ếch yêu ta ép sợ vô cùng. Nếu là như vậy, thì có thể thử một lần, xem xem có thể nhờ được ông ấy không. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nhẹ thở vào một cái audio điện tử võ tấn bền hết chương 405